gắn thẻ. Để vừa gắn. Để vừa gắn qua. Anh Thành qua gắn được, anh Thành gắn đi. Thành ca cùng một. Không, đưa em gắn, đưa em không cho. Đưa em gắn cho người ta thấy chú Phương Nguyễn có gắn. Loa, có ai thấy em không? Loa, các chị yêu ơi, có ai thấy em không các chị ơi? Em đến rồi đấy, có ai thấy em không? Chào chị Nguyễn Thị Nga. Ê, chị Nga lúc nào cũng chân luôn á. Loa. Có ai nhìn thấy em nữa không? Hôm nay em like đầm Vin Nhật nước 2. Đầm Vin Nhật nước 2 rất là đẹp. Em chào chị Mỹ Lệ Vũ nha. Trời ơi, hai chị yêu rất là dễ thương. Lúc nào cũng nhanh chân luôn ý. Lúc nào cũng nhanh chân hết. Lúc nào cũng nhanh chân ủng hộ và chia sẻ bài cho em. Cảm ơn chị yêu, các hai chị yêu rất là nhiều nha. Anh ơi, bấm vô gì đấy. Đồng ơi, từ từ anh Sơn, từ, đừng có vô Facebook con tôm luôn. Em đang chưa xong. Được sao, này được đúng ạ. Để em chia sẻ cái bài cái. Em chào chị Hà Võ nha. Chào chị Hà Võ mới vào nhé. Chia sẻ bài viết. Loa, chào các chị yêu mới vào nha. Chào chị Ngọc Dung, chào tất cả các chị yêu nha. Hôm nay em sẽ tiếp tục like cho trang fanpage của em đây. Hiện tại thì bây giờ hai nick của nhà chú Phương Nguyễn đều bị chặn like hết rồi. Giờ chỉ còn một cái fanpage này nữa thôi. Nơi để mà gặp gỡ và nói chung là chị em chia sẻ, gặp gỡ, chia sẻ và buôn bán đây. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của các chị vào giúp đỡ nhà em nha. Chào tất cả các chị yêu mới vào nha. Em không biết em chia sẻ về trang em được không này. Khổ thiệt đấy chứ. Đùa đâu mà nó khổ thiệt. Hôm qua thì là một ngày đẹp trời. Các chị ủng hộ em quá nhiệt tình, giúp đỡ em quá nhiệt tình, chia sẻ luôn. Bởi vậy cho nên là buổi đầu tiên em like trên trang fanpage của em mà bao nhiêu là cái lo toan suy nghĩ nó đã tan biến. Nhờ các chị đã ủng hộ và chia sẻ bài cho em ngày hôm qua. Thật sự không biết nói gì hơn. Cảm ơn tất cả các chị yêu rất nhiều. Và đặc biệt em gửi lời cảm ơn đến gia đình anh chị nơi mà đã cung cấp hàng cho nhà em rất là uy tín. Và trong thời điểm này thì cũng khó khăn về nhiều mặt. Cái thứ nhất là ở bên ngoài thì đang dịch bệnh. Cái thứ hai bên trên trang các trang mạng thì lại bị chặn like. Chính vì vậy cho nên là anh chị ở nơi mà cung cấp hàng cho nhà em đã hỗ trợ hết cỡ. Bán giá thật là ưu đãi, vừa bán vừa tặng và vừa hỗ trợ nữa để giúp em và giúp cho cả đoàn nhân viên nhà em luôn có được một cái mức lương ổn định, không có phải lo sợ. Cảm ơn tất cả các chị đã giúp em chia sẻ và ủng hộ em nữa. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, em không biết nói gì hơn. Và hôm nay thì để đáp lại những sự tin yêu đấy thì em hứa là sẽ bán hàng thật là uy tín hơn, thật đẹp hơn để các chị không phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người đã dành cho nhà em. Cảm ơn các chị yêu nha. Rồi, rồi cảm ơn các chị yêu nha. Rồi để em chia sẻ bài thử coi được không này. Trời đất ơi, em cái gì vậy? Trời ơi, trời mất cái bài đang bối rối. Ai chơi vậy? Chơi vậy chơi, trời. Trời đất ơi. Nãy giờ luôn.
rồi gọi một cái là đứt sóng luôn rồi. Rồi để em cố gắng chia sẻ lên cái trang của chú Phương Nguyễn xem là có ai nhìn thấy em không. Sao buổi sáng vừa vô được ta? Rồi em chào chị Khuê Nguyễn, chào chị Phạm Lan này, chào chị Hà Minh Hiền. À, em chào chị Thiên Ân nha, em chào chị Hương Hương Trần. Em chào chị Hương Trần nha. Chào tất cả các chị yêu nha. Đầm đen hai dây mà quéo vết. Suốt hôm nay em đi hàng cho chị rồi, đầm đen hai dây hoài rồi. Hai cái lót hai dây màu đen gửi cho chị yêu rồi, chị yêu ơi, khổ quá mà. Rồi đặc biệt cảm ơn đến là em bé Nhi Nhi Nhoi Nhoi nữa này. Tuy là sức của em nhỏ bé nhưng mà em đã giúp chị Nhoi Nhoi rất là nhiều. Cảm ơn em nhé nha. Rồi Phúc Tiên vào chưa nhở? Phúc Tiên vào chưa nhở? Rồi cảm ơn cả Phúc Tiên nữa. Các em tuy là nhỏ nhưng mà nói chung là tuy là các em còn nhỏ nhưng mà các em đúng là chí hướng rất là lớn, lúc nào cũng giúp chị được những cái việc lớn. Cảm ơn các em rất nhiều nha. Chào chị Hoàng Dung, chào tất cả các chị yêu nha. Em chào chị Nguyễn Hữu Thành luôn nha. Chị làm gì chị vô đây chị đập đầu của chị. Em lạy chị. Chưa có like mà vô đây đập đầu cho em chết mất. Rồi bây giờ thì năm đồng giá 50 ngàn. Ê giờ chưa chia chia trả lên cho nhóm ấy nhỉ. Đất có thể đập đầu. Cái đội ngũ chia sẻ nó ghê quá rồi. Đội ngũ chia sẻ nha, em ngồi kín rì ở xung quanh điện thoại các chị biết không? Không biết chia sẻ đi đâu còn lâu mới biết nhưng mà nhiệt tình lắm. Em nói là vô hít đất rồi vô đập đầu rồi vô dãy dụa, nói chung dãy đành đạch ở trong đấy nhiều năm nay chạy điện thoại. Rồi em chào chị Lê Thị Ái nha. Chị Lê Thị Ái hôm nay chị nhận được hàng vừa đẹp rẻ, vừa đẹp hả chị hả? Ôi cảm ơn chị yêu nha. Chị ơi chị Lê Thị Ái nữa, phải nói đồ ổ của em nhiều ghê ấy. Lúc nào đi đơn cả bọc bự 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 này. Trời ơi phải nói là một cả bọc bự bự không á mà lúc nào cũng hài lòng, em mừng lắm. Cảm ơn chị yêu nhá. Rồi bây giờ thì đâu rồi hàng của chị Hà Võ đâu rồi? Đây này, một nồi ở nhà Võ ơi. Nhà Võ ơi một nồi này chị này. Đây này. Xinh xinh đây của chị với của bé đây, về cái nào mẹ mặc được thì mặc, cái nào con mặc được thì mặc, xinh xinh nhá. Nói chung là nó không bao nhiêu tiền nhưng mà có vài chục ngàn thôi nhưng mà nó xinh lắm. Nói chung là nhà em là đầm toàn đồ Việt Nhật thôi. Hôm trước em thấy người ta bán ra cái Babydoll này chị, các chị. Những cái dạng Babydoll này toàn là mấy trăm ngàn một cái, em thấy sợ quá. Em bảo trời ơi chúa tôi, nhà mình bán có vài chục ngàn một cái, nó còn đẹp gấp tỷ lần á. Đây về cái nào mẹ mặc được thì mặc, cái nào con mặc được thì mặc nha. Siêu VIP đây, siêu VIP nha. Đây của chị Hà đây, một nồi đây chị ơi. Đấy xinh lắm, về cái nào con mặc thì mặc, cái nào mẹ mặc thì mặc. Đấy xinh ơi là xinh. Có cái con có cái con này lạ chưa, lạ không? Đây một nồi đây, còn con tầng nữa này, mấy bé mặc xinh lắm này. Trời ơi nó xinh thôi rồi. Có cái bé 55kg á chị, cho cái con bé 55kg á. Có cái này hoàng gia của chị mặc đẹp này. Đấy cái này hoàng gia chị mặc đẹp này. Cái này chắc cái này chị mặc ở nhà, nhiều khi đi làm việc về mệt mỏi vô trong nhà cái mặc cái quần sọt với cái này thôi, ngồi ăn cơm ăn nước này kia, uống nước này kia cho nó mát. Đó. Cho bé, cái này cho bé nha. Rồi cái này cho bé nha, cái này cho bé, cái này cho bé. Cái này cho bé nha chị ơi, cái này cho bé này. Rồi cái này cho bé này. Đấy, mấy mẹ con. Đây cái này cho bé nha, cái này mát lắm, cho bé mặc cho nó xinh. Này cho bé, cái này của chị đây ạ. Em chị đẹp xinh này, cái này xinh lắm. Đấy. Cái này cũng xinh cho bé này, cho mấy bé này cưng lắm. Đấy. Rồi, một nồi đó, rồi. Đồng giá 50 ngàn nha. Ông ấy mở này cho bò đi, sao chim lên trên đó hết trơn rồi, ở dưới này trên này mở cho bò này. Rồi. Chào các chị yêu mới vào nha các chị yêu ơi. Hôm nay em like trong trang fanpage của em đây. À dạ chốt hết. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị đã mở hàng cho em. Cảm ơn chị nhiều nha. Trời ơi hôm nay nhiều hàng đẹp lắm các chị ơi. Em nói em xả chỉ có 50 ngàn thôi. Chơi tiệt ga luôn mà. Chơi tiệt ga luôn. Đây anh ơi bảo vô chị Hà Võ này anh. Để y như vậy xong anh cầm hai bàn gấp gấp là được. Em cầm y như vậy chị, gấp vô làm đôi là nó không bị nhăn. Đây, cầm hai cái vai, cầm hai vai nha. Cẩn thận nha. Đó. Rồi, bây giờ loa, L75, L74, 75, 78 đâu. Loa, các chị yêu ơi. Rất là đẹp như thế này nha. Đấy.
Đó, đẹp chưa? Con này là 100 ngàn đây. Mà đầu lai em bán 50 ngàn cho các chị luôn. Chất thật cực kỳ là mát luôn. 50 ngàn lên cho em mã số 225 nào. 225, 225. Em tranh thủ hết cỡ luôn. Cả tháng nay em mất ngủ vì mấy cái Facebook của em. Và em hôm nay là em nói thật, em vừa lên live em vừa ngủ này các chị. Nhưng mà tự nhiên nhìn thấy các chị em hết buồn ngủ rồi. Chắc là phải thức đến khuya. Rồi 50 ngàn lên cho em mã số 225 nha. Eo 75, 78 mặc được hết nha. Rồi tiếp tục nào. Không đẹp em không lấy tiền đâu. Này các chị nhìn này. Không đẹp em không lấy tiền các chị nhìn này. Đây ở ngoài nó màu xanh như vậy nha. Các chị thấy không? Rất đẹp luôn. 225 cho ai đấy ơi. Em thấy quá trời số chạy trên màn hình kìa. 225 đây. Ở đây em có một con body màu xanh. Chị nào eo 7 225 thì chị có tên. Eo từ bậy. Mấy bữa chị không tên, nay chị có tên. Giật mình anh Sơn. Giật mình. Kìa anh Sơn bị cái gì kìa. Có tên mà. Eo từ 65 cho đến 72. 50 ngàn lên cho em mã số 135 nhé. 135. Nếu như trong trường hợp em like cái fanpage này mà ổn thì đúng là ông trời thương luôn. Nhờ các chị đã giúp em đã có cái chớn, có cái bàn đạp đó để cho mọi người biết đến em nhiều hơn. Đó là thật sự không biết nói gì hơn luôn á. Mang ơn các chị và các em ở đây rất nhiều luôn ấy. Và nếu như cái sân chơi này, cái ngôi nhà này mà hoạt động tốt thì có thể một ngày em like 2k luôn. Đấy, em có thể ngày like 2-3k cũng được. Và có thể là xả hàng thoải mái luôn. Đấy, nếu em cầu xin là được như vậy thôi. Đấy, em gặp gỡ được các chị thường xuyên luôn mà không phải sợ lo gì cả. Rồi, tiếp tục nha. Đây, dễ thương không? Nha, đây nha, các chị nhìn này. Chị nào eo từ 70 đến 74 đâu? Eo 70, 74, 50 ngàn lên cho em mã số 258 nha. Mã số 258 này. Có tên kìa. Mã số 258. Mã số 258 này. Thấy có tên. Chị có tên kìa cả mình. Hôm bữa có chị không tên, trời ơi chị. Chị ơi chị cho em xin cái tên để em giao hàng. Bây giờ bà tên không tên rồi làm sao mà giao cho bà. Chắc em chết mất. Này, một con đầm suông. Các chị eo từ 74, 75, 76 cho em nhé. Các chị nhìn này, nó mới lắm các chị nhé. Mới ơi là mới nha. Trời ơi các chị nhìn này, 50 ngàn lên cho em mã số 24 này. Mã số 24, 50 ngàn. Mã số 24. Có tên. 2 năm chốt rồi đúng không anh? Rồi ok. Rồi đây là một con sơ mi form rộng các chị nhá. 24 đó chị nhất tỷ. Các chị nhìn này, đây là một con màu tím sơ mi form rộng nha. Đây này. Đó, các chị eo 80-90 mặc ok. 50 ngàn lên cho em mã số 28. Nhất tỷ. Mã số 28 này. Mã số 28. Một con dáng bếp lung này. Các chị nhìn cưng không? Cái này các chị mặc xinh lắm. Chị nào eo từ 70-72 này. Eo ơi xinh cơ. Này. Eo 70-72 50 ngàn lên cho em mã số 87 này. Mã số 87. Đầm viên nhật cho em nhá. Em miễn ship tận nhà cho các chị ha. Miễn ship nha. Nhà em là chị Hà Minh Hiền. Nhà em bao ship hết cho các chị nha. Và nói chung những con đầm này giá nó cao hơn 50 ngàn đấy. Nhưng mà nhà em bây giờ là tụi em không còn quan trọng vấn đề lời hay lỗ nữa rồi. Mà vấn đề quan trọng nhất của em ngày hôm nay là có gặp được các chị hay không. Cho nên là các chị yên tâm nhá. Đấy, đây, rất là đẹp và rất là rẻ. Chị nào eo 75, 76 87 chị Thảo Vi. Chị nào eo 75, 76, eo 74 bon ken luôn cho em nhá. Con này đẹp này các chị này, đẹp lắm, không sợ nha. Lên cho em mã số 250, 250 50 ngàn này. Hôm nay rất là nhiều chị khách mới nhận được hàng 50 ngàn của nhà em. Và khen quá trời các chị ạ, khen quá trời. Đây. Trời đất mẹ ơi. Các chị ơi. Con này một con hàng hiệu nó ghi chữ be be. Đó, nó ghi vậy đó, nó ghi chữ be be vậy đó. 250 cho chị Mỹ Lệ. Con này dành cho các chị eo 65 cho tới 72. Màu tím form xòe Âu. Eo từ 65 đến 72 cho em. Trời ơi con này cưng muốn xỉu các chị ạ. 50 ngàn lên cho em mã số 267 này. 267 em chào chị Nguyệt Nguyệt này, chào chị chào chị Vũ Thục Hoa, chào tất cả các chị yêu mới vào nha. Các chị yêu ơi, chào tất cả các chị nha. Một con công sở hạng sang nhá. Cái này người ta gọi là công sở hạng sang. Các chị nhìn đắp ta của nó này. Chất đắp ta của nó cực xịn nha. Đây, mới không tì vết cho em. Mới không tì vết hàng của Nhật nha. Con này 267 chị nhất tỷ. Chị nào eo 70, 72, 74
lên cho em mã số 115 50.000. 115 50.000 này. 115. Đây dễ thương, màu ruốc nha. Màu ruốc cho em, con này xinh này. Này con này bao xinh. Đó, cưng không? Con này dành cho các chị eo từ 70 đến 76 nha. Eo từ 70 cho đến 76 các chị mang vừa. Chị Khuê Nguyễn. 50.000 lên. Con này có các chị eo 78 bon cho em được nhá. Lên cho em mã số 50, 50.000, màu ruốc dễ mặc nha. Các chị nhìn này. Màu ruốc rất là dễ mặc như vậy này. Xinh lắm nha. Đấy. Một con chất gì đây? Thun mông kari cho em. Các chị nhìn này, chất thun. Chất thun rất là mát nha, form xòe Âu vậy này. Đó, trời đất ơi. Ở đây là ren lưới nha. 50 rồi chị Hà. Đó. Chị nào eo từ 65 đến 74 đâu, không đẹp không lấy tiền. 50.000 lên cho em mã số 99 này. Mã số 99. Một con công sở chất táp ta cực xịn. Màu của con này là màu xám. Màu xám nha các chị nhìn này. Eo ơi nó đẹp dã man tàn bạo. Đó. Nó đính ngọc ở trên cổ mà ngọc tương xứng với cái màu đầm luôn. Đấy. Eo con này là eo từ 70, 72, 74. Lên cho em mã số 99 là chị Mỹ Lệ Vũ. 42. 50.000 mã số 42. Ren mùng mền. Một con form Âu ren mùng mền. Trời đất mẹ ơi, ren mùng mền nhà em đẹp quá. Hàng của Nhật mà sao không đẹp được. Chị nào eo từ 65 đến 72 là mặc con ren mùng mền là đẹp. Nguyễn Thị Kim Ngọc. Rất đẹp con ren mùng mền nhá. 50.000 lên cho em mã số 168 này. 168 cho em nhá. Đây. Ren. Tiếp tục ren nhưng mà không phải mùng mền. Ren xịn. Ren rất là đẹp, trắng tinh, trắng tươi, trắng không tì vết nhá. Chị nào eo 70, 72, 74, 75 lên cho em mã số 236, 50.000 này. 50.000. Dễ thương. Cái này dễ thương nha. Cái này mặc eo từ 72 quay về tới 65, 60 gì cũng mặc ok hết. Nói chung cái này mặc rộng càng đẹp. Lên cho em mã số 75, 50.000, 50.000. 50.000. 50.000 cái gì vậy mấy cái đứa này ơi, để cho ta làm việc coi chị vậy. 236 đi chị Hương Nguyễn. Một con đầm chất thun mặc cực kỳ mát. Mặc cái này em nghĩ là một tuần mình không tắm thì chắc nó cũng chưa cảm thấy nóng mấy. 75 đi chị Hà. Tại vì là nó mát quá mà. Tắm làm gì bây giờ nữa. Tắm làm cái gì cho nó mệt. Chất của nó đã lắm này. Chị nào mà eo từ 75 đến 80 đâu. 50.000 lên cho em mã 82. Mã 82. Như Nhi nó hụt rồi kìa. Như Nhi ơi, cố lên em ơi, em yêu. Trời ơi, con này bình thường nhà em bán 70.000 nha các chị, giá sỉ 70.000 đấy. Còn không là người ta bán cao lắm. Con này cái chất của nó đã lắm các chị nhìn này. Cái chất của hàng hiệu ấy nó cực kỳ xịn nha. Xịn lắm đấy. Đấy. Mà em bán hôm nay chỉ có 50.000 thôi. Chị nào mà eo 80, 90 đâu. Trời đất ơi. Nhìn đi các chị ơi. 50.000 lên em mã số 51. Mã số 51 này. Trời đất mẹ ơi, chị các chị ơi nó đẹp chưa? Trời ơi, ren mùng mền mà còn dập ly như thế này thì đùa chứ sao mà chịu nổi. Đẹp chưa? Con này mặc form rộng cho em, eo từ 75, 76 quay về tới bao nhiêu cũng được nha. Lên cho em mã số 80. Mã số 80, 50.000. 50.000, 50.000. Ren cho chị Hà. Trời đất ơi, con chị, con này các chị ơi, nhìn này. Trời ơi, nó xinh. Cái phần áo bét lung của nó là một cái chất ren cực kỳ đẹp nè các chị nhìn này. Ren này không phải ren bình thường ha. Rồi cái phần ở đây nó chun eo, còn phần ở đây nó xòe âu. Chị nào mà eo từ 72, 74 quay đầu về mặc đẹp này, 50.000. Lên cho em mã số 246. 246 cho em 50.000. Chào chị Đỗ Quang mới vào nha tình yêu ơi, chào tình yêu nha. Chào tất cả các chị yêu nha, chào chị Khánh Nguyễn nha. Các chị ơi giúp em chia sẻ bài nhá để cho mọi người vào đây đông đông. Em sẽ like thường xuyên trên trang này hàng đêm để cho mọi người quen với cái trang này của em luôn. Và đây là một cái trang mà em sẽ like thường xuyên. Chứ bây giờ mình dùng trang cá nhân bây giờ nó cứ chặn hoài buồn lắm các chị. Mất ăn mất ngủ cả tháng nay rồi. Sắp gầy đi rồi. Gầy từ eo 78 mà sắp sửa ra eo 90 rồi, khổ quá. Khổ quá các chị ơi. Trời ơi xinh quá các chị ơi, eo 65 72. Gì vậy? Nhìn mặt đớ hết trơn vậy, mới đó từ eo từ 78 đến giờ bây giờ gầy tới eo 90 mà đớ hết trơn vậy. Eo từ 65 đến 70. Eo 65 72 50.000 lên cho em mã số 287. 287 50.000. Con này đẹp này, con này mát này.
Con này là một cái con form bơi, trời ơi các chị ơi, nó mát kinh khủng khiếp. Các chị nhìn cái chất nó đi, nó mát kinh khủng khiếp. Eo các chị từ 75, 80 quay trở về, chị nào muốn bơi cứ bơi giùm mấy em cái. Trời ơi nó mát kinh khủng khiếp, chất thung lạnh. Lên cho em mã số 40. Mã số 40 cho em này, mã số 40 nhá. Cái này form bơi sướng lắm. Để nó sướng kinh khủng khiếp. Rồi tiếp tục nào. Tiếp tục túc tiệp. Đây Babydoll nha. Một con Babydoll dễ thương, có cái dây cột đằng sau này. Con này dành cho các chị eo từ 75, 76 quay trở về nha. Chị nào muốn rộng thì cứ chốt thoải mái đi nhá, không vấn đề ha. Chất von mềm cứu rượi này. Đấy, tới gối như thế này xinh nha. Lên cho em mã số 277 nha. 277 này. Em ở nhà em toàn mặc như vậy, các chị thấy không? Cứ mặc em quần sọt mặc ok, mát. Trời mát quá trời. Rồi tiếp tục nào. Hai dây von của Nhật, hai dây nó đẹp lắm các chị ạ, không có giống như hai dây bình thường các chị đi mua ở chỗ bình thường đâu. Tại vì tụi em khui ở trong đầm Nhật ấy, một kiện nó ba mấy triệu cũng rẻ đâu, rẻ nhất cũng hai mấy triệu rồi. Mà nó ra những cái con dây này thì phải là con dây đẹp họ mới bỏ vào. Đấy, con này các chị bơi thoải mái cho em từ eo 66, eo xin lỗi, eo 76 quay về nhá. Eo 76 quay về cho em nhá. 50 ngàn lên cho em mã số 41. Mã số 41 cái này các chị có thể mặc lót được nha, mặc lót trong các đầm được. Rồi, một con màu xanh. Trời đất ơi, màu xanh nó yêu như thế này. Các chị nhìn này, chất von của nó này đã chưa. Chị nào có cái vòng eo từ 70, 72, 74 quay đầu về đâu, không đẹp không lấy tiền, lên cho em mã số 245 nhá. 245, 50 ngàn. 245, 50 ngàn. Babydoll. Một con Babydoll rất là dễ thương. Trời đất ơi, eo 74 quay đầu về, không đẹp không lấy tiền, lên cho em mã 159, 159 50 ngàn. 159 50 ngàn này. Cổ đắp chéo cho em dáng vin. Chị nào eo từ 65 cho đến 74 đâu, cái này các chị không sợ hở ngực đâu nhá, nhà em sẽ cài vào cho các chị hết nha, không sợ hở ngực nha. Đó, eo từ 65 đến 74 lên cho em mã số 31, 50 ngàn. 50 ngàn này. Đây, con này giống cái form em đang mặc. Các chị nhìn cái con này nó giống cái form em đang mặc này. Thề sướng cực kỳ. Bao sướng luôn. Không sướng không lấy tiền luôn các chị ạ. Chị nào eo 80, 82 quay đầu về mặc được hết à. Ai cũng mặc được các chị ạ. Bơi này sướng lắm. Nhìn này. Ở đây các chị nhìn nhá. Này. Trời ơi nó xếp 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 như vậy này, yêu lắm. 50 ngàn lên cho em mã số 146. Đi cái form em đang mặc luôn đó. Đi trang vậy đó. Sướng lắm, mặc bao sướng. Rồi đây, thung lạnh cho em. Các chị nhìn cưng không? Nhìn này, cái màu của nó tây không? Cái màu cực kỳ tây ha, nhìn cái form này. Đấy, con này dành cho các chị eo 65 đi, eo từ 65 đến 74 nhá. Eo từ 65 đến 74. Lên cho em mã số 36, 50 ngàn. Mã số 36, 50 ngàn. Đây, con này các chị làm áo hoặc là làm áo dấu cuộn này. Đập đập. Đó, còn các chị muốn nịt đai thì nó ra như vậy nha. Đó, nịt đai vào cho em. Còn không thì nó sẽ ra cái dạng như vậy này, baby doll vậy này. Xinh không? Bầu bí bon chen giùm em luôn cái. Đó, xinh lắm. Con này các chị eo từ 75, 76 quay đầu về. Eo 75, 76 quay đầu về, lên cho em mã số 299. 299 cho em này, 299 này. Một con công sở này, màu kem. Chị nào eo 72 quay đầu. Xinh không các chị nhìn này, em để lên người đã xinh rồi đó. Chưa cần phải mặc vô đâu, mặc vô xinh nữa. Lên cho em mã số 33. Mã số 33, 50 ngàn này. Tên tên tên. Dễ thương không, nàng thơ. Các nàng thơ của tôi đâu? Các nàng thơ ơi, con mềm mỏng lắm. Eo từ 75, 76, 78 quay đầu về cho em. Đấy, xinh không, 50 ngàn cho em nha. Chất von siêu mịn, siêu mượt này. 50 ngàn lên em mã số 3, con số 2. 3, con số 2. Trời ơi, cái con này các chị nhìn này, cái chất này. Vậy thì hỏi làm sao mà không sướng. Như vậy có mà mặc tới mai còn sướng nữa chứ đừng nói. Eo các chị từ 70, 74, 75, 76 lên cho em mã 186, 186, 50 ngàn, 186, 50 ngàn. Một con bánh bèo. Các chị nhìn này, cái chân nó này. Một con bánh bèo ở đây nó nổi nhung này. Ánh kim này.
Con này eo bao nhiêu? Eo 65-70, tức là các chị size 7 và size F ấy. Mà con này đẹp nha. 50.000 lên cho em mã số 301. 301. Kín cục cưng. 2 dây. Một con 2 dây màu nâu các chị có thể mặc bình thường được, mặc chung với lót đầm mỏng được nha. Eo 74-75 quay đầu về nha. Lên cho em mã số 42 50.000. Cái này lót của Nhật đó các chị ạ. Cái này trong đầm kịt đầm tin Nhật ra nha. Rất đẹp luôn á. Đây. Thung cô tông của Nhật đây này. Trời ơi nó đẹp mà nó mát lắm. Chị nào mà có vòng eo từ 75-76 đâu. 42 cho chị Thu. Eo 75-76-78 đâu. 50.000 lên cho em mã số 44 này. Mã số 44 nha. Mã số 44. Đây, tên tên tên. Form xòe. Một con form xòe eo 72-74. Không đẹp, không lấy tiền luôn này. Trời ơi, cưng quá. 50.000 lên cho em mã số 242 này. 242. Một con hàng hiệu Bozilo này. Chất của con này là thun lạnh này các chị này. Thun lạnh nha. Eo 72-74-75-76. Lên cho em mã số 86-50.000. 86-50.000. Một con đồ bay. Con này là 100.000 nhưng hôm nay em bán luôn cho các chị giá 50.000 để các chị nhớ em nha. Đừng quên em là được ha. Cho em xin nút chia sẻ, em cảm ơn ha. Eo của nó là từ 72 cho đến 76 nha. Eo 72-76 cho 86 em. 86 đó chị nhất tỷ. 50.000 lên cho em mã số 15 này. Mã số 15 này. Con này không đẹp, không lấy tiền. Các chị nhìn này. Không đẹp, không lấy tiền. Cái màu rêu này đẹp chưa? Ôi mẹ ơi, các chị nhìn này, không phải bình thường đâu các chị nhìn này. Các chị nhìn cái 3D của nó đi. Cái này là hàng xịn nha các chị. Thì Kim Ngọc. Cái này là hàng VIP các chị. Đâu có rồi. Có được. Trời ơi đẹp quá. Đẹp quá Nhi Nhi ơi. Cái này giống cái AGS của em nè. Nhi Nhi đâu rồi Nhi ơi? Rêu rồi. Nhi Nhi cái này của em này, AGS này. Rồi đắc mẹ thân chưa? Nhi Nhi. Rồi tiếp tục này. Baby doll. Baby doll đẹp như vậy là các chị này. Chị nào mà eo 78-80 quay đầu về, chị nào thích bơi rộng bơi giùm em luôn đi. Đẹp lắm nhá, không không kén ai hết nhá. Xinh lắm hoa nhí này. 50.000 lên cho em mã 94. Mã 94, mã 94 này. Mã 94. Đây. Con này nó dập ly nhúng. Nhưng mà nó một lớp. Nhưng mà nó không cần phải lót đâu. Cứ mặc thoải mái như vậy đi các chị, không cần lót. Con nào cần lót em bảo, còn con nào không cần lót thôi nhá. Con này các chị free size ai cũng mặc được. Eo từ nói chung là form bơi, ai bơi cũng được nhá. Ai bơi cũng được. Sướng lắm này các chị này. Mềm mát chưa. 50.000 lên cho em mã số 214 nha. 214 này. Ren. Ren xịn nha các chị nha. Ren Nhật, ren xịn nha. Mới không tì vết nha. Cái này các chị mua về mix cho em một cái áo khoác vest màu đen. Đẹp không chịu được. Chị nào eo 74 quay đầu về đâu. Lên cho em mã số 98. Mã số 98, 50.000. Free size. Free size eo 80-90-100 mang vừa hết cho em. Co giãn cực sướng cho em như thế này. Thun gân nhá. Cái này là thun gân các chị nhìn này. Đẹp cực kỳ ha. 50.000 lên cho em mã số 30. Mã số 30 cho em này. Mã số 30. Một con pin eo 70-72. Con này không có ai bán 50.000 đâu. Nhưng mà lâu lâu lạc vào một con em bán luôn 50.000. Để các chị thấy hàng đẹp, chốt được hàng đẹp, nhớ đừng quên em nha. 50.000 lên cho em mã số 110 nhá. Eo 65-72. Một con xanh dập ly. Một con xanh cổ vịt dập ly như thế này này, xinh không? Đấy các chị ở nhà mặc xinh như thế này cho em. Trời ơi cưng quá mà. Eo 80 quay đầu. Eo 82 ok. Lên cho em mã số 63, 50.000. Eo nó xinh vãi. 50.000 hàng của Nhật các chị nha. 50.000. Tèn 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 tèn. Đây con này hôm bữa con nhoi nhoi nó lên nhà nó kêu chị Hà làm cho em đúng không? Phải không em? Chị thấy con quen. Hôm bữa em kêu chị Hà làm cho em đúng không? Làm cái chun gì ở cổ cho em không? Như nhoi nhoi ơi. Chị quên mất tiêu rồi nhưng mà chị thấy giống giống. Trời đất mẹ ơi mang đi bán thì nó khóc chết cha. Nó khóc chết tôi mất. Phải không em ơi? Phải chị biết đường nào? Phải bảo chị biết đường thôi, chị lên số chết cha. Rồi tiếp tục nào. Trời ơi con này còn mới nguyên tem các chị ạ. Con công sở này còn mới nguyên tem các chị. Các chị về mix cho em một cái áo khoác kem.
một em hả? Dạ không, nhưng mà cho nó đi. Hả? Ok. Rồi tiếp tục. Eo 80 82. Chị nào eo 80 82 đâu? Con này không đẹp em không lấy tiền. Chất của nó bao đẹp, mới 100% nha các chị nha. Mới 100% cho em. Ôi đẹp quá. Nè cái nội thất này ghê. Eo 80 82 lên cho em mã số 285 nha. Mã số 285 này. 285. Công sở cho em. Đẹp quá trời như thế này. Một con công sở eo từ 70 đến 74 này. Không đẹp không lấy tiền nhá, 50 ngàn. Lên cho em mã số 3 con số 1. 285 cho chị Nguyễn Thư Lê. 3 con số 1. 24 chốt chưa? Rồi đây. Một con dáng xòe như thế này các chị nhá. Dáng xòe như thế này. Chị nào có vòng eo từ 65 đến 72 thì mang vừa thôi nhá. Cái này size nhỏ. Cưng lắm. Đấy, 50 ngàn lên cho em mã 224 này. Mã 224 nha. Mã 224. Đây, còn nguyên tem. Còn nguyên cúc chịu vòng nha. Con này hàng hiệu xịn sò các chị ơi. Form cực đẹp. Chị nào eo từ 65, 70, 72. Trời ơi, quá đẹp luôn á. 50 ngàn. Chị Mai Phạm với chị Hương Lương cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn chị ơi. Lên cho em mã số 232 nha. Mã số 232. 50 ngàn này. Ôi, con này là một con độc lạ các chị ạ. Một cái con mà dạng sát nách mà rộng như thế này này. Các chị có thể làm yếm được và có thể làm mặc với áo ống được này. Yêu ơi, con này bao độc lạ nha. Con này dành cho các chị eo từ 75, 76, 78, 80. 22 cho chị Quê Nguyễn. Eo từ 75 đến 80 cho em. Không đẹp không lấy tiền này. Lên cho em mã số 36. Mã số 36 cho em này. Mã số 36. Một con công sở. Công sở rất đẹp cho em nhá. Eo 65, 72 cho em. Một con công sở cực kỳ đẹp như thế này các chị thấy không? Nó đẹp lắm nha. Màu xanh. Lên cho em mã số 161, 50 ngàn. 161 50 ngàn này. Form rộng. Một con sơ mi form rộng eo từ 80 90 mặc vừa hết nha. Eo 80 90 mặc vừa hết, con này co giãn cực kỳ mát nha. Cực kỳ mát. 50 ngàn lên cho em mã số 52. Mã số 52. 285 chốt rồi. 285 chốt chưa? Chốt rồi. 232 chốt chưa? Chốt rồi. Chốt rồi hết rồi chị Thu ơi. Đây. Tiếp tục này, dễ thương này. Chị nào eo 6572 đâu, dễ thương quá. Lên cho em mã 120 này. 120 nhá. 50 ngàn này. Con này đẹp quá à. Trời ơi. Phải nói con này nó đẹp mà cái chất nó đã lắm. Rờ vô sướng tay luôn các chị ơi. Này, eo 6572 50 ngàn. Trời ơi, đã quá. Lên cho em mã số 107 này. 107. Còn điên nào để quạt quay ra chỗ ông Thành. Chị Mai Phạm cho địa chỉ cho tôi. Để tôi đứng đây tôi nóng. Má chảy hết nước ra ngưng trong người ra rồi. Rồi tiếp tục này. Một con sơ mi trắng. Ủa ôi. Đây. Con này các chị cột dây đằng trước, cột dây đằng sau đều được nha. Chị nào eo 72, 74 quay đầu về đều mặc được nha. Lên cho em mã số 167. 167 cho em này. 167 này. 167. Chị Mai Phạm ơi, em bóc trong Messenger giùm em đi chị ơi. Bây giờ chụp màn hình ở đây rồi gửi qua tin nhắn cho chị đó đi. Được rồi. Đó, người ta không ấy được thì mình chụp cái màn hình đó gửi qua tin nhắn cho người ta là cho nó nhanh. 167 đó chị Hà. Rồi đây. Con này tem một nùi luôn. Khi mà lỡ mà người ta cho địa chỉ ở trên đây thì mình cứ chụp màn hình ở đây rồi mà gửi luôn vào cái tin nhắn Messenger đi. Để ngày mai mình tìm người ta cho nó dễ là được rồi. Ngày mai tụi em chốt đơn là tụi em phải vào tin nhắn các chị để tụi em gửi tin like vào trong đó cho các chị mà. Rồi các chị ơi, con này công sở cho em nhá, đẹp tuyệt vời. Eo từ 65 đến 72 nhá, còn nguyên tem này. Lên cho em mã số 220. 220 này, 50 ngàn này. Vin. Một con Vin eo 70 cho đến 75. Chị nào eo 70, 75 thì mang vừa. Lên cho em mã số 181. 181 cho em này, 181. Đây, hoa nhí cho em nhé. Hoa nhí siêu cưng này. Đó, eo 65, 72 cho em nhé. Rất đẹp như thế này.
50.000 lên cho em mã số 150. 150 này. 181 cho chị Thư Lê. 150 cho em nhé. Đây, một con dáng suông dài như thế này ha. Chị nào mà có cái vòng eo từ 70 cho đến 72 thì mặc đẹp nhé. Eo 70, 72 thì mặc đẹp này. 50.000 lên cho em mã số 142, 142 này. Màu xanh, co giãn được, free size, eo 80-90. Yêu ơi con này xinh thế, rất là mát nha các chị nha. Chất rất mát nha. Lên cho em mã số 126, 126, 126 này, 126 50.000. 142 đó chị nhé tỷ. Ren mùng mền, một con ren mùng mền form Âu nhá. Con này mặc không sướng không lấy tiền. Con này nhà em bán bình thường cả 100.000 một con đó các chị. Hôm nay bán có 50.000. Trời đất ơi. Eo từ 75 đến 80. Lên cho em mã số 1. Xin lỗi mã số 217. 217 cho em này. 217 cho em nhá. 217 đẹp quá. Con này bao mát này. 26 đi chị Hồng. Con này nó xinh hơn con em đang mặc luôn ấy. Con này đẹp quá này. Hàng hiệu Bông Zillow nhá các chị nhá. Bông Zillow cho em. Chị nào eo từ 80, 82 quay đầu về ai mặc cũng được này. Bao mát nhá. Cái này bao mát luôn. Lên cho em mã số 155 này. 155 cho em. Màu rêu. Trời ơi con này tung gân mà nó đẹp chưa. Các chị nhìn form đẹp chưa. Em nói các chị mặc con này bao phê. Này đã chưa. Trời đó con nó xinh. Eo 80-90. Eo 80-90 quay đầu về ai mặc cũng được nha. Lên cho em mã số 254. 50.000 254 này. Đây. Trời đó coi chắc gấm cho em. Một con gấm 55 đó chị. Anh Thư Trần Thị. Một con gấm eo con này là từ 65 cho đến 72 này. Eo từ 65 đến 72 thì mang vừa con gấm này cho em. 50.000 lên cho em mã số 112 này. 112 nhá. Sơ mi mềm ơi là mềm các chị nhỉ. Sơ mi cho em nhá, chất mềm mát nha. Chị nào eo từ 70 72 thì mặc thoải mái. Eo 70 72 73 74 bon chen được nha. Đẹp quá. 50.000 lên cho em mã số 282. 282 này. Chị Phương Thảo Nguyễn. Sao em không xem được like của chị? Chị Huyền, chị Nguyễn Huyền em thấy chị rồi này. Chị Phương Thảo Nguyễn ơi em đang thấy chị mà. Hay là như thế nào ta? Chị chạy ra ngoài xong chị vào lại giùm em thử coi. Chị thoát ra ngoài xong mà chị chạy vào lại giùm em thử xem được không? 282 chị Hồng Phương Quỳnh Thị. Con này dập ly hết váy này. Dập ly hết váy cho em nha. Con này các chị bơi freestyle cho em. Eo 80 quay đầu về ai bơi vào đây cũng được nha. Dập ly hết như thế này. Lên cho em mã số 40. Mã số 40 này. Mã số 40. Màu ruốc cho em. Công sở màu ruốc hiếm quá trời này. Eo 70, 74 nhá. Công sở màu ruốc. Lên cho em mã số 189. 189. 50.000 đồng giá cho em nhá. Được miễn ship tận nhà. Con này bao mát nhá. Các chị eo 74, 75, 76. Có dây cột vào cho các chị luôn này. Eo 74, 75, 76 cho em nhá. Chất nai nần cực đẹp này. 50.000 lên cho em mã số 165 này. 165 nhá. 189 cho chị Nguyễn Thư Lê. Đây. Form Âu thung lạnh. Form Âu thung lạnh eo từ 65 đến 72. 50.000 lên cho em mã số 57 này. Mã số 57. Yếm. Một con yếm form Âu. Người ta gọi là Âu yếm. Eo con này eo từ 70, 74. Mặc đẹp này. 50.000. Con này là 100.000 nha. Hôm nay em bán 50.000 tặng các chị. Nhớ giúp em chia sẻ bài nha. Cho mọi người vào trang của em để biết đến em nha các chị nha. Tại vì mấy hôm nay là Facebook của em bị chặn like hết rồi. Chờ chỉ còn có le lói trong đây thôi. Mong các chị giúp đỡ em một tay nha. Lên em mã số 208, 50.000, 208 này. Dạ, 282 của chị á, chị Hồng Vương ơi. Form xòe, trời ơi cưng lắm. Còn nguyên tem hàng hiệu Uni. Chị nào eo 70, 74 đâu. Yến lên cho em mã 278 này, 50.000. Đây, công sở đẹp như thế này nè các chị. Vừa công sở vừa đi tiệc đều đẹp ha. Đi làm cũng được, đi chơi cũng được. Nói chung là dễ thương. À, eo 70, 72, 74 đâu. Eo ơi xinh. Đây là một con hiệu các chị nhá, không phải hiệu bình thường đâu, hiệu to lắm này. Đó. Lên cho em mã số 73, 50.000. 73, 50.000 này. Đây. Con này là một cái con gì đây? Trời ơi, của người ta nó là như vậy mà mấy nàng ơi. Sao làm nó tanh bành vậy mấy nàng ơi. Cột lên đây mà. Con này là một con maxi. Một con maxi
L657274 này. Cột cái sợi dây lên trên cổ, cưng bao cưng. 73 là chị Nguyễn Thanh Hoa. Chất von bao đẹp nha, 50.000 lên cho em mã số 298 này. 298 maxi bao đẹp này. Đó. Chất ren, một con ren xịt sò L6572. Lên cho em mã 147 này, 50.000. Màu đen. Một con màu đen L8090. Trời đất ơi nó mát. 298 cho chị nhất tỷ. Bao đã luôn các chị ơi. 50.000 lên cho em mã số 95. Mã số 95. Đây. Màu đen. Eo của các chị là eo 78 và 80. Ê ơi con này mặc đẹp lắm. Các chị nhìn này. Con này mặc không đẹp không lấy tiền luôn đấy, đẹp lắm. 50.000 lên cho em mã số 45. Đây. Chị nào size S L6570 147 cho chị Thái Thị Lý Ngư. Con này đẹp quá. Chị nào L6570 đâu, con này đẹp quá đây này. 50.000. 50.000 lên cho em mã số 188. 188 này. 188. 45 cho chị Nguyễn Thị Nga. À, trời ơi con này dã man. Bây giờ mới nhìn thấy con này. Các chị ơi, L80-90 đâu. Không đẹp, không lấy tiền. 100% dập ly toàn phần. Đó, 50.000 lên cho em mã số 162. 162. Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn chị ơi. Chất nai nần mềm ơi là mềm, có túi. Các chị L80 quay đầu hoặc bơi được hết nha. Bơi vào đây cho nó mát. 50.000 lên cho em mã số 101. 101 này, 50.000 này. Mềm mát nhá. Mềm và mát lắm luôn. 162 cho chị Hải Yến. Đây. Rất là mềm. Trời ơi, cái mát lạnh luôn. Nó mát lạnh luôn các chị ơi. Free size L80-90 này, free size nhá, mát lạnh luôn này. Lên cho em mã số 132, 50.000. 132. Form Âu xòe xòe, form xòe nhá. Chị nào L71 cho chị Nguyễn Huyền. 75-76 này, chị nào L75-76, 50.000. Lên cho em mã số 43. Mã số 43 này. Nguyễn Huyền. Bánh bèo. Trời ơi, con này cưng thế. Con này các chị L74-75 quay đầu về, ai mặc rộng thì cứ chốt nhá. Lên cho em mã số 76 này. Mã số 76, 50.000. 43 thì chị Nguyễn Thư Lê. Miễn ship nha. Đây, tèng 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 tèng. Trời ơi, con này chất thung lạnh các chị ơi. L80 quay đầu về, trời ơi, nó đã. Này, lên cho em mã số 70, 50.000. Mã số 70, 50.000 này. Đây. Trời ơi, con này đẹp quá các chị ạ. Eo con này eo từ 65 đến 72. Ôi trời đất ơi nó đẹp. Chất của nó bao mịn cho em nha. Bao mịn. Lên cho em mã số 229 nha. 229 50.000. 229 50.000. Hoa hòe hoa sói. Giống em đang mặc hoa hòe hoa sói nha. Trời đất mẹ ơi nó đẹp. Chết rồi đẹp quá. Eo 80-90. Thái Thị Lý Ngư. Eo 80-90. Đẹp chưa? Eo 80-90. Lên cho em mã số 22 50.000. Một con, chỗ cái con này đẹp quá. Em mà vừa con này thề em cắt từ đời. Thích cái form này lắm. Không vừa, chán đời. Con này dành cho các chị eo từ 70-74 này. Eo 70-74 đâu. Trời ơi, form đi tiệc này. Lên cho em mã số 77, 50.000. Đây. Rất là mát nha các chị nha. Chất rất là mát này. Chị nào eo 70-74 đâu. 50.000. 50.000 lên cho em mã số 41 này. Mã số 41 này. Hai dây siêu phẩm này, các chị nhìn này. Hai dây này không phải bình thường nha, các chị nhìn hai dây này. Hai dây siêu phẩm này. Con này dành cho các chị eo từ 70, 74 là mang đẹp nha. Eo 70, 74 là mang vừa, lên cho em mã số 15 này. Mã số 15. Đây. Ôi con này xinh lắm. Con này dành cho các chị eo bao nhiêu? 77 cho chị Hương Nguyễn. Eo 75-76 quay đầu về nha. Eo 75-76 quay đầu về. Lên cho em mã số 250. 250 này. Trời đất ơi, chị nào chốt được con này em chúc mừng từ giờ đến mai. Eo 80-90 đâu. Trời đất ơi, có túi nha. Con này bầu bầu không được. Hả? Bầu không được. Bầu nhỏ hay bầu to? Quan trọng bầu to hay bầu nhỏ. Eo 80-90 lên cho em mã số 3 số 1 này. 3 con số 1 nha. Đây.
con này chắc xô này, eo 80-90 này. Trời ơi nó mát vô cùng, tổ quốc ta ơi. 50.000 lên cho em mã số 167 này. 167 này. Ba con số 1 cho chị Thúy MC nè. Ren. Ren cực kỳ đẹp nha các chị nha. Eo 74, 75, 76, 78 quay đầu về cho em, ren cực đẹp nha. Lên cho em mã số 33. 50.000 mã số 33 này. Mã số 33. Công sở, trời 67 ơi. Chị Nguyễn Huyền. Các chị nhìn này. Công sở mà nó mới như vậy này. Chị nào mà eo 75, 76 lên cho em mã số 115. 50.000 đồng giá miễn ship cho em. Eo 65, 72. Sorry, eo 65, 70. Căng ra được 72 không? Ok, được 72, thùng lạnh. Chị nào eo 65, 72 thùng lạnh nha, còn mới nguyên tem. Lên cho em mã số 299, 50.000. Không đẹp, không lấy tiền. Không đẹp, không lấy tiền nha các chị nha. Này, đắt ta cho em. Eo 65, 72 size SM nha. Lên cho em mã số 301, 50.000. 301, 50.000. Baby Don. Von của nó là Von Tơ nha. Các chị nhìn này, Von Tơ ánh kim. 299 cho chị Huy MC. Eo 78, 80 quay đầu về cho em, còn nguyên cúc dự phòng trong đây nha. Lên cho em mã số 30 này. 50.000 mã số 30. Không đẹp, không lấy tiền. Trời đất mẹ ơi, các chị ơi nó đẹp. Eo 65, 72 đâu. Trời ơi, có giãn này. Chất thung lạnh, lên cho em mã số 161, 50.000. 161, 50.000. Eo 78, 80. 30 thì Trần Hương. Eo 78, 80 này. Eo ơi, con này mặc rất là lịch sự luôn. 50.000 lên cho em mã số 36. Mã số 36 này. Đây. Một con maxi. Chất của con này là 161 chất 161 cho chị Hà Minh Hiền. Trời ơi chất lanh nha các chị ơi, chất tôn chất lanh nha các chị. Nó mát ghê gớm luôn các chị. Mát ghê gớm cuộc đời ơi. Con này dành cho các chị eo 65, 72, 74 này. 50.000 lên cho em mã số 98. 36 thì chị Quê Nguyễn. Chất lanh, chất tôn chất lanh các chị ạ. Đẹp cực kỳ mát nha. Lên cho em mã số 98. 50.000. Công sở mới không tì vết. Eo con này là eo 70, 72. Trời đất ơi nó mới. 50.000 lên em mã số 42. Mã số 42. Trời ơi, con này lạ thế. Trời con bèo, bèo béo béo. Một con bèo béo béo. Cái tên tám thì Nguyễn Thị Hạnh. Coi nhẹ nhẹ. Eo 70, 74, bèo béo béo. 50.000 lên cho em mã số 80. Mã số 80. Form Âu thung lạnh. Thung lạnh, form Âu. Trời ơi, con này con mắc tiền này các chị. Con này cả 100.000 đây. 42 đây chị Khuê Nguyễn. Con này cả 100.000 mà em bán bây giờ 50.000 cho các chị nha. Eo 70, 74, 75, 76 nào. Nhanh tay được con này em chúc mừng nào. Chưa có chưa. Lên cho em mã số 63. Mã số 63. 80 đây chị Hà Minh Hiền. Baby Don chất lụa. Ôi mẹ ơi, eo 80, 82 đâu các chị ơi. Dê xiên nó đẹp. Chị Hà ơi. Trời, chị Hà ơi, con này thích không này, về bơi này chị ơi, về chỗ thích quá trời này chị ơi. Cái này chị thích mấy cái chấm này. Yêu quá. 50.000 chị Hà ơi. Tiếp tục nào. Dễ thương này, tiểu thư này. Chị Nguyễn Thị Hà. Con này tiểu thư lắm các chị ơi, này nhìn này, dã man. Eo con này là eo từ bao nhiêu đây? Bi kìa chị Hà, lấy bi kìa. Eo 70 72. Đây chị Hà đây. Eo 70 72 cho em này. Ê con này cho con mà. Cho con của chị Hà này. Cho, con này luôn đi cho chị Hà cũng được này, con chị Hà mà con này xinh lắm, cho hai mẹ con này. Con đấy con bé con mà, con này chị cái bạn đẹp này. Rồi đây. Eo 65 72. Size S size M 50.000. Chỗ đẹp lắm. Lên cho em mã số 236. 236 này. Dáng bét lung. Trời ơi. Trời ơi còn mới nguyên tem nữa các chị, dáng bét lung đấy. Dáng bét lung. Cái con bi kia là có con bé nhỏ này, cái con bi này cho cái con bé lớn này chị này, dễ thương này. Tuy là nhìn nó lịch sự nhưng mà nó dễ thương lắm. Về cắt cái tay cho nó lên cao một tí cho nó trẻ, cho nó xinh. Cho nó xinh lắm. Đây cho cái con bé nhà chị Hà này, nó mặc xinh này. Về cắt cái tay lên cho chị cho nó tí chị ạ, cho nó xinh. À, xong chị thêm cho nó miếng ren là cổ trắng nữa cho nó xinh. Đây, đổ nhẹ,
cổ đổ nhẹ. Nhìn này. Cổ đổ nhẹ nhá. Yêu ơi, con này chỉ nhất tỷ thôi. Con này em biết chỉ nhất tỷ thôi. Size chỉ nhất tỷ này. Đẹp rất nhất tỷ, thấy con này không? Đây, con này nhìn mướt mắt quá, mướt quá. Con này mướt quá này, chỉ nhất tỷ này. Size chị đây. Rồi tiếp tục nào. Chị nào eo 72 7 eo 72 74 đâu? Chị nào eo 72 74 này, 50.000 lên cho em mã 186 này. 186 cho em nhá. Nay có lên đầm viên không chị? Chị ơi, hôm nay em tranh thủ em xả cái đầm này 1-2 hôm tối nay. À, cũng có thể là ngày mai em like ban ngày đấy. Tại vì like bằng trang fanpage này thì em like ban ngày luôn cũng được đúng không? Hay là fanpage mới thì like ít thôi. Nhất tỷ. Like. Like liên tục nó trên nó mệt. Quan trọng cái chị là cái tiền mua rồi. Vin nhà em không thiếu luôn. Ê, em thề các chị, Vin không thiếu. Vin không thiếu, bữa nay Vin nhà em nghẹt nha. À, anh tôi rồi, em cho em xin một bữa đuôi cá đi. Vin phô mô đuôi cá đi, hôm nay em like cho nó hết cái chỗ đó đi. Em xả cái cây hột xào xong em lên chen kẽ đi. Em chen kẽ cho cái Vin phô mô đuôi cá nha. Ừ, lấy mỗi cái một cái đi. Trời ơi, con này nó đẹp các chị ơi. Con này dễ thương quá, eo 6572 dễ thương quá. 50.000 lên em mã 168 nha, 168. Em còn một ít Vinform Âu nuôi cá cực kỳ đẹp. Hàng về hôm cái đợt đó mà em Facebook nó bị chặn này, em có để đây này. Để em lên cho các chị. Đây. Quần nha, cái này quần nha. Đây. Quần nha. Trời đất ơi các chị ơi. Rất đẹp cho em. Con này quần bay đấy. Con này các chị size bao nhiêu mặc vừa? Eo 80 quay đầu đấy. Eo 80 quay đầu, chốt con này đẹp nha. Màu nâu tây. Lên cho em mã số 246 này, 50.000. 246 50.000. Đây. Trời ơi con mẹ này xinh. Xinh ơi là xinh. Xinh ơi là xinh, còn nguyên tem nha. 246 cho chị Hồng Phương Huỳnh Thị. Xinh ơi là xinh. Để em coi con này con bé nha, chị Hà 55kg mặc được không? Cái con bé nhỏ ấy, bé nhỏ thì mặc được ấy. Eo 72 à. Eo 72 à chị Hà, cái áo này nó rộng, nó rộng thôi chứ còn thật sự cái eo nó 72 thôi. Xinh không? Khi mặc vô ấy, cột một sợi dây ở đây này. Cột một sợi dây ở đây này. Nó như vậy này. Đó, nó như vậy này. Nó xinh lắm. Chị Hà có lấy con này cho con bé không? Rồi công sở đẹp này. Trời ơi, eo con này eo 70, 74 nha. Các chị nhìn này nó mới bóng không? Để đây nha, để sau này nha. Con này là một bóng. Ừ, bóng một cái. Còn cái này là có một cái, hai cái. Em biết rồi. Có cái hai. Ok. Chị Hà bỏ nó lấy cái gì chị? Cái này. Đây. Trời ơi, các chị ơi, con công sở này em nói thật với chị. Các chị nhận con đầm này về, các chị thương em bao nhiêu luôn. Tại vì sao em bán con đầm này đắt tiền quá mà em bán có 50.000 à. Là tại vì là nó quá rẻ so với cái giá của nó ha. Nó rẻ gấp 3, gấp 4 lần ấy. Tại vì nó quá đẹp. Eo 70, 74 lên cho em mã số 31 nha. 50.000. Mã số 31, 50.000. Đây, ôi trời ơi đẹp. Chị nào eo từ 68, 70, 74 lên cho em mã số 84 này. Mã số 84 nhá, 50.000. 31 cho chị Minh Hồng. Vinform Âu đuôi cá nha các chị nhá. Đây. Vinform Âu đuôi cá này. Không đẹp, không lấy tiền này các chị nhìn này. Con này là 290.000 nha, nhưng mà em bán cho các chị với giá có 250.000 thôi. Đấy, eo 80. Chị Ái Nguyễn. Eo 80 90 các chị nhìn phải Vinform Âu đuôi cá này. Eo 80 90 cho em 250.000. Trời đất ơi nó đẹp. Lên cho em mã 289. 289 nha, mã 289 này. Đây. Eo từ 70, 72, 74 này, 50.000. 50.000 lên cho em mã số 57 này. 57, mã số 57. Con nào em cũng đọc size và đọc giá tiền nha. Các chị yên tâm mà mua không sợ lộn nha. Đây. Không đẹp không mấy tiền nha. Eo 70, 72, 74 này. 50.000 lên cho em mã 51. Mã số 51 này. 57 đó chị Thúy Anh đặt. Mã số 51. Một con lụa. Một con lụa siêu đẹp. Eo 75 76. Trời ơi, con lụa này đẹp quá. 51 cho chị Thúy An đặng. Lên cho em mã 40 này. Mã 40 nha, mã 40. Hoa nhí.
một con hoa nhí, các chị nhìn này, một con hoa nhí eo từ 65 đến 72, 50 ngàn. Hồng Phương lên cho em mã 44. Ôi em chào chị Minh Ngọc sinh nhật nha, chào tất cả các chị yêu mới vào nha. Rồi một con chất co giãn được này, sơ mi dạ phong dài biên man này, chị nào eo từ 74 quay đầu về ai mặc cũng được này, lên cho em mã số 65, 50 ngàn. Con này hàng hiệu các chị nhá, không phải hàng bình thường đâu, nhìn này, nó đẹp lắm nha, hàng không phải hàng bình thường đâu đấy, hàng hiệu đấy. Rồi một con maxi, con này là 100 ngàn đấy, em bán hôm nay là chỉ có 50 ngàn bán tặng nha, bán tặng giá nha, giá tặng miễn ship luôn. Trời ơi von của nó cực mềm, cực rũ luôn. 65 cho chị Thúy MC. Eo từ 65 cho đến 76 là mang đẹp. 50 ngàn lên cho em mã số 298 này. 298. Ôi mẹ ơi con này chắc gì đây. Để ok chị không nhìn cái này, nó nhức mắt quá. Cho chị cái, bỏ ok cho chị nhìn nó cái, chị nhức mắt quá. Cái gì đó vậy? Chích kim cương. Rồi 298 cho chị Nhất Tỷ. Ok chị. Bỏ ra ngoài đó đi em. Anh ơi. Con này treo lên cây cho chị đi. Tí chị coi nó là cái gì vậy? Con này eo bao nhiêu đây? Eo 80 90. Chị nào eo 80 90 cho em mặc con này đẹp nha. Eo 80 90 cột dây tùy. 50 ngàn lên cho em mã số 159 này. 159. À chị Hương, chị Hương à, cái gì nào? Hôm nay em có gửi hai cái lót dây màu đen cho chị Hương Trần rồi. Chị Hương Trần ơi, con này 50 ngàn chị Hương Trần ơi này. Về mặc với áo vest đi là làm cũng được này. Đây, về mặc với áo vest đi làm nha. Cái này là chuẩn hàng xịn của Nhật, còn tem và hai lớp này. 159 đấy chị Hương Trần Thu. Sai, sai chị đấy chị Hương Trần ơi. Con này chất lụa đẹp nhá. Chị Hương Trần ơi, 50 ngàn, ok thì bảo em nhá. Chị Hương Trần ơi, chị Hương Trần ơi. Để đây nha, chị Hương Trần, chị để ý nha. Rồi, tiếp tục bức tiệp. Kaki giấy rất là mát cho em, cực kỳ mát nha. Eo của con này là eo 70, 72, 74. 50 ngàn lên cho em mã số 52. Mã số 52. Mã số 52. Đây. Một con tiệc cho em. Để con tiệc này đẹp kinh khủng khiếp. Đẹp như chưa bao giờ được đẹp. Vừa đẹp mà 159 vừa thì thấy thì mới. Trời ơi em mê con này quá à. Sao đẹp dữ vậy mày ơi. Eo 65, 72, 74. Trời đất ơi. 50 ngàn lên cho em mã số 3 con số 52 2. 52 đó chị Minh Hồng. Ba con số 2. Chị nào chốt được con này em chúc mừng nha. Chị Khuê ơi. Chị Khuê ơi, chị Khuê mặc con này không? Chị Khuê mặc vừa này chị Khuê ơi. Con này là chị Khuê mặc đẹp này. Chị mặc con đen này không? Chị Khuê Nguyễn ơi. Ok thì bảo em phát nào. Đây. Ôi trời đất ơi. Các chị ơi, nó đẹp như vậy này. Ba con số 2 đó chị Thảo Vy. Eo 65, 72 cho em. Con này xinh ơi là xinh. 50 ngàn lên cho em mã số 155 này. 155 nha. Baby doll siêu phẩm họa tiết hoàng gia này. Trời ơi xinh lắm. Các chị nhìn này, tay phồng này. Đấy. Eo con này là từ 72, 74. Bà Hương Trần lúc xuống chiều 72, 74 lên cho em mã số 258. 258 hồi nãy thấy có chốt hàng mà đúng không? Hồi nãy có chốt hàng, bỏ cho bà cho chị đi. Chắc chạy ra ngoài rồi. Tung lạnh, một con tung lạnh eo 75, 76, 78. Hương Trần đây. Ừ. Hương Trần lại có chút đơn là bỏ hoặc cái gì. Eo 75, 76, 78 này. 50 ngàn, con này tung lạnh nha các chị nhá. Tung lạnh nha. 50 ngàn, lên cho em mã số 82. Mã số 82. 258 thì Trần Hương. Đây. Trần Hương có được không? Con này còn nguyên tem. Còn nguyên tem. Cái kiểu gì đấy? Thề mấy cái này nhức đầu quá. Kiểu này là kiểu làm sao nhỉ? Hay là như thế nào? Trần Hương có nãy rồi. Hương Trần hay Trần Hương hoa tím đúng không? Đúng rồi. Ừ, hoa tím đây. Ê, cái này, cái đùa cái này làm sao? Cái này như thế nào? Cái này áp một mắt một con vậy à? À cái kiểu kiểu vậy chị, một bên đó. Một mắt một con à? Có một cái lần như Trần Hương là Hương Trần có một cái rồi đấy. Biết rồi, biết rồi, yếm mà, yếm mà. Nhưng mà tại sao có một dây? Đúng không? Bạn Hương đúng không? Nó một dây rồi sao? Cái này nó có còn nguyên tem này. Nói chung là nó như vậy đấy, chị nào biết mặc thì mặc, em chưa thấy kiểu này bao giờ.
Eo 6572 nhá, kiểu này lạ quá em chưa thấy bao giờ. Hay là phiên bản phiên bản là giới hạn thì không biết nữa. Oh, có một cái thôi. Lên cho em mã 110 nha, 110. Trời ơi, em lúa bắp quá em không hiểu cái kiểu này. 110 cho em 50.000 này. Hương Trần đâu nó có đâu, có Trần Hương rồi. Trần Hương hả? Trần Hương là hồi nãy là hoa tím hay hoa gì? Không, mặt người. Mặt người bé phải. Không phải. Vậy cho chị Hương Huỳnh Thu đi. Chị Hương Huỳnh Thu cái đấy thì chỉ có eo của bé một, con một thôi. Không cho chị. Còn chị Hương Huỳnh Thu mặc không vừa. Con đấy chị Hương Huỳnh Thu mặc không vừa, cái đấy eo 74. Chị Hương Huỳnh Thu ơi. Chị Hương Huỳnh Thu. Cái con dây đen đấy chị mặc không có vừa. Bé con mặc đẹp, chị bé cái bé con mặc được ạ. Bé con chị á. Con này đẹp quá, con này phồng đẹp quá này, hay phồng này. Trời xinh chưa? Ok cho em kìa. Cho chị Hương Huỳnh Thu nè. À con này. Con này eo bao nhiêu đây? Eo 80 chủ, eo 80 mặc bao đẹp. Con phồng phồng này em eo 80. Lên cho em mã số 277 nhá, 50.000 277 này. Đây. Đệ nhất ren mùng mền. Trời ơi, đệ nhất ren mùng mền các chị ơi, giống cái bang quá. Hề nó cắt xẻ tùm lum đây này các chị ơi. Đệ nhất cái bang đi. Eo 80 quay đầu về cho em. Có sai mình mà. Trời ơi. 277 cho chị Thúy MC. Thôi lỡ rồi đọc mã luôn đi. 50.000 lên em mã số 75. Đệ nhất cái bang dùm em cái. Trời xinh quá các chị ơi. Nhìn này. Đệ nhất cái bang xinh quá. Ren mùng mền. Rồi đây. Các chị trung niên hoặc là mua về cho mẹ, hoặc là mua về cho các cô, các chị, các chị lớn, size lớn ấy. Mặc con này mát nha. Chất thùng lạnh này. Cho chị MC. Chất thùng lạnh nha. Con này eo 80, 90, 100 đều ok. Lên cho em mã số 135 nha. 135 này. Con này mặc, trời mặc đã quá, này mát quá. Trời ơi, các mẹ gì em thích mặc quá. Đã quá. Trời ơi, con này đẹp quá chị ơi. Con này nó phối cái ren của nó đẹp quá này. Nhìn này. Xinh không? Con này nó mặc form rộng nha. Chị nào eo 78 quay đầu về cho em, lên cho em mã số 245. 245 này. Eo 65 size S và XS. Eo 65 70 nhá. Đẹp quá. 50.000 lên cho em mã số 188 này. 188. Ăn chơi. Ăn chơi mà còn cái quần chân váy thôi, cái áo đi đâu còn lâu mới biết. Ren mùng mền. Cái này là mùng mền cho em. Trời đất mẹ ơi, cái này mặc mát lắm các chị ơi, mặc như không mặc thề. Ê, cái này mặc như không mặc cái trời. Mắt lạnh cả da luôn á. Mắt lạnh cái da luôn. Chị nào eo từ 74 cho đến 80. Trời ơi, chưa bao giờ thấy cái chân váy mà nó mát như vậy. Mặc như không mặc. 50.000 lên cho em mã số 267 này. 267. Chị Hữu Thành chốt đi cho về cho chơi vợ mặc chị Hữu Thành. Eo 6572. Một con pin eo 6572 nhá, một con pin rất là đẹp. Eo từ 65 đến 72. Siêu đẹp. Lên cho em mã số 104, 50.000. Trời đất ơi. 267 cho chị Út Hạnh Phúc. Chị nào eo 80, 90, 100 đâu. Trời ơi, phối rí sai. Không đẹp, không lấy tiền. Cái tay của nó phối von này, phối ren này. Ở đây nó co giãn cực sướng này. Em ơi, các chị mời cái này cho em, không sướng không lấy tiền đâu. 50.000 vậy thôi chứ gì nữa. 50.000 lên cho em mã số 242. 104 cho chị Hương Huỳnh Thu. Con này là các chị eo 80, 82 mặc mát lắm nha. Màu xanh giống như em rồi này. Trời ơi, xinh lắm, mặc xinh lắm. Bao xinh này, chất của nó là chất lụa nhập ly này. Đấy. Trời ơi, đẹp quá. 50.000 lên em mã số 94. Mã số 94 này. Mã số 94. Chị nào eo 80, 90 đâu. Eo 80, 90 này, mặc con hoa này xinh này. Eo 80, 90, 50.000 lên cho em mã số 86. Mã số 86 này. Các cái giấy nha. Các cái giấy cho em. Có con này bỏ qua đây. Tính sao đây. Em lên con khác đã. Thích con này hơn. Con này cái form của nó là con bí bí này dễ thương không? 86 đi chị Hương Huỳnh Thu. Cái tay nụ nụ này. Chị nào mà eo từ 74, 75 đâu, quay đầu về nha, ai cũng mặc được này. Lên cho em mã số 43, mã số 43. Ồ, nãy chị Khuê Nguyễn không nghe, có nghe thấy em gọi không? Hồi nãy em cũng nghe thấy chị Khuê Nguyễn trả lời không? Em không biết trả lời gì. Con này dáng dài miên man, dáng dài miên man. Trời ơi, cái này cái gì vậy?
cái dây kéo sao nó kéo từ đây ra đằng sau vậy? Thôi bỏ qua đây đi, em không biết cái kiểu gì đâu. 43 đây chị Minh Hồng. Cái gì vậy? Cái này sao anh nào để cái cây cho em kỳ vậy? Sao quay ngược ra đằng sau vậy? Chơi kỳ vậy? Thề. Minh Hồng. Cho cái gì? Ủa vậy mỗi lần live phải có một người ngồi đó trực hả? Ồ nó kéo lên lâu lắm. Phải hả? Kéo từ đầu cuối hả? Đúng rồi. Nó không có như cái kia. Ừ mà nhiều khi không thấy luôn á. Thì mai mốt làm một cái máy tính để gì đó mà kéo. Máy tính xách tay đâu? Mua cái gì? À làm mua 2 3 cái laptop để cái phát mua đứa nhân viên một cái kìa. Khổ bây giờ không check cho bàn điện thoại để mua cho mỗi đứa cái laptop đi. Rồi trừ lương mỗi đứa 1 tháng. Trời đất ơi, có nhiêu đó mà không nghĩ ra. Trời đất ơi, tôi tính cho là mau lẹ coi. Rồi máy lạnh nữa. Bây giờ tháng lương mua được cái laptop rồi hả? Ừ vậy thôi, mua nó lại cho cùn cùn thôi. Mua lại cùn cùn thôi. Bây giờ phát cho mua đứa cái điện thoại mà check cái bút không ra, giờ phát máy tính được không? Phát máy tính thì trừ lương mỗi đứa 1 tháng. Không, phát cho mỗi đứa cái 10 mấy triệu á. Phải 10 mấy triệu. Ừ, tháng lương cũng được, xong rồi nó bán đi. Trời ơi, đẹp quá, con này đẹp quá các chị ơi, chị nào eo 80-82 đâu. Thề mà con này em mới bao phê. Chị nào eo 80-82 mà con này bao phê cho em xin chọt vô miếng nha. Thề phê quá. Phải chọt vô miếng ấy, phê quá. Chị nào eo 80-82 này. Trời ơi, đúng sai luôn đó trời. Hả? Thôi khỏi kéo đi. Mặc thì đi, ta lấy luôn bị chờ. Con này nhiều sai, các chị mặc vừa lắm. Các chị nhiều chị mặc vừa con này lắm. Đẹp lắm. Eo 80-82 các chị ơi, đẹp quá. 50.000. Lên cho em mã số 217. 217 nha, em chưa kéo lên để vậy luôn cho nó nhanh. 217 cho em nhá, rất đẹp con này, phong Âu nhá. Phong Âu xòe. Để đây dự bị, không gì nào chốt em cắt đi đó. Lỡ lên rồi. Rồi đây, không xinh em không lấy tiền. Không xinh không lấy tiền nha. 27 cho chị Thúy MC. Nè các chị nhìn này, yêu ơi con này em nói cái họa tiết của nó mới mà nó đẹp vậy này. Ôi nó xinh. Chị các chị mua ở đâu được con đầm như thế này 50 ngàn. Thật với các chị ơi không bao giờ có nha. Đây là hàng em khui ở trong kiện đầm Vin Nhật ấy. 30 mấy triệu một kiện ấy. Thì nó mới có những cái con mà maxi mà xinh như thế này, đẹp như thế này. Đó. Con này eo từ 72 cho đến 80. Mặc thoải mái cho em. Đó, xinh chưa? 50 ngàn. Lên cho em mã 224 nha. Mã 224, em lên nhanh đi cho nó được nhiều mẫu, đằng sau còn nhiều. Quang, đằng sau bê cái cây xào 10-12 lên trên cây xào này cho má đi con. Nhưng mà con quay cái đầu ra, đừng quay giống nãy chú Thành để như vậy, má lấy khó lắm. Đây, trời ơi, Babydoll các chị nhìn này. Con này là Babydoll dập ly này, mà nó có hoa nhí này. Các chị eo từ 74, 75, 76 quay về ai mặc cũng được nha. Lên cho em mã số 287. Trời ơi các chị nhìn này. Form nó đẹp vậy mà. 224 đó chị Ly Huyền. Form nó quá đẹp như thế này. Eo 6572 cho em nhá. Nhìn này. Eo 6572 lên cho em mã số 278. 278 cho em này. Một con lụa. Một con lụa rất đẹp các chị nha. Cái này nó mặc cái form lên á, đẹp cực kỳ luôn đấy. Cái vai của nó liền không cắt như vậy này. Yêu ơi cái form này lên bao đẹp. Chị nào mà eo từ 70-72 đâu lên cho em mã số chị Nguyễn Ngọc Minh An. 150 50 ngàn. Đây Nguyễn Ngọc. Ô, con này đẹp thế, con này kiểu gì đây? Ai, con này có một cái con hàng hiệu giống con này. Hồi nãy em kêu là cái hiệu gì to lắm đấy. Đây là hiệu to lắm rồi này. Đấy cả họ nhà nó này. Một con Babydoll hồi nãy vòng 3, còn con này là con body này. Chị đào eo từ 65 đến 72 đâu. Cái này 74 không? Không, 72 đi, 74 hơi mệt. 74 hơi mệt. 50 ngàn lên cho em mã. Nhà bỏ lấy đen hả? Đây đen đây. Bé con thì hàng mặc vừa. Đây. Trời ơi con này nó công sở mà nó nói chung là nó rất là lạ luôn. Các chị mặc xong rồi các chị nhịp tay vào bài cho em này. Phải nói là bao dễ thương. Chị nào mà eo từ 70-72 ấy, size SM nhá, lên cho em mã số 101. 101 mã số 101. Đệ nhất ren mùng mền. Trời ơi các chị ơi mặc con này bao mát nha. Ren mùng mền nhìn này, nhìn cái ren này. Các chị mặc cái con này cho em, chị nào có áo khoác ren, mặc khoác ren, áo khoác ren vào cho em bao giường chiếu luôn. Bao giường chiếu cho các chị luôn.
Trời ơi, đẹp quá. Đẹp chưa? 101 đó chị Hồng Phương. Chị nào eo 80-82, eo 80-82 là mặc được nha các chị nha. Lên cho em mã số 70 này. Mã số 70 giường chiếu cho em nha. Đều đẹp quá. Đây, Hồng Phương Hồng Thị. Dán bét lung cho em như thế này. Chị nào eo 65-72 thì mặc đẹp nha. Eo 65-72 lên cho em mã 165 nha. 165 này. Ôi con này xinh thế. Cái tay này bao yêu cái tay này. Con này dành cho các chị eo từ bao nhiêu? Eo từ 75 quay đầu về ai mặc cũng được nha. Lên cho em mã số 208 50.000. Baby doll chất von siêu đẹp. Chị nào mà eo từ 75, 76, 78 quay đầu về, lên cho em mã số 181 181 50.000. Miễn ship luôn nha. Chị nào eo từ 75, 76 quay đầu về này, yêu xinh hết. Trời cứ bày này các chị. Đó, xinh lắm nhé. 50.000 lên cho em mã số 42. Mã số 42. Con này mềm nha các chị nhá. Mềm như chưa bao giờ được mềm. Con này là mới lắm. Em nói mới từ trong ra ngoài, mới từ ngoài vào trong, mới từ trên xuống dưới và mới từ dưới lên trên. Mềm ơi là mềm. Chị nào eo từ 70-74 đâu. Mềm ơi là mềm luôn ấy. Chất của nó là chất tapa mà nó mềm, tapa gấm ấy. Lên cho em mã số 146 146 nha, 50.000. Đây. Con này bao mát này, không mát không lấy tiền nha. Chất tôn, chất lanh. Ở dưới của nó hơi xòe xòe dạng đuôi cá đấy, xòe xòe này. Đó. Chất tôn, chất lanh cho em eo 70-74. Lên cho em mã số 247 50.000. Maxi. Siêu phẩm Maxi. Siêu phẩm Maxi cho em nhé. Con này 100.000 mà em bán hôm nay có 50.000 thôi đấy. Eo của con này là eo từ bao nhiêu? Eo từ 70-80. Eo 70-80 cho em Maxi siêu đẹp nha. Lên cho em mã số 220. 220 này. Một con lụa. Một con lụa cho em Baby Don nhé. 247 là chị Lan Cẩm. Một con lụa Baby Don dành cho các chị eo từ 78 quay đầu về. Eo từ 78 quay đầu về lên cho em mã số 232 50.000. Eo 65-72 dễ thương không? Cho chị Trần Kim Chi. Eo 65-72 mà không đẹp, không lấy tiền. Trời đất ơi, 50.000 lên cho em mã số 274 này. 274 50.000, 274 50.000. Hàng hiệu HM. Eo 65-72. Trời ơi, một con HM hát mẹt. Em lôi ra em bán 50.000. Cái công ty hát mẹt này nó nhìn thấy em chắc nó cũng phải gọi em bằng bà nội bà ngoại quá. 50.000. Lên cho em mã số 24. 274 này. Ngọc Minh An. Công sở. Một con công sở mới nguyên tem nhá. Còn mới nguyên tem eo 65-72. Trời ơi, đẹp lắm các chị. Đẹp quá trời như thế này. Chị Lan Cẩm, chị Trần Kim Chi cho em xin số điện thoại địa chỉ nữa chị ơi. Nhìn nó tiểu thư quá trời các chị ơi, tiểu thư quá. Lên cho em mã số 71 50.000. Được miễn ship hết. Các chị khách mới inbox liền cho em vào Facebook Trúc Phương Nguyễn. 24 hoặc chị. Inbox luôn Phương cho em thu. Vào shop đồ si Trúc Phương Nguyễn à? Shop đồ si Trúc Phương Nguyễn fanpage của em nha. Hai. Kim Chi ơi, em có 7 tay cho chị đó. Trời ơi, con này nó đẹp quá chị ơi. Ở đây nó 71, có cái khuyên. Cái này nó khít nha các chị nhá. Không sợ hở ngực nha. Và chất con này là form Âu thung lạnh. Eo 65-72. Trời đất mẹ tôi. 50.000 lên cho em mã số 40. Hả? Hả? Cái gì vậy? Kim Chi hả? Kim Chi hả? Một con hàng hiệu HM. Các chị biết những cái con hàng hiệu này, em nói nhắm mắt vào rờ nó, em nói đã cực kỳ ha, đã cực kỳ. Mặc cứ như là không mặc đấy. Như vậy này. Chị nào mà eo từ 78 quay đầu về nhá, ai mặc cũng được nhá. Phải nói hàng hiệu HM nó đẹp lắm. Lên cho em mã số 145 nha, 50.000. 40 đây chị Minh Ngọc Thi Nhật. Một con gấm. Cái này các chị trung niên đâu. Đây là những con gấm còn mới 100% nhá các chị nhá. Cầm nó mềm vậy này. Nó mềm nha. Gấm này mềm và còn mới dữ lắm các chị nhìn này.
nó mới ơi là mới, chưa qua sử dụng luôn ấy. Cái này nó mới nha, mà nó mềm lắm. Chị nào mà eo 75, 76, 78 ấy, đấy, trung niên 40 tuổi trở lên cho em nha. Đẹp cực kỳ. 50.000 lên cho em mã số 279 nha. 279, trời ơi, đẹp quá à. Mềm chứ, như chưa bao giờ được mềm. 145 cho chị Nguyễn Ngọc Minh An. Đây. Rồi rồi, biết rồi. Các chị gì này, hề như vậy mà không không đẹp thì lấy cái gì đẹp được, đúng không? Trời ơi, chết mất thôi, giết em đi. Dù ai? Trời đất ơi, Phúc Tiên đây, em hết người dù đây, em dù mẹ vô đây đó, trời đất ơi. Cảm ơn mẹ Phúc Tiên nha, cảm ơn chị yêu nha. À, con này dành cho các chị eo từ 75-80. Trời ơi, các chị ơi, mặc chị có phê. Phê như con tê tê. Lên cho em mã số 189, 50.000 được miễn ship này. Đây, tàng 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 tàng. Eo con này eo 70-74-75. Eo 70-74-75. Đó, đẹp lắm. Lên cho em mã số 76-50.000. Con này không phải là con bình thường đâu các chị ạ. Con này nó không phải con bình thường đâu nhá. Chị Nguyễn Thư Lê. Các chị nhìn cái con này này, là một cái con chất gấm tuyệt đỉnh này. Cái thứ hai nó là hàng hiệu này. Hàng hiệu này, hàng hiệu đắt tiền ấy, chứ không phải hàng bình thường đâu. Con này dành cho các chị eo bao nhiêu? Con này các chị có thể mặc chung với các cái đầm mỏng được nha, tại vì nó là hàng hàng đẹp, hàng hàng dễ mặc. Eo từ 76 là chị Thúy MC. Eo từ 78 quay đầu về nha, ai cũng mặc được. Lên cho em mã số 50-50.000. Đây, Thúy MC. Trời đất ơi, con này nó mát chứ chưa bao giờ được mát. Màu xanh nha. Eo 80-90 cho em, co giãn thoải mái được này. Eo 80-90 form rộng nha. 50 thì chị Dương Luyến. Chị nào không thích form rộng thì mình để tay vào như vậy cho nó ra dáng vin. 50.000 lên cho em mã số 192. Thung lạnh. Một con thung lạnh. Eo 80-85. Trời đất ơi, mẹ ơi, như vậy nè các chị. Vậy này. Eo 80-85 lên cho em mã số 83. 50.000. Vô đây, em nhoi đồng đồng với chị vậy. Vô đây. 192 cho chị Mai Trâm Nguyễn Thị. Thung lạnh. Eo 80-82-84-85. Trời đất ơi, các chị ơi, thung lạnh nè. Nhìn này. Không, em nói không sướng không mấy tiền. Không sướng không mấy tiền đâu. Đây em 1m55 các chị nhìn này. 1m55 em mặc vô nó như vậy này. Rồi thôi, mặc cứ như không mặc ấy. Đây cho em mã số cho chị Thiện Nguyễn. 219 này. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ngày hôm qua ngày nay khác mà. Ngày hôm qua người ta đi hàng hết rồi mà má ơi. Ông chốt đơn ông nhớ được chị Mai Trâm Nguyễn Thị rồi đó. Giỏi. Chúc mừng nha. Một con dập ly. Chị Mai Trâm Nguyễn Thị. Các chị ơi, con này dập ly này, dập ly quạt nha. Đẹp không? Một con dập ly quạt. Eo con này là eo 70-74 á, 75 á. 50.000 lên cho em mã số 230. Eo con này đẹp dã man tàn bạo. Đẹp. Chị Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn nha chị. Ê, đẹp dã man tàn bạo. Đây, tiếp tục này, một con hàng hiệu nữa này, eo 80-90, co giãn thoải mái này. Một con hàng hiệu eo 80-90 co giãn cực sướng nhá. 230 cho chị Ái Nguyễn. Các chị mặc suông như vậy không thích Ái thì Nguyễn. Các chị nịt tay vào như vậy cho em cho nó ra dáng vin này. Đã lắm, con này mặc sướng lắm. Lên cho em mã số 264 này. 264 Thiện Nguyễn. Tiếp tục này. Form rộng cho em này. Eo 80-90-100 mang được hết này. Chất mềm cho em nhá, chất lụa mềm nhá. Đấy, rất đẹp như vậy. Muốn nịt tay thì nịt, không nịt thì tùy nha. 50.000 lên cho em mã số 120 này. 120. Con này chất tôn chất lanh nha các chị nha. Tôn lanh. Đây con này là không mát không lấy tiền. Chất tôn chất lanh. Eo 80 quay đầu. Ai thích rộng, thích mát cứ bơi vào cho em. 120 cho chị Thủy Nghĩa. Lên cho em mã số 95. Mã số 95 50.000 này. Ôi cái con này nó mới các chị ơi. Nó mới bóng luôn ý. Eo 65-70 size S và size 7. Size S và size 7 nha. Đẹp không? 50.000 lên cho em mã số 36. Mã số 36. Một con công sở tiểu thư nhá. Một con công sở tiểu thư eo 72 quay đầu. Eo 72 quay đầu cho em 50.000 lên cho em mã số 124. 124. Trời đất ơi, các chị ơi, bánh bèo quá trời như thế này này. Dễ thương chưa?
eo của con này eo 75 76, sorry các chị, từ eo 76 rộng, eo 78 80 mặc ok nhá. Chị nào thích rộng thì eo 76, còn thích vừa thì eo 78 80 nhá. Không đẹp không lấy tiền, đây là một cái chất von siêu xịn nha, siêu mịn siêu đẹp nha. Đó, 50.000 lên cho em mã số 118 118. Đây, form bơi, bơi vào trong đây cho em cho nó sướng cuộc đời đi các chị. Rất là dễ thương, ai cũng mặc được. Muốn nịt đai thì nịt, không nịt thì thôi. 118 đây chị Trần Kim Chi. Nói túm lại là eo 80-90 quay đầu về mặc được hết. Eo cả trăm cũng mặc được, quay về tới eo 65 ai muốn bơi thì bơi nha. Lên cho em mã số 147, 50.000. Trời ơi, nó mịn, nó mới lắm nha. Nó mịn lắm nha, nó mát lắm. Đây, một con đen, màu đen thui luôn. Con này là dành cho các chị là free size eo 7 147 cho chị Thiện Nguyễn. Con này vai nó không cắt nha. Này, cưng không? Eo 90-100 quay đầu về ai cũng mặc được hết cho em nhé. Nịt đai vào là yêu thương ngay. 50.000 lên cho em mã 172. 172 ha. 172. Đây. Một con 2 dây form Âu. Đây, nó như vậy nha các chị nha. Đùa, thiết kế hơi bị độc luôn. Phía lót trong là chấm bi, phía lót ngoài là nói chung là cái chất von của nó rất là mềm mại. Đó. Chị nào eo từ 70, 74, 75 mặc đẹp hết con form Âu dây này nha. 50.000 lên cho em mã số 132. 132 này. Thun lạnh. Trời đất ơi, con thun lạnh này phải để mặc quá à. Chắc phải để nó mặc quá à, mát lắm. Sướng lắm các chị ơi. Eo con này eo 80, 82, 84 quay đầu về. Ai muốn rộng cứ bơi. Lên cho em mã số 270, 50.000, thun lạnh mát rượi. Trời ơi đây. Mềm như chưa bao giờ được mềm. Mới, mềm và còn mới. Eo 80 quay đầu. Eo 80, 82 quay đầu 50.000. Lên cho em mã số 121. Ủa con này mới quá. 121. 270 đi chị Mai Trâm Nguyễn Thị. Ôi con này form đẹp thế. Trời các chị nhìn này, nó phối lên lên hoàng gia này. Đẹp không? Chị nào mà eo từ 70, 72. Eo 70, 72 đâu. Eo ơi con này đẹp dã man tàn bạo quá chị ơi, form xòe Âu này. 50.000 lên cho em mã số 121 cho chị Mai Trâm Nguyễn Thị. 99, mã số 99. Đây. Một con lụa hoàng gia tay phồng. Eo của con này là dành cho các chị eo từ 74 quay đầu về tới 65. Thề con này các chị nào mà đi đâu mà mua được con này 50.000 em bái phục luôn. Con này siêu xịn, siêu mịn, siêu đẹp. Trời đất ơi, 50.000. Lên cho em mã số 215, 50.000. Đây. Tèn tèn tèn. Trời đất ơi các chị ơi, cái con này nó yêu lắm. Con này là một con Maxi nha, chất von tơ ánh kim của Nhật, hàng xịn sò nha. Chị nào có cái vòng eo từ 75 đến 82 thì mặc con này bao sang. Chị Thiện Nguyễn. Đó. Ở đây là có sợi dây cột nơ và có hai cọng lông gà. Đó, có bức hai cọng lông gà nó nhét ở đây nè. Nói chung là 50.000 lên cho em mã số 157. Yêu ơi là yêu. Yêu ơi là yêu. Tức rồi. Mắc hai cọng lông gà. Trời ơi con này xinh lắm, con này mát nha các chị nha. Bao xinh cho con này baby doll. Chị nào eo 80 quay đầu đâu? Eo 80 quay đầu lên cho em mã số 292. 292 này, yêu con này mát lắm chị ơi. Baby doll xinh chưa? 157 cho chị Lan Cẩm. Đây, cái nàng nào mà size 5 với size 7 đâu. Eo 65 70 đâu. Trời ơi nó xinh như vậy này. Mặc lên nha. Chị Lan Cẩm ơi cho em xin số điện thoại của chị luôn đi chị. Đó, nó xinh lắm nha. 50.000. Lan Cẩm á? Lan Cẩm có rồi nãy em đọc nghe. Lên cho em mã số 179. Chị Cẩm có rồi. Chị Cẩm có địa chỉ rồi. Em vừa nghe chồng em đảo rồi. Truyền lời từ bên đây qua đây. Không nghe, không nghe. 292 đây chị Ly Huyền. Đây, một con lụa. Một con lụa mới tinh, mới tươm. Eo của các chị eo 74, 75, 76. 50.000. Dạ, dạ cô về. 50.000 lên cho em mã số 45. Mã số 45. Mã số 45 này. Một con Maxi. Màu chỗ cái này nó đẹp lắm các chị ơi, nhìn này. Một con Maxi eo từ 75 đến 80. 50.000. Bao xinh như thế này. Lên cho em mã số 229. 229 50.000.
chuyên gia. Trời ơi, ren một bền, các chị ơi, ăn chơi chưa? Ăn chơi chưa? Eo 6572, ăn chơi chưa? Đó, 50.000 lên cho em mã số 112. Cái con này lạ thế nhở? 229 đây chị, Trần Kim Chi. Form Baby Doll. Con này hoa nhí. Mà chất con này chất tôn chất lanh. Yêu ơi, mặc con này xong mát quá, không muốn cởi ra. Chị nào eo từ 75-76 quay đầu về nha, 50.000 lên cho em mã số 46, chất tôn chất lanh. Đây, eo 74-75, eo 72-74-75 nhá, chất nylon cực xịn ha, dáng xòe Âu. Dáng xòe Âu như vậy này, 50.000 lên cho em mã số 85, mã số 85. 46 rồi chị Nguyễn Ngọc Minh Em. Baby Doll cho em. Eo 75, 76, 78 quay đầu về cho em, ai bơi vào cũng được nha. 50.000 lên cho em mã số 92, mã số 92. Dễ thương, con này dễ thương nha. Con này các chị xác định cho em là phải mặc form rộng mới đẹp nha. Bơi rộng cho em, bơi rộng lên, bơi bơi vào đây. Chị nào mà eo từ 75, 76, 78 quay về lên cho em mã 92 số 92 đây chị Minh Ngọc sinh nhật. 60, mã số 60, 50.000. Nói túm lại là size S đây. Size S, size M hoặc là size 5, size 7. Đó, nó còn mới nguyên đai như thế này. Em nói thật chứ em bán 50 ngàn nó không đủ tiền mua cái sợi dây đai này đâu. À, 50 ngàn lên cho em mã số 138, 138 cho em nhé. 138. Trời đất ơi, em nói nó trắng tinh, trắng tươi. Một con ren xịn nha các chị nhá, các chị nhìn này, một con ren xịn nha, ánh đồng ấy, nó đẹp cực kỳ luôn này, nó mối tinh à. Cái này các chị về mix cho em cái 138 thì chị Hương Huỳnh Thu. Cái áo khoác vest thì thôi, đi làm công sở bao mát. Chị nào eo 6572 này lên cho em mã số 206, 50.000. À, chị Nhất Tỷ ơi, mùng mềm chiếu gối, mùng mềm chiếu gối chị ơi này, xinh như này. Hương Huỳnh Thu cưng không, con này con mùng mềm chiếu gối, trời ơi, trời ơi, này rất là dễ thương. Giường chiếu, giường chiếu, giường chiếu chị ơi. Rồi đây, Baby Doll cho em được. Em nào vậy? Đây đây đây, biết mà. Đây bụng mềm chiếu gối, Baby Doll cho em nha. Eo 80 quay đầu về cho em. Xinh lắm nè các chị này nè. Xinh không? Đó, cái tay như vậy này không xinh sao được. 50 ngàn lên cho em mã số 254. Cái gì vậy, cái gì nó kêu xì xì hết chồng ơi. Nó xì xì 1 tỷ. Trời ơi, giống như kiểu ai bóp cổ nó vậy á. Cái loa mà nó như ai bóp cổ, giống kiểu nó làm việc không. Chồng đang thử xài hai cái một lúc được không? Alo, alo, bên vợ nói coi được không? Lạy chúa tôi, cái này nó có một hệ thôi. Hệ nam thì ngưng hệ nữ, mà hệ nữ thì ngưng hệ nam chồng ơi. Chúa tôi, nó không phải là đa hệ đâu chồng. Không phải ai cũng chọt vô được đâu. Cái này là nữ xài thì nam ngưng. Nó chị Vi Vũ Thị. Trời đất chúa tôi, tha cho nó đi chồng ơi. Đây, thung lạnh cho em. Thung lạnh nha, thung lạnh cho em. Eo con này là eo 75, 76, 78, 74 ok hết nha. Thung lạnh lên cho em mã số 27. Mã số 27. Ủa mà, tức là chồng xài, nếu mà có một cái loa nữa thì được chồng ạ. Có một cái loa nữa thì được. Tức là cái loa kia có pin chưa? Chồng bật lên. Không, chồng là xài cái loa kia của vợ cũng được kìa. Mai mốt anh Sơn đeo loa mà nói cho nó sướng kìa. Cái loa của em á, đeo vô. Đeo vô hét lên. Xong rồi lên đây đứng hét cho em cái. Trời, con này xinh. Chị Thảo Vi ơi, chồng em đang là gào, đang là gào thét hết giật bên kia kìa chị Thảo Vi ơi. Inbox cho em số điện thoại, địa chỉ vào tin nhắn của Trúc Phương Nguyễn hoặc là shop Di Tuyển hoặc Trúc Phương Nguyễn giùm em với. Trời đất. Ngày hôm qua cũng có một chị Thảo Vi chốt một nồi xong không cho địa chỉ, phải xả hết hàng ra rồi. Hôm nay một Thảo Vi nữa, không biết là Thảo Vi nào. Chị inbox tụi em cái. Cái gì vậy? À, biết địa chỉ rồi, biết địa chỉ chị Thảo Vi rồi. Rồi, biết rồi, em biết rồi. Quỷ à, từ nãy giờ nó ngồi im re. Tại chưa hỏi, không nghe hỏi gì hết. Trời ơi, không có địa chỉ là bà hiểu rồi bà. Không, bây giờ mới hỏi á. Ghi vô đi. Rồi, con này eo từ 72, 74 này. Yêu con này đẹp lắm quá chị. Con này form đẹp quá. Con này form bao xinh. Nhìn này. Đấy, mà con này lên form bao đẹp nha. Eo từ 70, 72, 74 được hết nha. Lên cho em mã số 4, 50 ngàn.
Rồi kéo cả bạn bè vô đây luôn hả? Dòng họ vô đây ủng hộ luôn hả? Giỏi vậy. Dạ bạn em. Ờ dễ thương quá. Nó đòi chốt mà. À nó đòi chốt cho nó chốt đi. Ừ, chốt đi được anh Hùng. Trời ơi con này cưng quá. Chốt không để anh chốt cho. Mẹ em cũng đang xem nè. Ủa mẹ em cũng đang xem, sao cho nhà em nhoi vô đấy vô vậy? Mẹ em cũng đang xem hả? Mẹ chồng với mẹ của em. Mẹ ruột hả? Phải kêu luôn mẹ chồng vô lên cho đủ cặp. Mẹ đang coi luôn á. 27 đó chị. Bác ơi, bác mẹ của anh ơi, cảm ơn bác nha. Ngày nào cũng xem hết. Ngày nào cũng xem coi chừng nghìn hay là nghìn con hay nghìn đầm mấy bác ơi, nghìn đầm hay nghìn con quên. Trời đất ơi, bác nghìn con là bác tốn tiền lắm. Chị á. Trời ơi dễ thương quá này các chị yêu ơi. Thề bao xinh. Chị nào mà eo từ 70 74 nhá. Lên cho em mã số 107. À em xem con maxi xanh chị. Ở chỗ nào bà nhìn thấy con maxi xanh vậy mọi người? Nó đi rồi quá. Đừng nói con này nha. Không con này không phải maxi đâu, con này con thôi một, để đây đi một, từ từ tính con này sau quang. Đây con này các chị ơi này, em ơi con này các chị nhìn này, nó co giãn này ai à, baby doll mà như vậy này các chị. Con này các chị free size nhá, eo 90-100, còn chị nào eo 80 mà muốn bơi thì bơi nhá. Con này bao mát nha, bao mát tung lạnh. 50.000 lên cho em mã 41, mã 41 này. Đây các chị nhìn này, xinh lắm, xinh lắm nha. Cái màu bao xinh, cái màu nó gần gần như màu lam ấy, nó sáng hơn màu lam một tí ha. Con đỏ đô là con nào ta? Con đỏ đô là con em vừa nhặt lên này. Vậy chị Thư Lê xin đấy. Chị Thư Lê mặc vừa không? Chị Thư Lê eo 74, 75, 76. Con này eo... Không, con này eo có 70, 72, 74 thôi. 41 tới chị Bích. 74, hơi 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 bon chen. Chị Thư Lê ơi, con này 74 chị vừa không? Đẹp, con này cũng đẹp mà eo tối đa 74 thôi nhá. Tối đa là 74 á. Chắc may là vừa. Chốt cho chị Thư Lê đi anh. Đây đây đây, trời ơi, size SM. SM gì đây mà nó có sợi dây cột đằng sau đây. Cái này đồ cho chị Thư Lê. Cái này SM, cái này size M lớn rồi, eo 75 76 rồi các chị ơi. Size eo 75 76 nha, size M lớn rồi. 50.000, 50.000 cho em nhá, lên cho em mã số 98. Mã số 98 này. Cái gì đây? Còn nguyên tem mà cái gì đây? Lụa. Lụa 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 lụa. Con này nó còn nguyên tem các chị nhá. Này, cái này nó là lụa mềm á, lụa cực mềm. Đó, chị nào mà eo 75, 76 đâu, lên cho em mã số 217, 50.000. 217, 50.000. Tan, 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 tan. Trời ơi, chị nào mà chốt được con này, em nói bao phê. Phê lòi tòi phòi. Chị nào eo từ 70, 74, 75 đâu. Thấy cái dáng của nó không? Von của nó này. 50.000 lên cho em mã số 85. Mã số 85 nhá. Phải nói hôm nay em phải live siết. Em không có được thời gian để em đùa. Em giỡn cho nên là các chị thông cảm. Hôm nào... mà nó bớt bớt hàng một chút nữa. Em tha hồ mà em tám với các chị. Trời đất ơi, tám là nghề của em mà. Trời đất ơi. Này. Con này là form Âu cho em nhá, form Âu như thế này này. 85 thôi chị Bích Đào. Cái này nó gọi là yếm ấy. Một con yếm hoặc là một con dây các chị mặc với áo ống ở đây cho em nhá. Này free size ai mặc cũng được nha. Nói túm lại là eo 70, 80, 90, 100 mặc được hết. Nên cho em mã số 292 50.000. Rất đẹp nha, hàng của Nhật nha các chị nha, hàng của Nhật nha. Rồi một con yếm. Một con yếm, yếm Nhật nha. Hàng của Nhật còn nguyên tem cho em nha. Chị nào eo từ 74. Eo 74, 75 thì mặc đẹp này. 50.000 lên cho em mã số 189. 189 này, 189. Rồi, eo chị nào eo 80, 82 đâu? Eo 80, 82 lên cho em mã số 70 này. 50.000, mã số 70. Eo 80, 82 này. Ôi bao phê. Phê lắm luôn nha. Không phê không lấy tiền. Không phê là nghỉ bán luôn. Cái gì đây? 189 cho chị Bích Đào. Một mét. B vô đây một mét mà sao nó mau hết vậy? Bảy mươi cho chị Bích Đào. À, chị Bích Đào vô mặt mặt quá. Chị vô chị càn lướt hết luôn. XS. Size S và XS cho em. Nói chung nó để size S và XS đó chứ các chị ơi. Eo 65 quay về đó các chị. Eo 65 quay về đấy. Lại mè thôi, nó đẹp vậy đó. Lên cho em mã số 80, 50.000. Mã số 80 nhá, cái này là u mì của Nhật.
nó mát và nó mát và nó mịn nha, nó không phải là vớ vẩn đâu. U mì của Nhật, em không thở nổi nữa rồi. Chạy đua với tốc độ. Một con màu tím, chất của nó bao mềm. Con này free size cho em, nói chung là big size, eo cứ 100 hay là hơn cũng được, mà dưới cũng được, miễn là các chị, chị Hương Huỳnh Thu, miễn là các chị nịt đai vào là được hết, còn không nịt đai thì cứ để về cho em bơi. Lên cho em mã số 246 50.000, 246 nha, form bơi, form vin. Con này là một con lụa nha, tay của nó là tay liền cánh dơi vậy này. Chị nào eo từ 70 74 75 đâu, hàng 246 hiệu chị Nguyễn Thị Nga, hàng hiệu Paris, chất lụa nha các chị nha, lụa. 50.000 lên cho em mã số 77. 50.000. Chị nào chốt được con này em chúc mừng này. Chúc mừng từ giờ sáng mai. Không xinh không lấy tiền. Không xinh không lấy tiền. Eo 65 72 74 được hết này. Eo ơi, không xinh không lấy tiền nha các chị nha. Đó, mà xinh rồi cũng lấy 50.000 thôi, lên cho em mã số 301 này. 301 50.000. Ê, bao đẹp. Đây. Đẹp quá. Không đẹp không chịu được. Con này cái dạng yếm này, nói chung là con này mặc dễ thương lắm này. Trời ơi mẹ ơi nó đẹp. Cái von của nó là cái von Nhật, nó đẹp cực kỳ ha. Eo con này eo 75 76. Eo 75 76 78 mang được nha. Xinh quá. Đẹp quá. 50.000 lên cho em mã số 76 này. Mã số 76 nha. Mã số 76 này. Một con ren. Trời đất ơi, ren này không phải ren bình thường rồi. Ren này là một cái con ren màu buồn, ơi là buồn, dẹp qua một bên. Đây, buồn quá dẹp qua bên. Bến Thượng Hải. Một con bến Thượng Hải. Bến Thượng Hải mà cái này nó khoét như vậy, nó giống như yếm vậy này. Đó, nó khoét sâu rồi này. Đó. 76 đi chị Bích Đào. Bến Thượng Hải eo 75-76, size L. Trời sao mày giỏi chứ trời, vạch ra chữ size L luôn đó trời. Đó, 50.000, bến Thượng Hải. Lên cho em mã số 84. Người ta bán bến Thượng Hải trăm mấy 200, mình bán 50.000, được không? Vậy đó. Rồi. Trời ơi, con này bơi sướng lắm luôn. Cái mã em kẹp vào nách nó, anh vừa vuốt qua cái mã mà anh không có cảm giác luôn đó trời. Ông này ông mất cảm giác rồi. Cái mã người ta kẹp vô đây, ông vuốt một cái bẹp một cái mà ông kêu không có mã à. Chúa thôi, quỷ. Đây, cái con này chất xô chứ các chị à, chất xô mềm nha. Chất xô có thêu này. Free size nhá, ai cũng mặc được, nói chung là ai cũng mặc được. Eo từ 65 đến 100 thì ai cũng mặc được nha, tại vì nó form free size như vậy này. 50.000 lên em mã số 31. Mã số 31 này. Đây. Tèn 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 tèn. Bao mát cho các chị luôn. Eo 80-82 đâu, quay về đâu. Form xòe như thế này 50.000. Lên cho em mã số 245 nha. 21 thì chị Dương Luyến. 245. Ôi mẹ ơi, con này đẹp quá. Con này con công sở đẹp quá. Mix cho em một cái áo khoác màu kem hoặc màu trắng nha. Trời ơi đẹp, màu đen cũng được. Chị nào eo 70-74 đi, mặc cho nó sướng. Lên cho em mã số 63. Mã số 63 này, 50.000. Trời ơi, con này chị Hương Huỳnh Thu không vừa rồi. Chị Thư Lê được này. Chị Thư Lê mà con này được rồi chị Thư Lê ơi. 63 cho chị Nguyễn Thư Lê. Chị Nguyễn Thư Lê mà con này được nha. Mà con này chị mặc được rồi chị Nguyễn Thư Lê nha. Đấy, chị ok thì bảo em nhé. Con này con của Nhật đấy, form xòe Âu đây. Rất đẹp. Chị ok thì bảo em nha. Thung lành. Một con thung lành. Một con đầm thung lành, form xòe như thế này. 50.000, eo từ 76 đến 80. Eo 76 đến 80. Lên cho em mã số 44, 50.000. Mã số 44, 50.000. Tàn 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 tàn. Con này đẹp lắm, con này mặc bao đẹp. 50.000 đây. Đây, dễ thương chưa? Trời ơi mẹ ơi, không dễ thương, không lấy tiền luôn. Một con hàng hiệu Mama 33. Đó, đẹp chưa? Con này eo 65-72 cho em, form xòe đẹp nha. Lên cho em mã số 110 này. 110, chị Hương Lương. Hãy đọc tên Hương Lương lâu quá rồi, chốt cái đầm đẹp quá trời, đồng lấy lồng lộn mà không cho địa chỉ trời. Tình yêu ơi, sao buồn nhỉ? Con đầm đẹp lồng lộn mà không cho địa chỉ là tiếc lắm luôn nha. Tiếc ráng chịu nha. 110 đây chị Nhất Tỷ. Đây.
con này là một cái con free size, ai cũng mặc được. Nó dập ly hết cái váy, nó có một lớp thôi nhưng mà không cần phải mặc lót đâu, mặc cứ như vậy cho em cho nó mát. Trời ơi, bơi vào đây cho em. Eo 65 đến 100 mặc được hết cho em, 50.000. Chị nào thích nịt đai thì nịt vào như vậy, cho nó ra tiểu thư này. À, còn không thích nịt đai thì thả ra như vậy cho em. Đó, thả rong vậy cho em. Lên cho em mã số 168. Xin lỗi, không phải xả rong mà thả cái eo ra vậy nha. Ờ, nghe thả rong ghê quá. Lên cho em mã số 168. 168 50.000. Chết mẹ rồi, đẹp quá rồi sao? Đẹp quá rồi sao trời? Đẹp lắm, đẹp lắm. 168 này chị Bích Đào. Eo 65 72. Không đẹp không lấy tiền. Trời ơi, 50.000 các chị ơi. Bấm nhanh lên, đẹp lắm. bấm đi đừng ngại ngùng. Lên em mã số. Ủa chưa, lên mã số sao bấm? Lên em mã số 36. 36. Nhức đầu thì em còn nhức đầu em đó. Đây, tên tên tên. Tên 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 tên. 36 đi chị Minh Ngọc sinh nhật. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Trời đất ơi, em nói thật, cái con này nó là chất tôn, chất lanh các chị ạ. Đùa chứ, nghe tôn, nghe lanh, các chị cứ lăn xả vào chốt cho em đi. Cứ lăn xả vào chốt cho em đi, cho nó mát. Cuộc đời không có gì bằng mát hết. Trời ơi, free size các chị ơi, eo 80, 90 bơi hết vào đây cho em. Còn nếu mà như mà các chị mà nịt đai vào như vậy này, eo 78, eo 76 gì cứ chốt đi. 50.000 cho em, chất tôn, chất lanh này. Lên cho em mã số 298 này. 298, 298, chị Nhung Hà chào chị nha. Chào chị Nhung Hà. Chị Nhung Hà ơi, lâu nay chị đi đâu, chị bỏ em giữa đường. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Đây. Chị Nhung Hà ơi, bữa nay là Facebook của em bị chặn hết trơn rồi. Hôm nay em vào em like trang fanpage được tối thứ hai đây. Chiều hôm qua em like một ca đầu tiên. Hôm nay là ca thứ hai đây chị Nhung Hà ơi. Nói chung là nhà em bây giờ là chị Nguyễn Thị Hạnh. Mấy cái Facebook nó cụt hết rồi. Nó chặn hết rồi. Rồi, eo 80-82, một con màu xanh lam. Một con màu xanh lam. Trời ơi, nó đẹp vậy này. Eo 80-82 cho em, 50.000, lên cho em mã số 15. Mã số 15 cho em nha, mã số 15. Con này nó thiếu phần trên, cái phần dưới nó ren mùng mền rồi. Để em tìm cái phần trên cho các chị một cái áo khoác ren nữa cho nó giống giường chiếu. Đợi chồng về là phi lên liền á. Đợi chồng về hả? Năm sau chồng mới về hay sao, hay tháng sau? Trời đất quỷ thần, nó đợi chồng bà về chắc hết mẹ nó hàng được ở đâu nữa. Rồi, con này xinh lắm các chị ơi, co giãn thoải mái luôn. Sắp về chưa? Hôm bữa nghe nói 10 ngày anh về đúng không? Anh sắp về chưa? Chị Mai Trâm Nguyễn Thị. À, chắc là mấy bữa đó anh về rồi gì? Bỏ chị đi lâu quá làm sao mà chịu được. Nhớ vợ nhớ con, nhớ vợ thương con thèm thịt chó. Rồi, con này eo 74, 75, 76 nha, 50.000, một con co giãn thoải mái luôn. Con này hàng hiệu xịn sò đó các chị ạ. À, em đọc được mã số 405 ở trong đây này. 405 cho em nhá. 405. 405, biết số đâu không? Số trong đây này. Đỡ phải kẹp mệt quá. Rồi, Baby Doll. Baby Doll còn nguyên cái tem nhá. Còn nguyên cái tem, cái này người ta gọi là tem quạt ha. Đó, à, tem nhiều người ta gọi là tem quạt, còn ly nhiều gọi là ly quạt ha. Đó. Eo 80 quay đầu về, lên cho em mã số 112. 112 50.000 đồng bạc, đẹp quá. Đây, một con tắp ta. Con tắp ta này siêu đẹp quá chị nha. Nó đẹp từng cm nha. Ở đây nó theo chân này. Theo chân nha. Chị nào eo từ 72 quay đầu về thì mặc 1, đẹp. 112 cho chị Bích Đào. Lên cho em mã số 60. Mã số 60. Bích nhưng Bích Đào. Nhưng Bích Đào mới cười. Các chị ơi, Vin Nhật thứ hai có rồi nha. Thôi chị ơi, dịch em còn nhiều hàng lắm, em không lấy đâu. Thấy mình like bà nhảy xả vô bà chốt mấy cái like rồi quá trời, ngày nào cũng bọc to hết trơn, bây giờ vẫn mê. Rồi các chị ơi, con này eo 80. Eo 80 quay đầu về, em nói cái viên Nhật thứ hai nó nghiền lắm, tại vì nó xinh mà nó rẻ, mà nó xinh nữa. Rẻ là do nhà em bán rẻ thôi, chứ thật sự ra là những cái con đầm này mà giặt ủi sạch sẽ như vậy nó đâu có giá mấy chục ngàn đúng không? Mình mua một kiện đầm mấy chục triệu lận mà, ba mấy triệu lận mà, đâu có rẻ đâu. Eo 80. Lên cho em mã số 155. 155 cho em nha. Đấy, đợi chồng về cho đã. À, rồi về rồi lại cách ly nữa. Đấy, chồng chưa về thì bảo đợi chồng về. Chồng về rồi thì lại bảo đợi cách ly. Hè. Đợi giống như kiểu mà đợi nắng, đợi mưa, mưa đợi nắng vậy đó.
Rồi tiếp tục nè các chị ơi, đẹp quá. Đây trời ơi các chị ơi, phải nói là nghiền, nghiền dã man. Chị nào mà eo 75, 76 cho đến 80 đi, mặc con này cho em cho sướng cuộc đời đi. Lên cho em mã số 279 nha. Con này đắt tiền đấy, nhưng mà em bán có 50 ngàn đấy. Con này nó là 70 đến 100 ngàn đấy các chị nhá, chứ không có giá 50 ngàn ha. Tại vì đây nó có dập ly nè, nó có xếp ly nha. Đó, nhưng mà em bán có 50 ngàn. Các chị thương em giúp em, làm ơn ấn dùm em cái nút mà thích bài á, thích trang á, với lại ấn một cái nút theo dõi, để khi mà em live stream á là nó sẽ thông báo cho các chị nha. Nó thông báo cho các chị nha. Trời ơi các chị ơi, trời ơi các chị ơi, em mà đúng size này là thôi chứ. Các chị nhìn đi, con đầm nó nhúng nhá vậy nè. Nói chung là biết sai, nói chung là ai cũng mặc được này các chị này. Con này thung lạnh cho em. Eo từ 80, 90, 100, 101, 102 gì bơi hết vào đây cho em. Lên cho em mã số 159 nha. Trời ơi con này thung lạnh nha các chị nha. Trời ơi, mát quá. Lên cho em mã số 159 này. Đây, ten. Chị nào mà eo từ 80 quay đầu về đâu? Xinh không? Baby Don xinh không? 159 là chị Bích Đào. 50 ngàn lên em mã số 242. Con này công sở siêu đẹp nha các chị nha. Một con công sở nó sang lắm luôn nha. Nhìn cái form tiểu thư này. Chị nào mà eo từ 65 đến 72 đâu? Nhìn cái form này là muốn nghiền rồi. Nhìn cái form thôi là nghiền rồi ha. 50 ngàn. Này, 50 ngàn lên cho em mã số 167. 167. Đây. Chị 242 cho chị Nguyễn Ngọc Thu. Chị nào mà eo từ 75 đến 78 này. Eo 75, 78 cho em nhìn này. Đấy, chỗ tao nó đẹp. Cứ vừa form là đẹp cho em. Chị nào cứ vừa form mặc lên không bảo em không đẹp, cứ nói em nha. Lên cho em mã số 165. Nói em để làm gì biết không? Để em lấy hàng về em trả tiền luôn cho các chị cho nó nhanh. Thật, đẹp lắm. Đẹp lắm luôn á. Trời đất ơi. Không chị Thúy ơi. Đây. Mai cắt cái con chị đi cho chị cho em. Đây nè, nhớ là mai cắt cái đưa nó cắt con chị. Nó lòi con chị đây, đụng vô đứt giờ. 165. Ờ, cắt này. Chị Nguyễn Thị Hạnh. Cắt. Đó, có cái con chị đụng vô nó đụng nó ấy ra. Đây. Nguyễn Thị Hạnh. Trời ơi, con này đẹp nha các chị nha. Nhìn này. Em nói cái ren của người ta nó cỡ này nè. Đó, nó phải ren bình thường đâu. Chị nào mà eo 74 quay đầu về cho em. Ai mặc cũng đẹp nha. Lên cho em mã 161 50 ngàn. 161 50 ngàn. Đây. Nó còn mới nguyên tem vậy nè các chị nha. Tem này người ta gọi là tem nùi, tem bày á. Đó, con này là chất của nó thung lạnh nha. Eo 80 quay đầu. Sao cái tay nhỏ xíu vậy? Thôi eo 80 là không vừa cái tay đâu. Cái này giống phiên bản lỗi vậy. Sao mà ở dưới này là eo 80 mà trên này nhỏ xíu à? Nói chung bỏ qua đi. Lỡ về mặt không vừa. Lỡ về mặt cái tay không vừa. Cái tay nhỏ lắm. Đây. Trời ơi con này đẹp lắm. Trời ơi cái này để mà lên một cái áo khoác ren vô đây nữa cho nó ra một set cho nó cho nó đẹp nè. Trời ơi đẹp quá mà để mai lên cái áo khoác ren á. Khoác vô cho nó ra một set cho đẹp. Trời ơi con vàng đẹp quá. Chị nào mà eo 74, 75, 76 này mà con vàng phong xòe này đẹp này. Xinh không? Lên cho em mã số 135 nhá. 135 cho em. Đó. Con này chị nào có nó có cái áo khoác ren màu đen chốt con này về cho em đi. Eo con này là eo 80 90 cho em. Đây, em định để mai phối nhưng mà thôi. Các chị cũng có áo ren rồi đó, mua về mà phối với nó đi. Nó đẹp lắm nè. Đó. 50 ngàn lên cho em mã số 212. Eo 80 90 nha. Đây màu đen đây, cái tay của nó như vậy đây. Như cái lồng đèn vậy nè, chất lụa mềm nha. Chị nào mà eo từ 65 cho đến 72 đâu. 50 ngàn lên cho em mã số 86. Mã số 86 này, mã số 86. Một con yếm. Cái con này là chị Hương Huỳnh Thu. Một con yếm dành cho các chị eo từ 70, 74. Không sinh không lấy tiền, lên cho em mã số 208. 208 này. Đây. Trời ơi các chị ơi nó đẹp vậy này. Chị nào mà eo 74, 75, 76 đâu. Không sinh không lấy tiền nha. 50 ngàn. Yếm cho nhoi nhoi. Lên cho em mã số 101 này. 101. Thung. Một con chất thung lạnh cho em. Bao mát cho các chị luôn. Chị nào mà eo từ 75, 76, 78 đâu. Mát rượi cho em luôn. 50 ngàn lên cho em mã số 22 này. Mã số 22. Chất con này là chất gấm.
tay của nó tiểu thư và họa tiết của nó là rất là đẹp các chị nhá. Họa tiết chị Hải Như. Họa tiết hoa vin rất là đẹp như thế này. Trời ơi. Chị nào mà eo 6572 đâu. Chốt con này xinh thế. Lên cho em mã số 4 này. Mã số 4 nha. Đây, lụa 22 đây chị Bích Đào. Con này chị Hương Huỳnh Thu vừa không? Không, vừa. Chị Hương Huỳnh Thu ơi, con này đúng chị vừa. Sai chị. Một con lụa nha, con này con lụa chứ không phải con bình thường đâu nha. Nhìn này, lụa của Nhật, hai lớp xịn sò nha. Chất lụa mềm á, phê đấy. Em nói bao phê đấy. Chị Hương Huỳnh Thu ơi, con này chị vừa đây. Chị mã có thể mặc chị Hương Huỳnh Thu. Chị có thể mặc bơi bình thường như vậy hoặc là chị có thể mặc ở trong lót đều áo mỏng đều được nha. Đẹp lắm, 50.000. Cái này chị Hương Huỳnh Thu mặc. Chị Hương Huỳnh Thu mặc đẹp này, vừa sai chị. Đẹp quá, đẹp lắm, con này đẹp lắm. Rồi. Một con lụa. Một con lụa eo 70, 72, 74. 50.000 lên cho em mã 181, 181 này. Hương Huỳnh Thu. Đây. Con này nó dập ly hết váy này. Con này các chị có thể mặc ở trong lót đều được ha. Tại vì nó mỏng mà nó lại mát nữa mà nói chung là nó mịn nữa. Các chị có thể mặc lót được hoặc là mặc luôn được nha. Eo con này eo 80, 90 quay đầu về mặc được hết nha. Lên cho em mã số 147. 147 cho em này, 147. Một con đen eo 6572, hàng hiệu nha các chị nha. Cái này hàng hiệu xịn sò nha. Eo 6572 cho em. Nhìn này. Phê không? 50.000 lên cho em mã số 230. 230. Đây. Con này chất tôn chất lanh đây. Trời ơi nó không đẹp không lấy tiền này. Chúa tôi nó đẹp lắm các chị ơi. Bơi vào đây giúp em cái đi. Bơi đi đừng ngại ngùng. Chị nào mà eo 6572 74 đâu. Trời ơi đất mẹ ơi nó đẹp. Nhìn em đi. Đó, dạng này giống quỷ chưa? Đẹp quá. Lên cho em mã số 42 50.000. Mã số cái gì vậy trời? Thấy hết hả? 42 đấy chứ mỗi quyền. Đừng làm tôi sạc. Thấy chồng đầu trai nó quay đi. Hai đứa nó đang liếc mắt đưa tình với nhau. Vậy đó, quỷ sứ. Trời đất ơi các chị ơi. Con này các chị mặc mát lắm nha. Chị nào mà eo 80, 82, 84 đâu. Không mát không lấy tiền luôn. 50.000 lên cho em mã số 146. 146 cho em. 146 nha. Đây. Eo của các chị là eo 90 đây. Eo 90, 100 nhá. Con này đẹp này các chị nhìn này. Eo 90, 100 đây. Dạ, chị Huyền, chứ phải chị Ly Huyền đó chị. Trời đất ơi, con này nó đẹp, nó mới tinh à. 50.000. Chị nào eo 90-100 chốt con này đi, đẹp lắm các chị ơi. Lên cho em mã số 33, 50.000. Hôm nay có con size to đẹp quá. Báo đẹp. Sang nhờ. 50.000. Con này dễ thương ấy, con này nó tiểu thư ấy. Cái này các chị nhìn này nó tiểu thư lắm. Eo 6572 là nó tiểu thư nha. Tiểu thư lắm này. 50.000 lên cho em mã số 64. 33 đây chị Bích Đào. Mã số 64. Đây. Trời ơi công sở cũng phải xinh chứ các chị nhìn nè. Công sở cũng phải xinh chứ. Theo hết cái đầm như thế này, theo rơi rơi này. Nó theo nha, eo 6572 cho em này. Xinh không? Công sở cũng phải xinh. Đúng rồi. Lên cho em mã dạ, số 2. Em chuyết cho chị Nguyễn Huyền đó, chị Ly Huyền ơi. Lên cho em mã số 277. 277 50.000 277. Một con màu vàng bò. Một con màu vàng bò này các chị nhìn này. 33 đây chị An Anh Bùi Vũ. Chị nào eo 80. Chờ em. Con này nó có dạ. Bị xước rồi. Bỏ qua nha. Bỏ qua con này chị luôn em, bỏ qua luôn. Con đó bị xước rồi không lấy. Đây. Co giãn được các chị nha. Nhìn này, ở đây nó có họa tiết con gì đây? Trời ơi con gì đây? Con chuột Mickey cho em nha. Theo nha, con chuột Mickey nó theo. Chị nào eo 74 quay đầu. Chị nào eo 6574 là mang đẹp nha. 50.000 chuột Mickey. Lên cho em mã số 206. 206. Trời đất ơi con này nó mát. Con này các chị ơi, con này chất thung lạnh nha. Thung lạnh ấy. Mặc con này em nói các chị mặc xong liền luôn ấy. Nó mát rượi à. Mặc có lạnh toát à. Con này dành cho các chị eo từ 74, 75 đến 80. 206 đây chị Hồng Phương Huỳnh Thị. Eo 74, 75, 76, 78, 80. Mặc được hết nha. Lạnh quá toàn toàn. Lên cho em mã số 145 nha. 145 này.
đây, qua đi xem con nào mình thích mình mới lên cơ. Đây, trời ơi, chị nào eo 70, 74 đâu, eo 70, 74 cho em, 50.000 lên cho em mã số 95, màu trắng kem, màu trắng kem nha, màu trắng kem. Con này co giãn thoải mái cho em. Chị nào eo 80, eo 75, 80 co giãn thoải mái nha. 50.000 lên cho em mã số 46. Mã số 46 này. Đây, hoa vin rất đẹp như thế này. Các chị có thể làm áo giấu quần hoặc làm đầm mặc với quần sọc như em như thế này cho em nhá, cho nó mát cuộc đời đi. Trời ơi, nó đẹp quá. Chị nào eo 74, 75, 76 quay đầu về này, lên cho em mã số 43. Mã số 43. Ờ, con về. Thấy nó hơi sai sai. Rồi, eo 70, 74. Chào anh, em về luôn, này ghê đấy. Eo 70, 74, con này công sở đẹp rồi, các chị nhìn này. Con này đẹp chưa? Công sở cực đẹp nha. Sang lắm, con này mặc sang. Eo 70, 74 lên cho em mã số 150, 50.000. Các chị nhìn này, nó rũ vậy này. Chất von siêu rũ như vậy này, baby doll nhá. Chị nào mà eo từ 78 quay đầu về, ai bơi cũng được nha. Lên cho em mã số 34. Từ eo 78 trở về, ai muốn chốt cứ chốt nha. 150 chị Hồng Hoa Nguyễn. Một con lụa, các chị nhìn cái chất lụa của nó này, chất lụa Nhật nha. Chị nào mà eo 80 quay đầu về, chị nào muốn rộng cứ chốt cho em đi. Lên cho em mã số 109, 50.000. 50.000 miễn ship toàn quốc cho em nha. Chị Hồng Hoa Nguyễn giúp em inbox vào 34, chị Bích Đào. Inbox số điện thoại địa chỉ vào tin nhắn Trúc Phương Nguyễn hoặc là tin nhắn của shop đồ si Trúc Phương Nguyễn. Đấy, hai cái Facebook đấy cho mình, hai cái, một cái trang fanpage và một cái Facebook đấy cho em nha. Tụi em không có nhận ở trên live, các chị cứ nhắn tin vào inbox cho em, nếu mà không có tin trong inbox thì tụi em không giao hàng được và không miễn ship được nha. Đấy. Và các chị 109 chị Hương Huỳnh Thu. Em ơi, các chị ơi, con này đẹp quá vậy. Hề, nói hồi nhìn lại đầm hết hồn luôn. Dễ thương gần chết à. Chỗ dễ thương gần chết à. Con này còn mới nguyên tem nha các chị nha. Còn mới nguyên cái dây tem nha. Còn cái tem nó rụng đi đâu thì còn lâu em mới biết. Tại vì là chắc là trong cái quá trình mà xô sát từ bên nước ngoài về đến đây nó rụng rồi. Kệ cho nó cá cha đi. Kệ đi. Đầm đẹp là được đúng không? Con này dành cho các chị eo từ bao nhiêu? Trời ơi, eo 74 quay đầu về giùm em. Eo 74 lên cho em mã số 199 này, 199, 50.000. Ôi, con đấy đẹp quá nhỏ. Vụ gì? Nói xấu gì con dâu em đó? Cái gì nữa trời? Mới nghe nói xấu gì con dâu em đó, em bóp cổ lè lưỡi hết giờ. 199, Bích Đào. Đây, trời đất ơi, các chị ơi, con này nó đẹp lắm luôn. Nè, 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 các chị nhìn nè, thiệt, em chỉ ước là các chị thò tay vào đi. Rờ được cái đầm này, này. Ren của Nhật nó đẹp vậy này, mới cứng. Mới cứng. Eo từ 80 quay đầu về tới 70 hay là 65 tùy. Ai thích cứ chốt giùm em, 50.000 lên cho em mã số 74. Mã số 74 là mã số 74 nha các chị ơi. Tập trung vào chuyên môn. Tập trung. Một con phong xòe. Đấy các chị nhìn không? Bầu nhỏ quá. Con đấy đẹp quá. Bầu được. Bầu thoải mái cho em. Trời ơi, con đó nó dập đi nhúng. 74 là chị Nguyễn Huyền. Con này đẹp quá, con này hàng hiệu Forever 21. Thế em không biết con hàng hiệu này nó đi đến nhiều nước vậy. Con này đi nhiều nước lắm. Con này dành cho các chị eo 65-72 nhá, 50.000, con hàng hiệu xịn sò đấy. Giống như con đầm vòng quanh thế giới vậy trời, thấy mắc in quá trời này. Lên cho em mã số 215. Vòng quanh thế giới, Eliezer Lamoto. Viết đẹp phải xàm mà cái gì? Hóng ấy. Người ta đang like mà cứ hóng thôi, cứ xàm ở ngoài kia. Thề độ hóng trên này cao mà đang like không để cho người ta like, cứ chở cái mấy cái mỏ ra kia hóng thôi. Bực cả mình. 215 cho chị Hương Huỳnh Thu. Đây, coi con này đẹp quá. Con này đẹp quá chị ơi. Xinh nhờ. Eo từ 70-74 cho em. Lên cho em mã số 247 này. 247 cho em 50.000.
Ôi đèn tên tên các chị ơi, nó đẹp. Đây 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 đây, con này đẹp này. Volter cho em, maxi tuyệt phẩm cho em, eo từ 75 cho đến 82. Trời đất ơi, 50.000 hết hồn chưa? Lên cho em mã số 188, 50.000. Chốt nhanh chốt luôn các chị ơi, mát quá trời. Một con hoa vin, một con hoa vin phong xòe Âu. Chị nào eo từ 70 cho đến 74 thì mặc chật, 70 đến 72 mặc thoải mái rộng rãi. Kiểu này không biết sao chốt. Dương đông cách tây kiểu này sao chốt. 188 là chị Bích Đào. Lên cho em mã số 216, 50.000. 50.000. Trời ơi, màu xanh Cuban, màu xanh tôi yêu. Con này chất lụa mềm các chị nhá, mềm như chưa bao giờ được mềm. Phối cái ren vô đây này, giống như kiểu mình đang mặc một cái áo khoác vậy đấy, xinh không? Eo 80 quay đầu lên cho em mã số 267 này. 216 là chị Nguyễn Ngọc Minh An. 267. Quang ơi, đưa đồ ở cây sau lên cho má đi con. Má lai hết cái đó má. Like, đưa hết cái cây sau lên cho má. Để cho má tranh thủ má lai hết chị cái cây đó đi rồi. Chị Hồng Hoa Nguyễn, cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn chị. Má lai hết cái cây đó đi rồi má. 267 cho chị Nguyễn Ngọc Phu. Nè con cho má đổi này đằng sau đi con. Con đưa này ra cho cái cây chống ảo này sau đó cho má cho rộng đi con. Đây. Đây nè, đưa ra cây chống đằng sau. Cây 13, 14 nhất được. À cây đừng cái 14, cây 13, 12 được. Không được đồ để nó. Một con nhiêu đó thôi. Trời ơi con này cái chất của nó đẹp quá, hàng hiệu nha. Hàng hiệu xịn sò nha các chị nha. Có chữ EART đó. Trời nó coi em đọc tiếng Anh giỏi lắm. Con này eo của nó là eo 70, 72, 74. Lên cho em mã số 42, 50.000. Mới cáo. Đây. Một con yếm. Một con dây hoặc yếm này. Ai thích dây hở hang thì mặc, còn ai thích không mặc dây thì mặc yếm nha. Mặc lót áo vào cho em. Một con hàng hiệu xịt sò Mắc In 42 đó chị Minh Ngọc. Xin nhận. Mắc In Italy. Italy đàng hoàng các chị nha, không phải hàng bình thường đâu. Đây, chị nào eo 78 quay đầu về 50.000 con yếm này cho em nhá. Lên cho em mã số 278 này. Một con yếm. Bỏ qua đi, con này không thích. Con khác. Cho bầu. Đây, yếm đây. Con này yếm co giãn được. Nguyễn Huyền. Con này giãn co giãn được này. Trời ơi, con yếm này đẹp này. Yếm này nó co giãn được này, eo 80 quay đầu này. Eo 80 quay đầu nha. Lên cho em mã số 264, 50.000. Xinh xinh này. Con này xinh lắm nha. Eo 74, 75 quay đầu về này. Eo 74 quay đầu về, còn nếu mà muốn nhỏ thì đi đai vào xinh này. Đấy, 50.000 lên cho em mã số 27 này. Mã số 27, 50.000 này. 27, 50.000. Ê ơi, con này đẹp quá. Ê ơi, con này đẹp. Hàng hiệu Saika gì đây này. Các chị ơi, con này siêu đẹp. Không đẹp không lấy tiền ha. Eo 65, 72, 74 này. 50.000 lên cho em mã số 138. 138 đẹp quá. Ê, con này đẹp thế nhờ, mình không mặc vừa. Ê, bê mê con này lắm. Không mặc vừa, chịu thua. Này, chất tôn chất lanh. Dạ, 5 cái rồi chị Minh An ơi. Chất tôn chất lanh cho em, mặc mát vô cùng nha. Eo 74 quay đầu về cho em. 138 thì chị Hương Quỳnh Thu. Eo 75 quay đầu về cho em. Eo 76 quay đầu về cho em. Lên cho em mã số 124, 50.000. Maxi, siêu phẩm Maxi. Đẹp như vậy nè các chị này. Chị nào eo từ 70, 74, 75, 76 đâu. Đấy, lên cho em mã số 35. Quay về tới eo 65 mặc được hết nha. Mã số 35, 50.000, 50.000, 50.000. Một con màu vàng. Ê ơi, con này xinh. Con này xinh nha, con này chất lanh nha các chị nha. Ông tổ của loài lanh. 35 cho chị, Diệp Phu. Con này các chị, free size. Eo từ 90 quay đầu về mặc được hết luôn. Lên cho em mã số 57, 50.000. Von. Một con von, trời ơi. Đẹp quá. Eo 80, 90 đâu. Eo 80, 90 này, 50.000 lên cho em mã số 94. Mã số 94 này. 57 là chị Hương Quỳnh Thu. Con này size L,
eo 74, 75, 76 quay đầu đây. Yêu con này bình thường em bán 100 ngàn, con này nó dài mà nó đẹp nha. Cái con ngắn hơn thì 50 á, con này bình thường bán 100 ngàn đấy. Hôm nay em chị ân luôn cái giá có 50 ngàn đấy. 74 đây chị Hương Huỳnh Thu. Lên cho em mã số 30, 50 ngàn. Đây, yêu ơi đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn ý. Chị nào mà eo từ 70, 72, 65 gì mặc được hết nha. Lên cho em mã số 156 này, 50 ngàn. Ôi trời ơi, con này thích lắm luôn. Thích lắm luôn. Em ơi con này thích lắm luôn. Con này eo của các chị là eo 75 quay đầu về, mặc nói chung ai mặc cũng được nha. Thích lắm, mặc thích lắm. Màu rêu này, mặc thích lắm luôn á. 50 ngàn lên cho em mã số 187 này. 187. 2 dây chất lụa nha. Con này lụa đẹp quá. Lụa Nhật đấy chứ phải lụa bình thường ấy. Chị nào mà eo 72, 74 quay đầu về này, một con lụa phong xòe này, lên cho em mã số 54 này. Mã số 54, 50 ngàn này. 187 cho chị Nguyễn Thư Lê. Gì này các chị, gì này. Đây là một cái con mông tơ ghi này, chất nặng tay này, chất cầm nặng tay nha. Co giãn thoải mái như vậy này. Đây. Này, co giãn thoải mái vậy này. Đó, eo 65, 72, 74, 75 này. Hàng hiệu đàng hoàng các chị nha. 50 ngàn lên cho em mã số 50 này. Mã số 50. Mã số 50. Một con Vin dập ly 54 đây chị Hoa Hồng Nguyễn. Một con Vin dập ly các chị nhìn này. Con này còn nguyên tem nhá, còn nguyên tem chưa ai qua sử dụng nó nhá. Chất von siêu đẹp, siêu rũ dập ly này. Con này là bình thường em bán 100 ngàn đấy, nhưng hôm nay em bán có 50 ngàn đồng giá luôn để cho các chị giúp em chia sẻ bài nha. Con này eo 74, 75, 76, 78 này. Lên cho em mã số 37. 50 đây chị Đỗ Quang. Mã số 37. Đây. Caro dài miên man. Form rộng cho em eo 65, 72, 74. 50 ngàn. Lên cho em mã số 68 này. Mã số 68. Đây. Một con bánh bèo xinh sang. Con này là một con hàng hiệu xịn sò các chị nhìn này. Trời ơi con này không đẹp em không lấy tiền đâu. Chị nào mà eo 65, 72 đâu. Ôi trời ơi mẹ đẹp quá. Thề không cứng lại được. 68 nữa chị Bích Đào. Không cứng lại được con này rồi. Nó quá đẹp rồi. 50 ngàn lên cho em mã số 56. Mã số 56. Trời ơi con này độc lạ. Con độc lạ các chị ơi, độc lạ. Mềm. Ôi là mềm. Con này hàng hiệu các chị ơi, con độc lạ lắm. Nhìn này, bao độc lạ. Chị nào eo 80 quay đầu về ai cũng mặc được nha. Lên cho em mã số 271, 50 ngàn. Đây. Trời đất ơi các chị 56 ơi. 56 là chị Thúy Vũ. Như vậy rồi làm sao? Nó đẹp vậy mà ai chọc thủng nó một lỗ vậy? Ông nào chọc thủng nó một lỗ ác vậy? Đẹp chị đó. Dẹp ra ngoài kia dùng cái coi. Trời đất ơi. Cái này là ông mấy ông phơi đồ này. 271 tới chị Bích Đào. Mấy ông phơi đồ nè, hút thuốc này đúng không? Cái gì? Nghe ông phơi đồ với cái nhồn. Lấy gì liền kìa. Bỏ ra đi em, con đó nó bị thủng một lỗ. Tiếc quá. Ừ bỏ ra đi. Chắc Thành Tâm nói gì nữa. Chỉ có ông Thành thôi không ai chứ. Không là ông chồng em. Hai ông thôi. Trời ơi trời. Bữa nay họ ở sau có cái vụ cái ghế cưa xuống ngồi ở trong góc. Kẹt đó như ông Tị ngồi đó đó. À, trời ơi cưng quá các chị ơi. Eo 74 quay đầu về cho em. Siêu cưng. À, cưng đấy. Có một chút đuôi cá này. Có một chút đuôi cá. 50 ngàn lên cho em mã số 81. Mã số 81. Chị Thái Thái á, inbox cho em vào Facebook Trúc Phương Nguyễn nha. Hoặc là Facebook shop si tuyển Trúc Phương nha. Trúc Phương Nguyễn nha. Chưa chốt được hả? Để chốt thôi. Con này đẹp quá các chị ơi, chất lụa này. Một con lụa. Mới nguyên tem các chị ạ. Cái này người ta gọi là tem nùi, tem bầy nha. Tem gì mà quá trời của đất à. Có 50 ngàn cái đầm mà quá trời của đất à. Eo con này eo 74, 75, 76 này. Này, lên cho em mã số 186, 50 ngàn. 50 ngàn, 50 ngàn. Đây, thung lạnh. Một con thung lạnh form xòe. Chị nào mà eo 70, 72, 74, 75 đâu. Con này mát nha, con này hàng hiệu nha. Không phải con bình thường đâu, mát lắm. Xòe này. Lên cho em mã số 115. 185 Lê Thị Hồng. 115, 50 ngàn này. Trời ơi, nó cưng. Thôi rồi, chết rồi.
Trời ơi chết mẹ rồi, size này size S, M, size S, size M cho em đâu. Đẹp quá, 50 ngàn, lên cho em mã số 3 con số 1 này. 3 con số 1. Trời ơi các chị ơi, vầy sao chịu nổi nhỉ. Mà con đậm xinh vây chết người mất. Hỏi mua bao nhiêu, 50 ngàn chắc chết luôn á. 1 năm cho chị Nguyễn Thị Hạnh. Rồi. Đẹp quá, eo 75, 76, 78 cho em. Lên rút cái sợi dây vào này. Rút cái sợi dây vào cho em bao đẹp nha. Lên cho em mã số 231, 50 ngàn. À, số 1 đó chị Diệp Thu. Ừ về đi em, về đi trễ rồi. Trễ rồi em về đi em. Trời ơi con này đẹp quá. Eo 80, 90 đâu các chị ơi, con này xinh lắm này. Chị nào eo 80, 90 mặc cái này cho nó phê này. Nè nó có cái chân yêu chưa. Cái chân của nó phối cái miếng này vô này. Yêu ơi bao xinh. Eo 80, 90 lên cho em mã số 99 này. Đây, con này không đẹp không lấy tiền, màu da. Màu da nha, con này đẹp lắm. Con này các chị có thể mặc trong lót. Mặc làm lót. Ồ, con này đẹp quá. Size em. Trời, con này size em. 99 là chị Hương Huỳnh Thu. À, chị 99 là chị Hồng Phương Huỳnh Thị. Con này size của em, đẹp quá. Eo 80, 82 quay đầu về, ai mặc cũng được nha. Cái màu yêu quá, màu da này, dập ly toàn váy này. Lên cho em mã số 45, 50 ngàn. Mã số 45 này. Cái gì chú nhún như đó vậy? Nè, đây nè, cái con này các chị nhìn này. Đây em, đây em. Các chị thấy không, con này là một cái con hàng hiệu, nó còn nguyên tem này. Hàng của Nhật này, các chị nhìn này. Đây là một con siêu phẩm Babydoll sắt nách nha. Tem nó nhiều lắm. Phải nói là nó còn có cái bản đồ, sơ đồ vẽ của nó đây. Sơ đồ vẽ đầm này. Rồi nó còn có tặng cho các chị khăn này. Này, con đầm này nó tặng khăn cho các chị này. Đấy, yêu ơi nó đẹp kinh khủng chưa? Cho chị Diệp Thu. Đấy, khi các chị mặc lên như vậy này, nó sẽ có khăn cho các chị nữa. Đấy, tặng cái khăn nữa. Eo 80 quay đầu nha. Eo từ 75 đến 80. Lên cho em mã số 45, 50 ngàn. À, con đầm ở nước ngoài xinh thế mà nó đẹp quá à. Tặng cả cái khăn cho mình nữa chứ. Đây. Rất là đẹp như thế này, eo 74 quay đầu về nhá. Chị nào eo 74, 75 quay đầu về thì mặc đẹp. Lên cho em mã số 282. 282, lấy nhiêu về. Lấy thêm đi. Lấy thêm đi cho nó mau hết đi chứ nhiều quá, để đấy nó ăn nhiều quá nó nghiện đấy. Ừ, nó ăn nhiều quá nó bỏ cơm, lấy dư cơm mà. Đùa cứ lấy. Đây. Một con hiệu xịn sò cho em. Đẹp chưa? Co giãn này. Chị nào mà eo 70, 74 cho em. Lên cho em mã số 232, 50 ngàn. Đây, cánh dơi. Một con cánh dơi eo 74, 75 đâu. Cánh dơi nha, chất von cực kỳ mềm rũ cho em này. Yêu con này yêu lắm các chị ạ. 50 ngàn lên cho em mã số 118, 118. Đây. Von tơ. Von tơ eo từ 70, 74, 75 cho em. Rút dây hai bên nhé. 232 cho chị Thúy HMC. Rút dây hai bên. Nói chung là nó rất dễ thương. Rút dây vào nó có hai cái tà rất cưng này. Đó, xinh chưa. 50 ngàn lên cho em mã số 132. 132 này. Chắc nó in ra lần 3 tờ không ta? Ừ, nó vậy đó. Đây, con này 2 dây. Con này eo 80-90. Eo 80-90 cho em. Mặc thoải mái đẹp nha. Chất con von của nó cực kỳ rũ này. Rũ lắm nha. 50 ngàn lên cho em mã số 60. Mã số 60 này. Trời ơi con này mặc mát lắm. Trời ơi nó mát tối rồi cuộc đời. Đây. Trời ơi một cái con này cái chất xô của nó mềm. Ôi trời ơi nó mềm. Con này dành cho các chị eo 80, 82 đâu. Eo 80, 82. Siêu phẩm đây. 60 cho chị Bảo Kiếm Mai. Lên cho em mã số 276 này. 50 ngàn, 276. Đây. Còn nguyên tem nha. Còn nguyên tem hàng hiệu đây chứ phải hàng thường đâu. Chị nào mà eo từ 7, eo 65, 72 đâu. 50 ngàn lên cho em mã số 6 này. Mã số 6. 276 cho chị Bích Đào. Đây, con này mặc mát lắm các chị ơi. Trời ơi, con này eo 80 quay đầu, con này mặc mát lắm nha. Mà con này xì tai màu xanh rêu ấy. Ở ngoài nó đẹp hơn trong lai nhiều lắm nha. Màu xanh rêu như vậy này. Mã số 6 cho chị Bích Đào. Trời ơi, 50 ngàn lên cho em mã số 229 này. 229 cho em nha. 229. Đây, 2 dây cho em. Một con 2 dây đẹp tuyệt vời này. Eo 80 cho chị Minh Ngọc sinh nhật. Con này eo 80 các chị có thể làm lót trong các đầm được nhá. Cái hàng của Nhật nó chắc chắn nha, nặng tay này.
50.000 lên cho em mã số 214 L80. L80 quay đầu nha. Form xòe như thế này. Form xòe như thế này cho em. Chị nào mà L74, 75, 76 50.000 lên cho em mã số 268. 268 50.000 này. Công sở mới tinh mới tươm. 214 cho chị Diệp Thu. L70, 74 công sở còn mới lắm nha. Lên cho em mã số 121 50.000. Đây. Chị nào mà L74 75 đâu? L74 75 76 đâu? 50.000 lên cho em mã số 103 50.000 miễn ship luôn này. Hoa nhí. Dạ chị thứ tư là chị Hồng Phương Huỳnh Thị ơi. Con này hoa nhí. Con này chất thung lạnh nha. Chị nào eo từ 80 quay đầu về, chị nào thích rộng cứ chốt. Về mặc suông hay là mặc nịt đai như vậy đều được nha. Chất thung lạnh nó mát nha. Lên cho em mã số 291. 291 50.000. Dạ, tụi em chốt bằng phần mềm mấy chị ơi. Cái nào ai trước thì nó chạy ra trước. Chứ em... chị Nguyễn Huyền ơi, nhà em chốt bằng máy. Em muốn chốt cho chị thì em cũng không chốt được. Em muốn chốt cho chị cũng không được. Tụi em chốt bằng phần mềm của máy. Ai lên trước máy nó tự in ra. Cho nên chị đừng có lo là không chốt cho chị. Một con form Âu này. Các chị nhìn chất của nó, chất lụa này. Trời đất ơi. Trời ơi, nó còn xòe ra đẹp lắm nha. Một con form Âu đẹp này, dây nha. Chị nào L74 quay đầu về thì mặc đẹp này. Trời ơi, đẹp quá. 50.000 lên cho em mã số 237. Màu mận chín nha, màu mận chín này. Đây, ôi con này đẹp lắm. Phải nói là nó mới lắm các chị ơi. Chị nào mà L80, 82 đâu? L80, 82. Chị Bích Điệp Nguyễn. Lên cho em mã số 262, 50.000. Một con lụa. Con lụa này như nó có một cặp. Một cặp lụa. Nãy giờ em đợi con này lên đây. Con này nó có một cặp nha. Một con xanh và một con hồng. 262 cho chị Thúy MC. Con này dành cho các chị eo từ 65 cho đến 72, 74 mặc được hết nha. 75 cũng mặc được. Một cặp nha các chị nha. Chị nào lấy một cặp em bán luôn một cặp cho các chị luôn ha. 50.000 một cái cho các chị có không? Cả hai cái cho giống nhau luôn. Đó. Một cặp cho em nha. Đẹp quá. Chị Thúy không vừa. Con này chị Thúy eo 78, 80. Mà con này nó có eo từ 65 đến 72, 74 thôi. Cố eo 75 thôi. Bây giờ một cặp này là chị mặc chặt rồi. Mặc chặt rồi. Em lên mã số nha. Chị nào chốt một cặp thì cứ 50.000 một cái. Lên mã cho em mã số 44 này. Mã số 44 nha. Cứ 50.000 một cái. Nhưng mà chốt cho chị nào là chốt một cặp luôn cho nó phê. Độc lạ. Con này lụa mềm nha. Lụa mềm mà độc lạ như vậy cho em. Đây là hàng độc lạ nha. Cái này hiếm. Chị Nguyễn Huyền. Cái này hiếm nha. Con này eo 80, 90 bơi hết vào đây cho em. Chất lụa mềm này. Các chị nhìn này. Lụa Nhật này. Nó mềm vậy này. Nó mềm mà nó lạ chưa. Đó, eo 80, 90 cho em. Lên cho em mã số 46. Cái này mặc sang lắm. Mặc cực kỳ sang ha. Một con yếm. Một con yếm có đai. Các chị nhìn này. Một con yếm có đai cho em. Hàng của Nhật nha. 46 cho chị Trịnh Di. Yếm xịt của Nhật đấy. Con này dành cho các chị eo từ 65. Các chị thắt cái dây nó vào. Nó gom được. Nó gom được vào hết nha các chị nha. Cái này nó gom vào gọn lắm. Nói chung là eo từ 65 cho đến 75 mặc được hết nha. Cái này yếm mặc dễ lắm. Có đai cho các chị luôn đấy. Đẹp quá. Yếm Nhật đẹp quá. Eo từ 65 đến 75 nha. 50.000 lên cho em mã số 116 này. 116. Đây. Free size. Con này chất lụa mềm mỏng và mát nha. Mềm mát. Chị nào mà eo 80-90 là mặc thoải mái này. 116 cho chị Bích Điệp Nguyễn. Khi nào mà thích nịt đai vào thì nó ra dáng vin vậy này. Đó, còn không thì để rộng vậy này. 50.000 lên em mã số 84 này. Đây. Con này dành cho các chị này. Con này còn mới nguyên tem nhá. Hàng hiệu đây. Chị nào eo 70-72 này. Eo 70-72 50.000 lên cho em mã số 1 này. Mã số 1. 84 cho chị Thúy HMC. Ren. Một con ren xịn sò nha. Một con ren xịn sò mới tinh. Eo của các chị là eo từ 70-74 này. Eo 70-74 lên cho em mã số 76 này. Eo 70-74 con này đẹp quá. Đẹp không? Bao đẹp. Đây. Một con công sở size 13. Eo 78-80. Con này chất xịn nha. Chất tắp ta xịn sò đấy. Trời ơi nó mới như chưa bao giờ được mới. 78
56 cho chị Hương mình thu. 50.000 lên em mã số 157. 157. Đây. Trời ơi, cái gì đây? Một con lùa. Một con lùa, eo con này eo 80-82. Quay trở về tới eo 8, eo 75. 157 cho chị Hương Huỳnh Thu. Lụa các chị nhá, cái chất lụa này, chất lụa nó đẹp nha, mềm này, mềm này. Màu xanh. Lên cho em mã số 151, 50.000, 151. Hàng hiệu xịn sò nha các chị nhá. Đây, hàng hiệu tem đỏ này. Con này dành cho các chị eo 74 quay đầu về ấy, mặc bơi bơi vậy này. Quay về tới eo 65 nhá. Lên cho em mã số 20, 50.000. 50.000. Đây. Chất von thun. Form xòe Âu như vậy. Chị nào eo 65 72 chất von thun nha. 151 cho chị Hồng Hoa Nguyễn. Nhìn này, tem của nó đẹp chưa? Lên cho em mã số 274 50.000. Đây. Con này chất thun lạnh. Yêu ơi mát quá. Con này các chị trung niên ơi. Chất thun lạnh này mát ghê. Trời ơi, chết em mất. Con này eo 80 90 cho em, lạnh toát luôn. Trời ơi, lạnh lắm. 274 cho chị Đỗ Quang. Lạnh toát luôn nhá, lên cho em mã 236 50.000. Ăn chơi chưa? Các chị nhìn này, còn mới, còn nguyên nhiều tem không? Thề, một đống tem đây này các chị ơi. Không phải dạng vừa đâu. Một con lụa, màu của 236, nó là màu hồng dâu, hồng ruốc này. Eo từ 65 cho đến 74 này. Lên cho em mã số 179. Ê ơi, con này đẹp quá. 50.000. Một con yếm. Một con yếm. Các chị có thể làm yếm mặc với áo để đi chơi. 179 cho chị Nguyễn Huyền. Đó, cưng ông. Hoặc có thể các chị làm tạp về cũng được. Thề con này bao dễ mặc. Làm yếm đi chơi cũng được. Làm tạp về cho em cũng được. Eo 80, 82 quay đầu về. Ai cũng bơi vào được nha. Lên cho em mã số 26. Chất lụa mềm ơi là mềm. Lụa mềm nha. Lụa mềm. Đầm tiệc. Đầm tiệc. Eo 65, 70, size 7. Size S. Đầm tiệc cho em này. 50.000 lên cho em mã số 17. Mã số 17 cho em này. Đây. Ôi đẹp. Eo 80, 82. Eo 80, 82 lên cho em mã số 41, 50.000 này. 17 cho chị Hương Huỳnh Thu. Thun lạnh. Một con thun lạnh. Eo 90, 100. Hoặc là eo dưới 90 các chị bơi thoải mái vào cho em cho nó mát. Eo 90 100 thun lạnh nha. Lên cho em mã số 257. 257 50.000, 257. Một con hàng hiệu Kiss. Trời đất ơi, lần đầu tiên nhìn thấy con hàng hiệu Kiss ở đây. Quá đẹp. Cái này em thấy ở nước ngoài nhiều lắm, ở Việt Nam chưa thấy bao giờ. Hôm nay mới được chiêm ngưỡng em nó ở Việt Nam đây. Trời ơi. Trời đất ơi các chị ơi, nó đẹp từng cm. Chất thun lạnh mà nó đẹp từng cm các chị thấy không? Eo con này là eo 65, 72, 74. Ê, nó đẹp. Lên cho em mã số 172. Trời đất ơi. Size em là các chị hiểu rồi đó. Nó mà là size em là các chị hiểu nó đi về đâu rồi đó. Nó đi về tủ em rồi đó. Trời ơi, hết một chai nước rồi. Rồi, hết nước rồi. 172 cho chị Bích Đào. Rồi, đợi em chút xíu nha. Này muốn ốm. Rồi, ở đây em có một con yếm. Một con yếm cuồn nha các chị nha. Cái này là một cái con này nó độc lạ lắm. Con yếm này khi các chị mặc vô ở đằng sau các chị nhìn này. Nó có thắt một cái nơ bao xinh. Ê, con này là hàng độc lạ chứ không phải hàng bình thường nha các chị. Cái đó đồ bay yếm mà. Chưa nói xong. Yếm cuồn. Cái này nó thọt cái tay vô nha các chị nha. Nó thọt cái tay vô túi này. Ê, đẹp bao đẹp. Đẹp lắm. Eo 80 quay đầu về cho em. Lên cho em mã số 98 50.000. Trời ơi, em bán rẻ bèo luôn á các chị, hàng xịn không à. Hôm nay là bán là để là cảm ơn các chị giúp đỡ em á, chia sẻ bài thôi chứ không có vấn đề gì lời lãi nữa rồi. Một con công sở cho em mới tinh tình tình. Màu của nó màu xanh bơ.
98 cho chị Bích Đào. Eo 70 72 màu xanh bơ này, đẹp dã man không? 50.000 lên em mã số 298, 50.000 298. Ăn chơi. Con này bao ăn chơi nhá các chị nhá, bao đẹp. Con này đẹp lắm ấy, không có ở đâu mà đẹp như thế này được mà 50.000 đâu. Xinh lắm, hàng của Nhật này. Eo của con này là 70 74. Eo 70 74 lên cho em mã số 63, 298 cho chị Hồng Hoa Nguyễn. 50.000. Chị nào chốt được con này em chúc mừng từ giờ đến mai. Đây là con xịn sò nha các chị nha. Con này không phải con bình thường đâu. Đây này các chị nhìn này. Ren hoàng gia thêu như thế này này. Thêu đục lỗ vậy này. Đó. Một hồi nữa mà sai em là em cắt đó. Em thử coi coi. Trời ơi tiếc quá. Tiếc quá các chị ơi. Sai em. Sai em của năm trước. Eo 75, 76 thôi. Nói chung eo 78 thì bon chen đấy. Eo 75, 76, 78 bon chen được nha. 50.000 lên cho em mã số 262. Thung lạnh form Âu. Thung lạnh form Âu cho em này. Thung lạnh form Âu eo 65, 72. Trời ơi nó đẹp vậy các chị ơi. Thung lạnh form Âu nhá. Lên cho em mã số 199, 50.000. 199, 50.000. 262 cho chị Hồng Phương Huỳnh Thị. Eo của nó là eo từ 65 đến 72 này. Trời ơi con này đẹp quá. Eo 65 72 lên cho em mã số 44, 50.000. Mã số 44. Nó mới bán giấy được chứ. Form suông eo 74 quay đầu. Eo 74 quay đầu, chất von siêu mềm như vậy nha các chị nha. Eo 74 quay đầu. Đây. Lên cho em mã số 84. 199 cho chị Thúy Vũ. 84. 50.000. Eo con này là eo 80. Chất mềm cực kỳ mềm các chị nhìn này, dễ thương không? Tiểu thư không? Rất là dễ thương, eo 80 quay đầu. Các chị eo 75 ấy, muốn mặc ấy, thì nịt đai vào. Còn không thì các chị mặc rộng vầy cho em. Bầu bí bon chen vào đây cho em. Lên cho em mã số 292, 50.000. Đây. Trời ơi nó dễ thương. Eo 65, 72. Eo 65, 72 cho em. 50.000 lên cho em mã số 112. 112. Con quỷ yêu nghiệt này đâu ra nhiều chứ chồng. Nó lên một bầy sáu chồng. Nè. Ôi mẹ ơi. Trời đất ơi. Một bầy. Hai chị em sẽ tỏ sẽ nhỏ. Trời ơi con này đẹp nè. Con này rất là sang này. 112 cho chị Hồng Hoa Nguyễn. Con này eo của các chị là eo 72 quay đầu về ấy. Size M quay đầu về mặc đẹp này. Size SM nha. Xinh quá. Lên cho em mã số 167 này. 167 cho em. Đây. Co giãn thoải mái này. Chị nào eo 74, 75 quay đầu về. 50.000 lên cho em mã số 124 là 124. Yếm form Âu, yếm form xòe. Con này dành cho các nàng eo 65, 72, 74 này. Trời ơi đẹp quá, con này đẹp quá. 50.000 lên cho em mã số 35. Mã số 35 này. Eo 74. Công sở eo 74 nha. Chất con này siêu đẹp nha các chị nhá. Công sở eo 74. Lên cho em mã số 135 nha. 50.000. Rất là rũ cho con này. Rất là rũ nha. Eo 70, 72 quay đầu về. Lên cho em mã số 50. Mã số 50 này. Đây. Ren. Ren xịn sò. Eo 72 quay đầu về. Ren xịn sò cho em nha. 50.000 lên em mã số 76 này. 50.000. Trời ơi con này rũ lắm các chị ơi. Eo 78. Eo 78 quay đầu về cho em. Trời ơi mát lắm luôn đấy nha. Đó. 50.000 lên em mã số 217. 217 cho em này. 217. Trời ơi con này đẹp lắm các chị ơi. Trời đất ơi. Phê. Chị nào eo 80. Trời ơi 82. Nó xòe như vậy này. Eo 80, 82 lên cho em mã số 179. 217 cho chị Bích Đào. 179. Đây. Form Barbidon. Trời ơi đẹp quá. Chị nhìn này. Phê không? Eo con này eo 80 quay đầu về cho em. Eo 80 quay đầu về. 50.000 lên cho em mã số 146. 146 nha. 146 này. 179 cho chị Anh Thư Trần Thị. Hồi tối giờ chị có chị Vân Dương không? Có. Trời ơi con này eo 70, 74 các chị ơi. Con này bao đẹp nha. Con này chất lụa này. Nhìn này chất lụa đẹp chưa. Chị nào eo 70, 74 hốt con này đẹp này. Lên cho em mã số 33 này. 146 cho chị Thùy Linh Trương. Bao đẹp trong cuộc đời ơi.
nhìn này các chị này, xinh không? Trời ơi, chất này làm cho em. Chị nào eo 78 quay đầu về. Ai mặc cho chị Mỹ Lê Vũ. Ai mặc cũng đẹp nha. Lên cho em mã số 206 50.000. Trời đất ơi, như vậy rồi làm sao? Như vậy rồi làm sao? Đây. Eo con này là eo 72. Quay đầu về tới 65 mặc được hết nha các chị nha, 50.000. Lên cho em mã số 247. 247 50.000. Eo 65 72. Rất là cưng nha. 50.000 lên cho em mã số 156. Chị thì lên trường ơi, inbox cho em số điện thoại địa chỉ với em 156. Có vẫy tay cho chị trong tin nhắn rồi ạ. Đây, cái này làm áo dấu quần. Hoặc các chị mặc với quần ôm, quần dài đều đẹp. 206 cho chị thì lên trường nè. Em 1m55 em mặc tới đầu gối. Xinh không? Các chị mặc cái này xinh lắm, giống em mặc quần sọt vào xinh lắm nha. Chị nào eo 72 quay đầu về, eo 74 quay đầu về cũng mặc đẹp nha. Chất con này đẹp cực kỳ. 50.000 lên cho em mã số 15. Mã số 15. Mã số 15. Dạ đúng rồi, 179 của chị á, chị Anh Thư Trần Thị ơi. Co giãn thoải mái. Chị nào eo 74 quay đầu về. 50.000 lên cho em mã số 86. Mã số 86. Thun lạnh. Một con thun lạnh eo 80, 82, 84. Rất là đẹp như thế này, thun lạnh nha. 50.000 lên cho em mã số 41. 50.000. Đây. Dáng vin cho em như thế này, có túi. Eo 80 quay đầu. Chị nào eo 75, 80 lên cho em mã số 242. 242. Công sở 41 cho chị Hương Huỳnh Thu. Hai bốn hai cho chị Bảo Kiếm Mai. Trời ơi, chỗ này dán đẹp không? Đây, trời ơi, các chị ơi. Con này free size nha. Con này chất gấm nha các chị nhá. Con này chất gấm mịn ơi là mịn. Con này free size eo 80, 90, 100 gì mặc được hết nha. Này, mặc nịt đai cũng được mà không nịt đai cũng được nha. 50.000 lên em mã 245 này. 245 này. Này, một con màu rêu. Một con màu rêu. Chất của con này bao mềm. Bao mềm cho em. Chị nào eo 80 quay đầu về. Này, eo 80 quay đầu về. Màu xanh rêu nha. Tại vì ở trên đèn không nhìn thấy màu xanh. 25 cho chị Bích Đào. Trên đèn không có nhìn thấy màu xanh các chị nha. Ở ngoài nó xanh đẹp lắm. Lên em mã 30 này. Thung lạnh. Một con thung lạnh. Eo 80, 82 quay đầu về. Các chị nhìn này. Thung lạnh cho em nhá. Mặc như không mặc. Lên cho em mã số 77. 50.000. Đây. Body. Một con body size S. Eo 65, 70. Size S nha, 50.000 lên em mã số 208. 50 cho chị Bảo Kiếm Mai. 208, 208 size S. Một con baby doll siêu phẩm, siêu phẩm, siêu siêu phẩm nha. Con này nó là một con hàng hiệu xịn sò đấy. Không phải hàng thường đâu. 208 cho chị Hương Huỳnh Thu. Eo 80. Eo 80, 82 quay đầu về, chị nào cũng mặc được nha. Bầu bí bon chen hết cho em. Lên cho em mã số 147. 147 các chị nhìn nó thêu này. Thêu hết cái chân nha. Thêu hết cái chân. Một con maxi. Một con maxi. Trời đất ơi, nó đẹp. Eo của con này là eo bao nhiêu? Eo con này eo 65 74. Eo 65 74 cho em. 147 cho chị Bích Đào. Eo 65 74 cho em nhá, đẹp quá. 50.000 lên cho em mã số 103. 103. Eo 75, 76. Trời đất ơi, nó đẹp. Eo 75, 76, 50.000 lên em mã số 155. 155 này.
co giãn eo 74, 75, 76 này, không sinh không phải tiền. Lên cho em mã số 31, 50.000, mã số 31. Co giãn cực kỳ dễ thương này, các chị nhìn này, xinh quá. Con này co giãn xinh lắm, nhìn này. Trời đất ơi. Eo 74, 75. Bỏ chung vô đó đó. Eo 72, 74, 75. Trời ơi, con này xinh lắm các chị ơi, màu xanh yêu lắm. 50.000 lên em, mã số 60. Mã số 60 này. Nhanh tay các chị ơi, chị nào mà nhanh em chốt con này cho các chị là em chúc mừng nha. Đây là con tuyệt phẩm 100.000, nhưng mà em bán con này với giá 50.000 cho các chị. Về mặt nhớ em nha. 60 cho chị Hương Nguyễn. Eo của con này là eo từ 70 đến 80. Eo từ 70 đến 80. 50.000, thề con này đẹp quá. Lên cho em mã số 168. 168 này. Còn nguyên tem, còn nguyên tem nha. Eo 80, 82, quay đầu về ai cũng mặc được. Lên cho em mã số 36. Bơi thoải mái đi, bơi rộng đi. 168 cho chị Lan Hương. Một con vin eo 70, 74. Trời ơi, chất von siêu phê. Siêu phê. 50.000 lên cho em mã số 22. 36 cho chị Bích Đào. Một con lụa. Ê ơi, con này đẹp thế. Trời ơi các chị ơi. Một con lụa này, nó mịn mà nó đã lắm, mát lạnh à. 50.000. Eo 80 quay đầu về, lên cho em mã số 212. 212. Chỗ ơi, đang livestream chồng đi thầy. Chứ kỳ trời. Đợt này sao lấy hàng. Đây. Eo con này eo 65, 72. Thì đây, mai bảo phát cho mỗi người cái máy tính này, ngồi dưới này mà chốt đơn này. Bây giờ không check bằng điện thoại được thì bây giờ check bằng máy tính. Trừ lương mỗi người một tháng lương thôi. Mua cái 10 mấy triệu á. Em lợi anh. Phải mấy 10 mấy triệu mới coi được. Mới coi được. Em lợi anh, em đang nghèo như con dao mèo đấy anh. 212 cho chị Lan Phương. Xong rồi nó bán đi nó mua cái máy khác. Trời ơi con này mới thế. Mới lắm. Eo 65, 72, 50.000. Lên cho em mã 231. 231. Trời ơi bây giờ mà trong cái thời buổi mà nó đang khó khăn, nó lồng lộn như thế này mà lo lương cho một lúc 17 người là đã quá sức của em rồi. Đừng có đòi hỏi thêm gì nữa. Một con trời thắt nước lắm này, cái dụ. Chết rồi, đẹp quá. Các chị ơi đẹp, con này đẹp quá. Chị nào mà eo từ 70, 72, 70, 72 đi. Cho nó thoải mái, 74 thì nó hơi bon chen. Các chị lấy eo 70, 72 cho em. 50.000 lên cho em mã số 291. 291 này. Bây giờ đến cái vụ ăn chơi này, các chị nhanh tay này. Vụ này ăn chơi nha. Cái này nó tuy nó bình thường nhưng mà nó hiếm. Và nó hiếm nhưng mà ai cũng mê. 291 cho chị Hồng Hoa Nguyễn. Con này size của em, cất đi, dập ly hết váy, đuôi cá. Eo 80, 90, size của em, cất đi. Thề đẹp quá, không thể bán được. Một tí ăn đòn. Thề con này đẹp lắm, các chị nhìn này. Con này siêu đẹp này. Nó mới tinh à. Trời ơi, chị nào eo từ 65 đến 72 đâu. 50.000, con này mới lắm. Lên cho em mã số 214. 214. 214. Con này mới ăn chơi đẹp này. Thề con này nó mới lắm các chị ơi. Nó mới này các chị. Em chưa thấy con cái con mà em chưa có thấy cái con Maxi nào mà đẹp như con Maxi này đâu. Cái úp vú của nó đẹp hoàn hảo này. Còn cái đầm của nó đẹp hoàn hảo này. Trời ơi eo 65, 72 đâu các nàng ơi. 214 cho chị Nguyễn Đức Thọ. 50.000. Trời ơi, lên cho em mã số 76. Chưa bao giờ thấy con Maxi mà hai cái vú nó đẹp như vậy đó. Cái gì vậy chồng? Chui vào đây mà chơi. Đây. Con này đẹp quá. Form xòe Âu cho em. Chị nào eo 65, 72 đâu. Form xòe Âu 50.000. Lên cho em mã số 187. Đi vợ nghe mùi nướng cá nướng gì vậy chồng ơi. 187 nướng cá nướng mực gì vậy chồng ơi. Chồng nghe mùi. Chị Nguyễn Đức Thọ ơi, inbox cho em số điện thoại địa chỉ vào tin nhắn và em vẫy tay cho chị rồi á. Vợ nghe mùi nướng cá nướng mực gì, có chừng con mèo nhà mình nó nướng hả chồng. Hả? Nguyễn Đức Thọ là Nguyễn Thư Lê. Chơi nhau rồi.
làm người ta chạy lên chạy xuống. Ôi con ăn chơi này tưởng gì, này tưởng gì còn nguyên tem luôn. Con này là một con ăn chơi mà em nói nó đẹp kinh khủng khiếp á chị, bảo sao nó cứ mê mẩn. Con này nó là dạng von tơ mà còn ánh đồng ấy, ánh đồng ấy này. Trời ơi, tơ này không phải tơ bình thường đâu, đẹp lắm, tơ mà tơ siêu đỉnh ấy. Con này eo 80, eo từ 75, 80, 82, 84, 85 gì mặc được hết cho em. 50 ngàn lên cho em. Chị nhất tỷ bơi vào đây đấy. Được không? Bơi được không? Bơi không? Nói chung là mặc rộng thoải mái mà, bơi thoải mái được. Chị thì hơi bơi đấy nhưng mà bơi được thì bơi. Được không? Được thì em để cho, đẹp lắm. Còn nguyên tem. Đây. Con này siêu đẹp nha. Siêu đẹp. Rồi ok bơi. Con này eo từ 65 cho đến 75. Siêu đẹp, không đẹp cũng lấy tiền luôn nhá. 50 ngàn lên cho em, mã số 41. Mã số 41 này. Cái này chị Thư Lê nè. Con này, ôi con này đẹp quá. Thế con này các chị nhìn này, ăn chơi. Hồi nãy giờ có mà, nhiều mà. Trời ơi con này ăn chơi thế nhờ, con này em thích biết con này này nữa mà. Nhìn nó màu đen. Mặc mấy cái này nó màu đen. Trời ơi, thích quá à. Trời ơi, thích quá các chị ơi. Eo 80, 82 cho em. Bao thích luôn, mặc bao sướng luôn. Nó co giãn sướng luôn. 50 ngàn lên cho em, mã số 121 nha. Yêu con này thích quá. Em còn cái áo ở trong mà em vẫn thích. Nó co giãn như là không có mặc ấy. Đẹp quá, con này đẹp quá. Vừa đọc số nó nhiều nha. 121 cho chị Mai Trâm nhìn thấy. Đây. Một con baby doll xịn sò nha. Yêu ơi con này cái tay đẹp quá chị. Các chị nhìn này. Cái tay yêu ấy. Con này dành cho các chị eo từ 7 eo từ 75 76 quay về ấy, ai cũng mặc được nha. Cái này mã số mấy vậy? Lên cho em mã số 282 121. 121 đây. 121 đây. Đây. Chất von siêu đẹp. Chị nào eo 74 75 76 mặc được hết nha. Nhìn này hoa nhí đẹp chưa? Lên cho em mã số 279. 279 này. Một con form xòe Âu. Chị nào eo 65 72. Ê 74 được không? Eo 65 72 thôi. Thề con này báo đẹp form xòe Âu nha. Nhìn này, các chị nhìn này, nó xòe vậy này. Đó, 50 ngàn lên cho em mã số 81. Mã số 81. Thung lạnh. Một con thung lạnh form xòe như thế này, form xòe nha. Chị nào eo 80 quay đầu. Eo 80 quay đầu các chị nhìn này, bao sướng. 50 ngàn lên cho em mã số 151, 151 nha, 151 con này mặc sướng lắm. Trời ơi nó đẹp. Đây, chị nào eo 65, 72 đâu. Eo 65, 72 cho em. Rất là đẹp như thế này. Lên cho em mã số 94. Mã số 94 này. 151 cho chị Thông Trần. Một con lụa. Một con lụa cho em. Một con lụa các chị nhìn cái tay này. Không xinh, không lấy tiền nha các chị nhá. Nó xinh từng cm luôn nhá. 94 cho chị Bích Đào. Nhìn vô con đầm chỗ nào cũng xinh hết á. Đó. Eo của con này là eo từ 78, 80. Quay đầu về ai mặc cũng được nha. Lên cho em mã số 276. 276 50 ngàn. Cái gì vậy chồng ơi? Lấy địa chỉ cách mới mà cứ chui chui vậy. Lấy cho máy tính hả? Mai tính, mai mua cái máy tính khác cho chồng. Rồi vợ mua thêm cái điện thoại nữa. Xong rồi mua thêm gì mua luôn đi rồi yên mày luôn. 276 đi chị Bích Đào. Trời ơi con này nó đẹp lồng lộn. Chị Dung Huỳnh ơi. Chị Dung Huỳnh ơi, chị bơi con này không chị? Trời ơi con này mát chị Dung Huỳnh ơi. Con này con thung lạnh này chị bơi không? Chị bơi vào con này không? Trời ơi đẹp quá chị Dung Huỳnh ơi. Chồng qua chị Dung Huỳnh trả lời gì cho bọn đưa chị này. 50 ngàn chị ạ. Một con Vin dễ thương, xòe xòe. Eo con này eo 65-72 á. Eo 65-72 thôi nhá, mặc nó xinh. 50 ngàn lên cho em mã số 25. Mã số 25 này. Mã số 25. Chị Thông Trần ơi, inbox giùm em số điện thoại địa chỉ vào tin nhắn về ạ. Em có vẫy tay cho chị rồi á.
ok em, ok em. Đây, yêu con này bơi mát lắm chị ơi. Này, nhìn này. Bơi bao phê. Con này bơi mát lắm. Một con hiệu nha, một con hiệu xịn sò. Ở đây là một set đó các chị. Set này là set xịn sò á, các chị nhìn này. Cái con này á, em nói cái chất này từ phải nói là chắc là em khui cả trăm kiện đầm á, có một con này duy nhất là cái chất này thôi mà đẹp như vậy thôi các chị nhìn này. Các chị mặc nó sẽ không cần phải ủi và nó sẽ không nhăn và nói chung là nó cực kỳ mát này, nhìn này, nó mát cực kỳ luôn, nó không xù luôn đấy. Đó. Ở đây nó có một con khoác đi theo nó là một set nha. Khoác xịn á, phải khoác bình thường đâu nha. Con khoác này không phải bình thường đâu ha. Khoác hàng hiệu xịn sò đấy. Đây. Nói chung nó rất là xì tai như thế này. Một set này cho em nhá. Set này bao đẹp. Set này dành cho các nàng là eo từ 80 quay đầu về. Eo 80 quay đầu về set xịn nha các chị nha. Set này 150 ngàn. 150 cho em nhá. Một set eo 80-82 quay đầu về. Nịt đai vào thì nó ra như vậy nha. Đó. Còn không nịt đai vào thì tùy các chị phối nha. Tùy. Tùy phối. Còn rất là mới nha. Mới 100% luôn á. Chị nào lấy set thì lấy cho em chữ set này. Eo 80-82. Rồi, set cho chị Thúy HMC. Đây, chị Thúy HMC. Con này các chị mặc mà đi chơi em lấy bao xì tai. Thề. Set nhiêu tiền? Set 150. Đấy, cái kẹp vô vợ. Kẹp hai cái vô. Trời ơi, cái đó đi chơi sướng lắm. Một con form Âu. 150 ra sao đây? Các chị nhìn này. Con form Âu này không phải là bình thường nha. Các chị nhìn này. Con này là cái chất của nó cực kỳ mát. Em nói mặc cái này cả ngày không biết nóng nha. Con này em đã để dành em mặc không á. Một mình em 5 con. 5 con như vậy rồi. Cho nên là con này em mới bán á, chứ không là em cất hết à. Một mình em có 5 con giống vậy nè. Con này dành cho các chị eo từ bao nhiêu? Eo từ bao nhiêu đây? Eo 80 quay đầu về cho em. Eo 78, 80 hoặc là eo 75, 76 đều mặc được con form Âu này nha. Form Âu các chị nhá, 150 ngàn. 150 nhá, form Âu đỉnh của đỉnh á, mát cực kỳ. Lên cho em mã 45. Mã 45 nhá, 150 ngàn form Âu cho em này. Phải nói là mát lắm. Nghe mát là sướng rồi. Form Âu nhiêu tiền vậy? 150. Đẹp quá, con này đẹp quá, vợ mê quá. Mà con này vợ có 5 con rồi. Khui ra con nào cắt hết con đấy. Khui ra con nào em cắt hết con đấy. Đây. Một con Vin nha, con này còn mới 100% luôn các chị nhá. Con này không có, chưa qua sử dụng nha. Vin này chưa qua sử dụng, còn nguyên đai nguyên kiện nha. Nó mới mà con này chất thun nhưng mà nó đẹp lắm. Chị nào mà eo từ, rồi form Âu cho chị Thúy HMC. Con này chị nào mà eo từ 70, 72, 74, 75, 76, các chị mặc cái con Vin này cho em. Con Vin này còn nguyên đai, mới 100% nha các chị. Hề, nó đẹp. Ở đây á, em mê nhất là cái bộ cúc này nha. Không có ai có cái bộ cúc này, từ trước giờ em khui hàng chưa có bộ cúc này bao giờ ha. Bộ cúc này siêu lạ. Bộ cúc như thế này. Đó. Siêu đẹp cho em còn đai. 150 ngàn cho em. 150 con Vin này cho em nhá. 150. Cực kỳ đẹp. Lên cho em mã số 301. 301 cho em này. Mã số 301. 301 nha. Một con form xòe Âu như thế này. Con này chất xô cực xịn nha các chị nha. Chất xô cực xịn này. Chất xô cực xịn cho em. 301 cho chị Diệp Thu. Chị nào có cái vòng eo từ 80 quay đầu về, con này rất là đẹp nha. 100 ngàn cho em con này. Con này 150 nha. Con này là 100 ngàn nha. Đẹp chưa? Eo 80 quay đầu về nha. 100 ngàn lên cho em mã số 165 này. Mấy con này là con mấy con siêu phẩm đấy các chị. Đây. Trời đất ơi, em nói con này các chị nhìn này. Em không phải nói, các chị nhìn này. Trời đất ơi, nó xòe hết cái sân khấu của em rồi. Chị nào eo 80, 90, 100 gì mang vừa hết cho em. Quay đầu về, chị nào cũng bơi vào được hết. Cứ bơi vào cho em đi. Big size, free size. Này gì này. Cái gì mà chị Bích Đào khóc quá trời vậy. Trời đất ơi, cái gì vậy. Chị ơi, bị sao đây. Bị lên trầm rồi hả. Nàng Bích Đào ơi, khóc quá trời vậy. Khổ thân. Mua về bán mà khổ thân. Đây, có thích phong bơi phong rộng không? Em để cho một nùi đây, khỏi đỡ khóc đây.
Đây tình yêu Bích Đào ơi. Khổ quá. Khổ quá đây. Một con xinh. Trời ơi con này siêu đẹp nhá. Này nó đẹp vậy này. Trời con ơi. Con một của chị ơi, chị Diệp Thu ơi. Lót lết đàng hoàng cẩn thận như thế này này. Đó, siêu xịn mịn đẹp cho em. Một con này là 120. 120. Tình yêu Bích Đào ok thì bảo em cái. Con rộng này để bán cho các chị. Có thích con rộng này không? Con rộng này tính 100 ngàn luôn. Đấy, lấy thấy thấy con nào thì lấy đi. Vin đây, vin này vin chất thun nha. Mà con vin xịn nha. Con vin này con vin xịn đấy. Trời ơi, nó đẹp lắm. Bao đẹp, 100 ngàn luôn. Tôi chỉ nghe Phạm về tối giờ chưa được con nào. Con này 100 ngàn luôn. Trời ơi, em nói con nào cũng đẹp này. 100 ngàn, con này cũng 100 ngàn luôn. Nó túm lại 1, 2, 3, 4, 5 con 500 đi. Mệt quá. Đấy, 5 con 500. Khổ quá. Đây, 5 con 500 đây. Lấy con nào? 1, 2, 3, 4, 1 này. 1, 2, 3, 4, 5. Các chị ơi, cho cái tình yêu Bích Đào con cái. Khổ quá. Chốt không được, mua hàng về bán mà bị cái mạng nó cùi bắp chốt không có được. Tội nghiệp. Tội nghiệp về không, ấm ức không chịu được. Ấm ức không ngủ được. Bích Đào lấy con số 4 thế hả? Bích Đào lấy số 2 với số 4. Số 2, số 4. Đây, số 2, số 4. Chị chị Nhất Tỷ. Số 1. Lấy số 1. Chị Nhất Tỷ số 1. Chị Mai Trâm Nguyễn Thị nhấn số 3. À, lấy Mai Trâm Nguyễn Thị lấy số 3. Đây là Bích Đào đúng không? Ừ. Số 3 đây. Anh để em coi Mai Trâm Nguyễn Thị con vin này vừa không? Số 1 ạ. Đây từ từ em kiểm tra con vin này chị Mai Trâm vừa không? Con vin này nó đẹp lắm. Nó co giãn. Rồi ok chị Mai Trâm vừa. Số 1 là con này của chị Nhất Tỷ đây. Con này mới tính 100% mới nha. 100% mới luôn đấy. Tính 100 luôn chị Nhất Tỷ đây. Mấy con đấy 100 hết anh ạ. À. Còn một con này là con số mấy đây? Con số 4. Số 4 nữa, mấy số 4 lấy rồi. 4 lấy ai vậy? Con Bích Đào. 1, 2, 3, 4, con này số 3. Số 3 chị đây lấy rồi. Đâu, con lấy con 1, 2. 2, 4 cho Bích Đào. Ủa vậy 5 à? 1, 3 cho Mai Trâm và 1 cho Nhất Tỷ. Ủa vậy con đen này con số mấy? Số 5 chứ số mấy? Thề đi. Thề. Không, con số 5 là con, số 5 là con rộng rồi đấy. Đưa hai con này là con nào? Hai con sao con vừa còn con đen? Ai biết em đưa em hai con này. Ừ, sao em còn con đen đây các chị? Ê, vậy con đó là cái con ngoài cùng hả ta? Hai con đấy con ngoài cùng. Vậy đấy. Hay như thế nào? Ô, em bị mù màu rồi. Thề, con đen này của ai? Con đen con sọc con ơi. Nè, con đen, cũng là đen nữa hả? Ờ, có phải hai con này không? Con này là con hai này. Con này con số 2 thì đúng rồi này. Con số 2 với con nào đúng không anh? Con 2 với con này hả? Con 2 với con này đúng không? Có con sọc ngang này. Hai con đen à? Vậy là còn con xanh hả? Con xanh con số 5. Con xanh con số 5 đúng không? Yêu con xanh này đẹp lắm các chị ạ. Thề con xanh này em mê lắm. Con xanh này bao đẹp. Con này form free size á. Các chị mặc vịt đai lên đẹp lắm. Với cái đai ngay kia ấy chồng. Đấy, ngay kia đấy. Vợ bon chiên cái. Trời con này em nói là mặc bao phê mà. Con này mặc bao phê luôn đấy. À các chị nhìn này. Mặc bao phê nhá. Form rộng rãi nhưng mà khi các chị mình để tay vào này. Này. Trời đất ơi. Em nói bao phê cho cái con này. Tại vì em mặc đầm ở trong rồi đó. Em không mặc đầm ở trong này. Chị nhìn này. Phê lắm nha. Nhìn này. Đó. Trời đất ơi. Đó. Form rộng đẹp lắm. Trời ơi, 100 ngàn nhà Trúc Phương vậy đó. Ủa cái gì mà lộn xộn, đào đen gì, đen của đào là gì đấy? Năm rồi. Không rồi. Trời ơi, khổ. Con này xinh lắm. Con này em nói thật với, mặc bao sướng cuộc đời ấy, để em thích mặc vậy này. Hết pin sao này? Em thích bơi vậy này, sướng. 100 ngàn đồng bạc các chị bơi thoải mái cho em. Cái này nhà em... Ôi, gần 11 giờ rồi, em sao về đi? Nhà em bán chị Ân đó, có 100 ngàn chứ. Bình thường con này đâu có ai bán giá này. Quán ra cũng vậy à? Không sao đâu, để đấy đi, khỏi kêu. Để chồng em cứ chút, để đấy cho em. Chồng ơi, con số 5 này chồng. Số 5 đấy chồng ơi, con số 5 đấy. Con xanh số 5 đấy. Rồi, tiếp tục nào. Thề.
Các chị ơi chết rồi. Đuôi cá. Con này nó siêu phẩm luôn. Một con siêu phẩm luôn nhá. Đuôi cá mà 2 giây cỡ này thì thua rồi. Chị nào eo 70 tư, eo 74 được không? Hay là hơi chật? Chật rồi, eo 74 không vừa đâu. Eo 72 thôi nhá. Chia buồn với các chị eo 74 nhá. Chị nào eo 72 về tới 65 cho em 50.000. Nhanh tay 50.000 lên cho em mã số 46. Mã số 46 cho em. Còn nó 100.000 nha các bạn. Còn nó 100.000 nhá. Rồi tiếp tục. Chết rồi, con này đẹp quá đi thôi. Con này chị Mai Trâm mà. Chị Mai Trâm mặc thích con này là chị Mai Trâm à. Con này nó 46 cho chị Hương Quỳnh Thu. Chị Mai Trâm mặc đẹp mà chị Mai Trâm. 46 nhiêu tiền rồi? Cái con đó 50.000. Cái con xanh ấy cho cái chị gì đó. Cái chị gì mà chị Sang VL gì đó. À, mã số 5 đó. Con này chị Mai Trâm mặc vừa đấy. Eo 80 82 nè, phong xòe nè. Chị Sang Vi à. Trời đẹp quá, con này đẹp quá, 50.000. Mã số 5 cho chị Sang Vi ạ. À, chị Mai Trâm có lấy con này không? 50.000 đây. Em mặc rộng tí xíu, thoải mái. Đây, tên tên tên, eo 80 82 là vô tư nha. Eo 80 82 là vô tư cho em luôn. Ok vậy. Rồi, các chị size lớn đâu? À từ từ đã, em có con Âu rồi đã. Một con Âu này cho em. Con này là con phom Âu mà cái chất của nó là cái chất mà giống cái con hàng hiệu mà hồi nãy em nói á. Cái chất mà nó nặng tay á, chất thun mà nó nặng tay á. Mà cái chất này chuyên làm những cái con đầm dạ hội á. Con cái con này đã lắm, mặc sướng lắm. Con này dành cho các chị eo từ 70 cho đến 74 nhá. Chị nào eo 70, 74, 75 mặc được nhá. Trời ơi các chị ơi nó đẹp lắm. Nhìn phong Âu này. Con này 100.000 cho em nhá, 100.000, 100.000. Lên cho em mã số 95, mã số 95 cho em 100.000. Con này em thích quá mà em không vừa. Eo của em 80 không vừa ha, tiếc. Thiết lắp luôn đấy. 100.000 cho các chị này. Chị Sang Vi inbox cho em số điện thoại, địa chỉ và tin nhắn với ạ. Đây. Chị nào eo 90 quay đầu này 100.000 này. Eo 90 quay đầu, eo 80 90 đâu. Eo 80 90 quay đầu 100.000, siêu đẹp. Lên cho em mã số 237. 237 100.000 này. 237 100.000. Đây con này với con này một cặp. Ngày mai vợ phối cho nó cái áo khoác ren vào cho nó giường chiếu. Cho nó giường chiếu thề đẹp. Ê, hai con này một cặp y chang nhau. Một con to một con bé. Ngày mai mày sẽ có hai cái áo khoác ren vô nhé. Mày sẽ đẹp lên. Đây, tèn tèn tèn. Con này bao phê cho các chị nha. Các chị eo 80 90 gì mặc thoải mái con này cho em bao mát này. Bao mát con này cho em. Các chị nhìn này, xòe ra to như vậy. Khi nào các chị thích nịt đai thì nịt như vậy nha. 100.000 cho em. 100.000 lên cho em mã số 288 này. 288 cho em này. 100.000 này. Con này ly của nó bao lạ nha. Các chị nhìn này. Ly của nó dập xéo nha. Dập xéo như thế này này. Không khó lắm nha. Chị, con này biết sai. Nói chung là form bơi eo 80, 90, 100, 101, 102 gì mặc được hết nha. Con này chất cực kỳ mềm này. Chất cực kỳ mềm. Nó lạ ở cái chỗ là ly của nó dập xéo như vậy này. Đó. Lên cho em mã số 97 này. 100. À, xin lỗi. Mã số 97. À. Lượt view của em tuột mất rồi. Tuột mất rồi. Chia sẻ bài giúp em nhé. Em bán con này 50.000 đi. 50.000 các chị giúp em chia sẻ bài nhá. 50.000, 50.000. 50.000 thôi. Một con đen 97 cho chị Nhất Tỷ. Con này là một cái con hàng hiệu các chị ạ. Hàng hiệu Zara đấy, không phải hàng thường đâu. Hàng hiệu Zara đây. Các chị có thể mặc lót ở trong các đầm cũng được. Mà mặc luôn như vậy cũng được nha. Con này eo 80, 82, 84, 85 gì mặc được hết nha. 90 gì cũng mặc được nha. Nói chung là con này dễ mặc lắm. Hàng hiệu Zara mà. Mát lắm. 50.000 lên cho em mã số 43. Mã số 43 này. Đây 50.000 chất thun Montagi. Montagi. Chị nào eo từ 70, 74, 75, 76 này. 50.000. 50.000 lên cho em mã số 32. Mã số 32 cho em. Mã số 32, 50.000. 43 cho chị Hương Quỳnh Thu. Đây, chất thun cô tông. Chất thun cô tông eo 80, 82. Quay về ai mặc cũng được nha. Em nói cái chất này bao mát không lấy tiền. 50.000. 50.000 lên cho em mã số 42, 50.000.
Đây, baby doll chất lụa, eo 80-82 quay đầu về. Các chị nhìn này, trời ơi, phải nói là cái lụa nó đẹp lắm nha. 50.000 lên cho em mã số 277 này. 277. Đây, dễ thương chưa? Rất là dễ thương nha. Eo 65-72-74-75 mặc được hết này. Hè, nó đẹp. Con này cái chất của nó là cái chất nỉ mà giống như các cái áo mà áo khoác mà caro này, nó hay có đó các chị, mềm lắm. Mềm cực kỳ mềm nha. Mềm cực mềm. 52 cho chị thì ủa. 277 cho chị thì lên chương. Con này cho con Nhi nè. Có mã 52 không vậy? Có nhiêu vừa bỏ hết rồi. Rồi tiếp tục này. Con này đẹp quá. Thề con này xinh. Eo con này eo 74-75-76 này. Lên cho em mã số 175 này. 175 con này Nhi. Đây, von đẹp nha. Con này von cực kỳ đẹp này, von tơ này. Nó phối đẹp các chị nhìn này, nó phối này. Nó phối xéo như vậy cho nó có cái điểm nhấn này. Đó. Có 3242 chứ không có 52 chị tùy lên ơi. Chị nào eo 74 quay đầu về đâu. Lên cho em mã số 218. 50.000. Màu cam. Người ta nghĩ đi xem nó ban hết rồi ạ. Màu cam đất. Đâu còn đầy thế. Cứ tụt dần rồi. Tụt dần đi thì tụt cũng trễ rồi mà. Mình cũng gần nghỉ rồi, vợ mệt lắm rồi. Vợ đuối lắm rồi. Vợ bây giờ xuống live là vợ chạy đi ngủ luôn nhé. Chồng muốn làm gì làm nhé. 218 chứ không phải 278 chị Lam cảm ơn. Đây các chị nhìn này. Von của nó siêu mềm cho em. Chị nào eo từ 70-72-74-75 lên cho em mã số 45. 50.000. Con này các chị yên tâm không sợ hở ngực nha. Đây, thung lạnh. Thung lạnh eo 65-72-74 mang được hết nha. 50.000, yên tâm không sợ hở ngực nha. Cái này tụi em cài hết lại cho các chị nha. Lên cho em mã số 60. 50.000, thung lạnh. Trời xinh quá. 28 cho chị Lan Cẩm nè. Nè, cho chị Nhất Tị nè, mang về giường chiếu nè. Này tặng cho chị Nhất Tị là chị Nhất Tị ơi. À, đừng nói tặng cái này sang năm là giường chiếu. Chết đó. Lò giường chiếu chết. Đây, gọi vô cho chị Nhất Tị đi. Đây, xinh quá. Con này xinh quá à. Con này chất của nó cực kỳ mềm rũ chị ơi, xinh lắm. Con này các chị mặc dạng baby doll ấy, baby doll như vậy này. Nói chung là eo từ 74 quay đầu về nhá. Lên cho em mã số 85. Ôi, chào chị Khuê. Eo 74 quay đầu về tới 65 ấy, là mặc rộng rộng vậy này. Đó, xinh nha. Xinh ớt là xinh. Con này đẹp quá. Đây, hai lớp xịn sò cho em 3D hai lớp nha. Cái này 3D hai lớp nha các chị nhìn này. 3D trong 3D ngoài đều đẹp hết nha các chị. 85 cho chị Bích Đào. Đó. Chị nào mà eo 70 eo từ 75 76 quay về ai cũng mặc được hết nha, mặc rộng rộng thoải mái. 50.000 lên cho em mã số 46. Mã số 46 chất von siêu mềm, siêu mịn, siêu mát nha. Đây. Một con hiệu xịn sò, một con Vin hiệu xịn sò cho em. Trời ơi nó mát vô cùng tổ quốc ta ơi. Một con Vin cho em, chị nào có cái vòng eo 65-72 đâu. Eo 65-72 đâu, 100.000 cho em con Vin này cái. 46 cho chị Nguyễn Thư Lê. Đẹp quá. 100.000, tình yêu Bích Đào đâu rồi, có lấy con Vin này không? Mắt con Vin bây giờ. Màu xanh rêu. Màu xanh này không đẹp, không lấy tiền các chị ơi. Nó phối cho các chị giống như mặc áo khoác vậy này. Con này đẹp quá. Con này 50.000, eo của các chị là eo 70 tư quay đầu về nha. Đi cho chị Bích Đào. Tới eo 65 mặc được hết nha. Lên cho em mã số 80. Mã số 80 50.000. Bi đây, bi. Bi nhiêu tiền hả? Bi 100.000. Đây. Trời ơi con này không đẹp không lấy tiền các chị đâu. Con này em nói nó đẹp cực kỳ, nó đẹp không chịu được á. Chất von của nó là rũ nặng tay như vậy nha. Rũ nặng tay các chị nhìn này. Cái lớp lót của nó dài xuống tới dưới chứ không phải là vớ vẩn ngang ngang đây đâu nha. Con này eo 65, 74, 75, 100.000. Nó đẹp từng cm nha các chị nha. Đẹp từng cm nha. Cái này hàng của Nhật đấy. Cái lót nó dài xuống tới dưới này này. Đó. Chứ không giống như các hàng mà các chị mua mà nó lót nó lưng lưng đây không có. Cái này dài xuống tới dưới này. Đó. Eo 65, 75, 100.000. Lên cho em mã số 65. Mã số 65 nha. Một con Vin chất thun. Dạ chị Quế ơi. Một con Vin chất thun.
chị gì đó đào lấy con này không, lấy lốt đi này, còn con viên chất thùng này, con viên chất thùng này 65 cho chị nhất tỷ, 65 100 mà vâng. Thôi con 65 100, con đấy đẹp nhở, con đấy nặng tay, von gì mà nặng thế nhở, von rũ con mát được à, von sắt, von gì, von sắt nên nó nặng không mát nữa. Đây cái này là thung lạnh form Âu nhá, form Âu thung lạnh eo 70 74 75, eo 70 74 75 lên cho em mã số 250 nhá, 250 50 ngàn. Con này eo của các chị là eo từ 72 74 75, 100 ngàn cho em con này nhá, 100 ngàn. Con này mặc không mát, không lấy tiền nhá, vin chất thung nhá, 100 ngàn. Không lấy. Lên cho em mã số 232 250 cho 232 100 ngàn này. Đây con này chất xô cực đào kỳ, không lấy rồi thì đọc số rồi đó. Con này chất xô cực kỳ mát nhá, eo 80 quay đầu về, chị nào bơi vào cũng được nhá, cực kỳ mát luôn này, chất xô chất tôn này, chất tôn chất lanh nhá, chất tôn chất lanh sorry. Lên cho em mã số 6 nha, số 6 50 ngàn, số 6 50 ngàn. Con này trời ơi, con này là một con free size các chị ơi, free size các chị mặc nó ghép hai tà vậy này đó, free size nhá, phong xòe ra như vậy ai cũng mặc được hết nha, mặc áo ống áo dây hoặc làm yếm đều được nha. 50 ngàn lên cho em mã số 190 này, 190 50 ngàn. Đây này, con này như chị nhất tỷ chị có con áo ren, áo khoác ren 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 mà như chị nhất tỷ có con khoác áo khoác ren theo này chưa? Nếu như mà chị không có cái áo con khoác áo ren theo này, chị cứ lấy con này, hôm sau em đưa cái áo khoác ren theo cho, tại vì lâu lâu em khui cho chị biết điệp Nguyễn. Lâu lâu em khui em thấy nó có cái giống cái áo này mà hôm em bán hết rồi sao á? Bữa nay nhìn thấy con đầm trời ơi, y chang nhau luôn, y chang nhau chị ạ, à. Đẹp quá mà y chang nhau á, mà cái áo nhớ là bán cho chị cho ai rồi á, y chang con này, đẹp lắm nhất tỷ ơi, đẹp lắm. Cho ai đây? Nhất tỷ. Đây, con này là một con, trời ơi, con này màu nâu tây đẹp quá, nó màu nâu tây đẹp quá, nó bẻ cổ ra như vậy nè, đó, trời ơi nó cưng lắm. Con này dành cho các chị eo 74 quay đầu về nhá. Nhỏ nhỏ nó khóc ù. Nhỏ nhỏ ơi, cái đấy cũng của cái đó cũng của người lớn. Người lớn mà, cái đó của người lớn mà. Nhỏ nhỏ, cái đó của người lớn rồi, giường chiếu rồi. Cái đó giường chiếu rồi. Rồi, eo 74 quay đầu về 50 ngàn, lên cho em mã số 264. 264. Trời ơi, người ta giường chiếu rồi. Cái đó người lớn mà. Đây, eo con này sang đẹp này. Con này đẹp quá. Con này eo 70 72, 74 cũng được nhá. Lên cho em mã số 64 này. 264 cho chị Bích Đào. Vậy chút thôi, đóng móc vào ba. Chị Sang Vi ơi, nhắn tin cho em điện thoại địa chỉ với à. Trong em có nhắn tin cho chị trong tin nhắn rồi chưa? Cái này đẹp lắm. Chồng ơi chồng, nó kêu giường chiếu cái gì. Mặc đi chơi đẹp mà kìa. Ai biết em mê giường chiếu đâu, không mê, em mê cái con đó đâu. Tôi chỉ không biết con đó có giường chiếu à. Trời, con này xinh thế nhờ. Trời ơi má ơi nó xinh. Con này dành, con này free size. Nói chung là eo từ 80 quay đầu về ai mặc cũng được nhá. Eo từ 65 đến 80 ấy, rút cái dây này vào. Em nói con này đẹp phê. À, cái con này này, phải nói là có duyên lắm ấy thì mới được cầm lên trên đây. Các chị biết em khui đầm Nhật ra. Cho nó đi, nó xin kìa. Cái con này em khui đầm Nhật ra phải nói là mấy chục con rồi. Mấy trăm kỵ đầm, mấy chục con như vậy. Mà con quỷ nào nó cũng còn mới nguyên tem mà nó dính màu hết các chị ạ. Nó ác ôn chưa? Mà con này lần đầu tiên được cầm lên live đây. Cả tỷ con đầm mà được một lần đầu tiên cầm lên live. Toàn vứt đi thôi. Ác lắm. Con này mới tinh à? Thề nó ác em ghê. Mà cái con, cái chất của con này không xử lý được. Cái chất của con này nó gọi là cái chất độc quyền ấy. Không xử lý được. Vứt đi phải mấy chục con như vậy rồi. Không xử lý được. Nó dính màu. Mà riêng con này mới tinh. Này. Con này đẹp nha. Con công sở này đẹp nha. Con này eo của các chị là eo bao nhiêu? Size 11R, eo 78. Nó ra size 13 rồi đó. Eo 78 và 80 á. 50 ngàn lên cho em mã số 109. Con này đẹp nha các chị nha. Con này đẹp bao đẹp.
con này đẹp lắm. Rồi cho nho nhoi rồi, đừng khóc nữa. 50 cho nho nhoi rồi, khổ quá thì cho em con đấy rồi, đừng có khóc nữa mà khổ. Đây. Con này đẹp nữa này. Con này còn nguyên cái sợi dây tem này. Nói chung là con này tụi em mang đi giặt á. Em mang đi giặt xong rồi nó ướt ấy. Xong rồi cào cấu rồi nó à con này mặc hai bên các chị ạ. Con này mặc được hai màu. Con này nó để cái gì dây khóa này này. Chị các chị để ý này, cái khóa nào mà nó làm cái đầu tròn này, nó đi vào trong được này, là tức là con đầm đấy mặc được hai bên nha. Mặc được hai bên luôn. Kiểm tra xem bên trong nó là mặc được cái gì vậy. Bên trong là chất von. Chất von cực đẹp luôn. Con đầm này các chị lúc đi ra khỏi nhà một màu, lúc về một màu cho em. Đó. Lúc ra một màu, lúc về một màu. Đây. Lúc đi thì màu đen, lúc về thì cho em màu sọc cho em. Nói chung là nó thiết kế mặc hai bên á. Đẹp lắm. Nó thiết kế mặc hai bên á. Những cái con đầm mà nó giống như những cái con áo khoác mà các chị thấy không? Cái khóa mà nó quay hai bên á, là mặc hai bên á. Nhưng mà mặc bên này nó có một chút cá tính ha. Nó có một chút điểm nhấn. Đó, nói chung là eo từ 70, 74 nhá, 50 ngàn. Co giãn thoải mái, mát cực kỳ. Lên cho em mã số 260, 260 50 ngàn. Đây, còn nguyên cái nùi tem đây. Còn nguyên một cái nùi tem. Con này thun lạnh nha các chị nhá, thun lạnh mặc mát. Còn dây nói chung là còn nguyên vẹn. Về chồng nó quýnh chạy không kịp. Đó, hồi nãy em đang định nói. Lúc đi màu đen, lúc về màu khác, về chồng nó ấy cho tím mặt. Chết luôn nó. Thôi đừng bỏ qua vụ đó cho em đi. Làm ơn bỏ qua cái vụ lúc đi một màu về một màu giùm em cái. Em tự nhiên em giới thiệu tới đó, tự em thấy em vô duyên quá. Lúc đi một màu, lúc về một màu là có chuyện. Con này là đẹp nè các chị nha. Con này là nó bao sướng này. Eo các chị 80 cho em. Chị nào mà eo từ 75 đến 80 đấy, mặc cột đai vào cho em nhá, thun lạnh nhá, mặc bao mát cho các chị nha. 50 ngàn lên cho em mã số 160. Chị Khuê đúng hiểu ý em. Chị Khuê, chị em mình đầu óc sâu bọ như nhau. Chết rồi. Hiểu ý em ghê. Đây, con này công sở đẹp nha. Con này công sở không đẹp không lấy tiền. 160 cho chị Bích Đào. Công sở mà nó mới từng cm các chị nha. Eo 74 quay đầu về. Eo 70, 74 lên cho em mã số 82. Mã số 82 nhé, con này đẹp quá. Mấy con công sở này đẹp lắm. Chị nào, công sở này, con công sở này để các chị mặc áo vest, nó không có bị nóng cái phần nách của mình này. Nó không bị cức vai, cức nách này. Đó. Chị nào mà eo từ 70, 72 đâu. Trời ơi, chuẩn dáng, chuẩn form đâu. Lên cho em mã số 230, 50 ngàn. Chị nào chốt được con này em chúc mừng này. Cái tay này như cái lồng đèn này. Trời ơi, con này em nói không con nào mà đẹp như con này luôn ấy. Con này dành cho các chị eo từ 76 quay đầu về. Eo 76 quay đầu về nhá. Tới eo 65 ai mặc cũng được nhá. Cần thiết nịt đai thì nịt, không nịt thì thôi nhá. Lên cho em mã số 229, 50 ngàn. 229, 50 ngàn. Một con lụa màu hồng. Một con lụa màu hồng, eo đẹp thế. Một con lụa màu hồng eo 74, 75. Eo 74, 75 cho em. Form baby doll về này. Xinh không? 50 ngàn lên cho em mã số 38. Mã số 38. 229 cho chị Dung Huỳnh. Chị nào chốt được con này em chúc mừng từ giờ đến sáng mai nha. Con này là một con tuyệt phẩm. Một con tuyệt phẩm hàng hiệu mà chỉ có trong Vin Nhật mới có nha. Không có ở đâu có con này. Và con này còn mới nguyên tem ấy. Chị nào eo 72 quay đầu về tới 65. 50 ngàn lên cho em mã số 110. 110 nha. Con này con hàng hiệu xịn sò nha. Lụa. Baby doll. Một con baby doll. Trời đất ơi các chị ơi nó đẹp. Chị nào eo 74, 75, 76 quay đầu về tới 65 mặc được hết con này cho em. 110 cho chị Bích Đào. Lên cho em mã số 4. Mã số 4 50 ngàn. Ôi đẹp quá, mấy con này đẹp quá. Đây. Baby doll dập ly. Baby doll dập ly này, cái gì này. Một cái chất lụa dập ly mà form baby doll đẹp như thế này. Dạ chị sau, chị sau chị Huyền Nguyễn ơi. Trời ơi nó đẹp lắm. Con này tụi em bán 100 ngàn một con đấy. Mà thật sự ra mà nói ấy, các chị vào đây thương em, ủng hộ em là em mừng rồi. Cái vấn đề 100 hay 50 nó không còn quan trọng nữa. Mã số 4 thì chị Tùy Linh Trương. Đó, cho nên là em bán luôn có 50 ngàn cho các chị nhá. Nhớ yêu thương, ủng hộ em nhiệt tình và giới thiệu bạn bè, chia sẻ cùng em nhá. Eo con này là cứ 80. Eo 80 quay đầu về tới 65 cho em. Ai cũng mặc được cho em. Lên cho em mã số 226. Cái này mặc form rộng cho em cho xinh nhá. Cho nó giống 229 của chị á, chị Dung Huỳnh ơi. Cho nó giống nàng thơ ha. Đây. Con này xinh lắm nha. 226 cho chị Bích Đào.
con này xinh nha các chị nhá, xinh ơi là xinh. Con này trong trường hợp các chị nhìn nha, nó là dáng bét lung, chân váy của nó mềm ơi là mềm. Trong trường hợp các chị không thích ở chỗ này nó đóng thùng, các chị cắt ra cho em cho nó suông như cái này, cho nó ra cái dáng bét lung luôn, che bụng luôn cho em nhá, không vấn đề nhá, không vấn đề. Con này dành cho các chị eo từ bao nhiêu? Eo con này là eo 76 quay đầu về tới 70 là mặc đẹp nha. Lên cho em mã 66 50 ngàn. Đây, ở đây nó chỉ dính một miếng ở giữa thôi. Trong trường hợp mình không thích nó cái kiểu này thì mình cắt luôn cho nó suông vậy luôn nha. Cho nó suông vậy luôn. Rồi mình có thể nịt đai như vậy cũng xinh này ha. Đúng không? Xinh không? Đó. 50 ngàn. Đây, 66 cho chị Dương Luyến. Thì em lần đầu tiên em thấy cái con này mà nó mới như vậy mà nó dài như vậy các chị. Cái con xô thường thường các chị cầm, em cầm lên nó chỉ tới gối em thôi. Nhưng mà riêng con xô này này, nó gần tới mắt cá chân em á, nó các chị nhìn em 1m55 gì này. Đấy, cái con xô mà nó một nùi vậy này. Cái con này đẹp quá, eo 80 90 mặc được hết nha. Chị nào ở size nhỏ thích mặc cứ mặc cho em như vậy. Tay phồng nha. Đó, eo 80 90 100 gì mặc được hết cho em. Lên cho em mã số 189 50 ngàn. Xem đầm họa tiết sau lưng chị ơi, dừng bỏ. Từ từ đi các chị, để em lên hết chỗ này đã. Đây, con này xịn nha. Con này chất tắc ta xịn sò đấy. Eo 80 nha, con này 189 bao xịn. 189 cho chị Trịnh Di. Con này đẹp quá trời luôn, eo 80 nha các chị nha. Con này bán cả 100 ngàn một con đấy. Không có ai bán tắc ta mà có 50 ngàn về đâu. Eo 80 50 ngàn, lên cho em mã số 36 100 ngàn là nhà em bán xỉ thôi, chứ còn bình thường người ta bán mấy trăm một con tắp ta đấy. Tắp ta xịn đấy. Đây, một con hàng hiệu. Con này nó có ở cái phần này này. Các chị nhìn này, nó có dập ly ở cái phần này này. Đó, nói chung nó lạ lắm. Con này dành cho các chị eo từ 74 quay về. Lên cho em mã số 150. 36 cho chị Dung Huỳnh. 150 50 ngàn. Đây, eo 65-72 công sở chưa? Về mặc một thời gian chán cái chân váy này rồi đúng không? Cắt một cái sẹt, lấy cái áo thôi. À, lấy cái áo thôi, mặc với cái khác. Xinh không? 150 cho chị Bích Đào. Đó, xinh không? Eo 65-72. Lên cho em mã số 70, 50 ngàn. Đây, màu đỏ. Một con màu đỏ eo bao nhiêu đây? Eo 84, 85, 86. Nói chung là eo 80, 8, eo 84, 85, 86 đều mặc được ha. Tới eo 90 luôn, chất co giãn. Lên cho em mã số 304, 50 ngàn. 304, 50 ngàn này, đẹp quá, con này đẹp quá. Đây, cái tay siêu cưng. Đó, chị nào eo từ 74, 75, 76 quay đầu về. Lên cho em mã số 246, 50 ngàn. 304 cho chị Hương Huỳnh Thu. Trời ơi, con này nó đẹp quá. Các chị nhìn này, nhìn này. Nó còn mới nguyên tem các chị nhá. Các chị nhìn này. Các chị nhìn nó đẹp chưa? Cái chất của nó này. Em nói cái chất này không phê không lấy tiền nha. Nhìn này. Đó, sướng cực kỳ. Con này dành cho các chị eo từ 65 cho đến 74, 75 nhá. Là mặc được hết nha. Bơi vào đây. Lên cho em mã số 236, 50 ngàn. Còn mới nguyên tem. Bích Trâm Đào đây. Bích Đào chứ quên. Bích Đào đây. Bích Đào. Tình yêu Bích Đào hốt con này không? Đây, 236 cho chị Bích Đào. Con này rất là... Trời ơi, con này xì tai quá. Co giãn thoải mái luôn. Con này mặc vào rồi còn có túi nữa cơ. Thề bao xì tai. Xì tai lắm. Nói chung là eo 80, 82, 84, rồi 90 gì đó. Quay đầu về ai cũng mặc được luôn nha. Này, đẹp lắm. 50 ngàn. Lên cho em mã số 16. Đây. À, lâu lâu có con còn sót lại. Nhiều tiền. Bỏ vô đây đi. Bỏ vô đạo mấy trăm đạo đi rồi mai vợ tính nhá. Trời ơi, con này dập ly. Dạ man. Eo con này là eo 78 80 dập ly cho em. 16 cho chị Nguyễn Huyền. Dập ly đẹp quá. Con này là 100 ngàn nhưng mà em hôm nay vẫn bán cho các chị với giá là 50 ngàn. Em rất là mong các chị luôn nhớ em và ủng hộ bài, nhấn cho em cái nút cái gì nhỉ? À, thích trang này, rồi theo dõi trang để mỗi khi em phát trực tiếp ấy thì nó sẽ báo cho các chị biết nha. Đẹp quá, 50 ngàn lên cho em mã số 149 này. 149 cho em. 236 của chị Bích Đào. Trời ơi, chị nào chốt được con này em chúc mừng luôn. Nó mới dã man. Cái con này các chị đi mua ở ngoài chợ không có đâu nhá.
cái này là một cái chất von, xin lỗi, một cái chất thung lạnh, mà thung lạnh này là một cái chất thung lạnh tuyệt 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 đẹp ấy. Nó có túi này, form của nó là form rộng như thế này này. Đó. Eo các chị eo 80, 82, 84 quay về ai muốn mặc cũng được. Tại sao? Tại vì các chị muốn địt đai thì địt này, không địt đai thì thôi này. Nhìn này, thề 50.000 sướng quá. Lên cho em mã số 198, 198. Các chị biết không, em thấy người ta bán một cái con Babylon như vậy này xấu lắm. 350 đấy. Mà em thấy chốt tranh nhau luôn đấy. Mà những cái con này đúng là mình đi mua đâu ra mà có đúng không? Mình đi mua không có. Chỉ có trong hàng Nhật tụi em khui mới có thôi. Hàng đầm Vin Nhật ấy. Tụi em khui đầm Vin Nhật nó ra mấy cái con đấy đấy. 149 cho chị Đinh Thị Thái Thái. Đây. Dập ly này, các chị nhìn này, dập ly toàn váy này. Chun eo này, dập ly này. Mấy con này cũng không có giá 50.000 đâu. 198 cho chị Đỗ Ngọc. Mà em bán 50.000 vậy đó. Chị nào eo từ 70, 74, 75, 76, 78. Đó, là mặc đẹp con này 50.000. Lên cho em mã số 132, 50.000, 132. Ôi mẹ ơi. Chắc em chết cái con này mất. Thề luôn các chị ơi, lụa mà đẹp vậy này. Lụa mà nó lạnh vậy này các chị này, nhìn cái chất lụa nó lạnh, lạnh tay luôn ấy. Nhìn này. Phê chưa? Cái này nó có cái phần mà che khuyết điểm, các chị nhìn này, nó thiết kế che khuyết điểm nha. Đó. Eo 80 quay đầu về. Tới bao nhiêu cũng được. Nói chung là mặc càng rộng càng đẹp. 50.000 lụa nha, chất lụa nha. Lên cho em mã số 99. 99 cho em này, số 99. Số 99. 132 cho chị Bích Điệp Nguyễn. Chị Đinh Thị Thái Thái ơi, inbox cho em số điện thoại địa chỉ vào tin nhắn về ạ. À. Em có vẫy tay cho chị rồi. À. 99 cho chị Bích Đào. Đây, tiếp tục này. Mấy con này toàn là con đẹp không? Dễ thương lắm. Con này dành cho các chị eo từ 74, 75 quay đầu về nhá. Quay đầu về ai cũng mặc được hết. Cái chất của con này là thông lạnh các chị nhá. Mặc như không mặc này. Đó, 50.000 lên cho em mã số 42 này. Mã số 42. Độc lạ. Con này độc lạ nha các chị nhá. Tay cánh dơ như vậy. Con này chất của nó là len diệt kim. Em đố chị nào có con này. Đi ngậm sao để lúc không ạ? Thì vợ để trong đó có tìm ra đó. 42 cho chị Nguyễn Huyền. Đây các chị nhìn này. Thả nó con này lạ ghê ấy. Con này độc lạ lắm. Cái này các chị mặc mang bốt vào nha. Trời ơi. Eo 80, 82 quay đầu về nha. Ai cũng bơi vào được nha. Cái này form bơi độc lạ nha các chị. Len diệt kim mát lạnh, mát lạnh, mát rượi nha. Mịn nha, mịn mịn của Nhật các chị nhá. 50.000 lên cho em mã số 280. 280 con này đẹp quá. Đây, một con chất xô. Một con chất xô form vin, form Âu này, hoa vin này. Hoa vin đẹp nha các chị nhá. Nhìn đẹp quá. Eo của con này là eo 75, 76, 78. 50.000. 280 cho chị Bích Đào. Lên cho em mã số 158. 50.000. Đây, trời ơi, mấy cái form này em nói chỉ có hàng của Nhật mới có như thế này thôi. Không có cái gì mà có hết. Eo 80 quay đầu. Các chị mặc xuông vậy thì mặc. Còn không các chị nịt đại, nịt eo lại như thế này thì nịt ha. Không vấn đề gì cả. Cứ để xuông vậy mặc cho sướng cho em, bơi cho em. Lên cho em mã số 105. 50.000. Vậy vậy. Sao mau đầy sổ vậy. Một, trời ơi. 158 cho chị Thùy Linh Trương. Một con sơ mi form rộng eo 80, 90, 100 gì mặc thoải mái. Thích để form rộng thì để, không thì các chị lịt đai vào vầy cho em nha. Tay của nó phồng như vậy cho em. 50.000 lên cho em mã số 156. 156, 50.000. Con này không đẹp em không lấy tiền các chị ha. Con này là một cái chất cực kỳ đẹp. Một cái chất mà em nói nó phê ơi là phê luôn. Mát rượi rượi nha. Trời ơi đẹp quá. Ở cái phía đằng trước nó dập ly cho mình như thế này. Chị nào eo 80 quay đầu về tới 65 lên cho em mã 147, 147, 50.000. Đây. Con này là một cái con chất của nó, các chị nhìn này. Chuẩn chất kaki giấy luôn ấy. R của nó mát, nhưng mà R của con này nó mát lạnh nha. Không phải kaki vớ vẩn đâu, R mát lạnh luôn. R mát 47 cho chị Dung Huỳnh. R mát rượi luôn. Con này eo bao nhiêu nhỉ? Eo con này là eo 78, 80. Quay đầu về tới eo bao nhiêu cũng được.
Đó, thấy chưa? 50.000 lên cho em mã 206. 206 cho em này. 206. Trời ơi, một con đầm tiệc. Một con đầm tiệc. Eo con này là eo 70 72. Eo 70 72 đi. Một con đầm tiệc eo 70 72 50.000. Lên cho em mã số 231. Con này mới tinh thì tình. 206 cho chị Đỗ Maria. Mới tinh thì tình. 50.000. Chờ em tí nhá. 231 cho chị Bích Đào. Trời ơi. Chờ em chút nha, chờ em chút nha. Trời ơi, nó đẹp. Bao đẹp cái con này luôn. Trời ơi, con này đẹp. Trời ơi, chỗ này đẹp lắm. Chỗ này rất là đẹp luôn. Không đẹp, không lấy tiền. Rồi, đợi em chút xíu nha, đợi em chút xíu nha. Em hốt hàng cho mày ra. Trời ơi, đẹp lắm các chị ơi. Cái này mới ủi lên này. Chị Đinh Thị Thái Thái ơi, inbox cho em số điện thoại địa chỉ vào tin nhắn vậy à. Trời đất ơi, mẹ ơi, nó đẹp. Đẹp như vậy rồi ai đẹp lại trời. Đây. Voi nha, có con voi. Siêu dễ thương. Rồi, hết. Hết nhiêu đây nghỉ nha. Hết nhiêu đây là nghỉ nha các chị ơi. Đẹp quá. Hôm nay là quá trời hàng đẹp rồi. Một con... Trời ơi, con này đẹp quá. Con này của Nhật đó, nó mới lắm các chị ạ. Xe SM nha, các chị nhìn này. Búp bù rì á, đẹp không? Quá trời đẹp như thế này. Chị nào eo 6572 xe SM đâu? 50.000 nha. Con này đẹp thế. 50.000 lên em mã 199 nha. 199 cho em, 199 này. 199. Rất là đẹp cho con này. Rất là đẹp cho con này nha. Chị nào mà ở đến cuối thì toàn là con đẹp đây này. Con nào cũng đẹp hết, con nào cũng đẹp hết, xinh chưa? Chị nào mà eo 80, 82, 84, 80, 82, 84, các chị nhìn thấy form đẹp không? Quay về tới eo 65, các chị mặc nịt đai vầy đều đẹp hết cho em nhé. Còn không thích nịt đai bơi cho em, form bơi. Lên cho em mã số 41, 50.000, mã số 41. Đây, một cái chân váy. Một cái chân váy đẹp cho em này, các chị nhìn này. Chân váy của Nhật nha. 41 cho chị Nguyễn Huyền. Chân váy của Nhật, hàng hiệu của Nhật đàng hoàng nha. Chị nào mà eo 72, 74, 75 đều mặc được nha. Nhìn này, đẹp chưa? 50.000 nên cho em mã số 217. 50.000. Babydoll siêu phẩm. Các chị nhìn này, chất von của nó bao mịn cho các chị như thế này. Bao mát. Con này đẹp chưa? Eo 80, 82, 84 quay về, ai cũng bơi vào được cho em. Ai cũng bơi được cho em. Lên cho em mã số 41, 50.000. Mã số 41, 50.000. Trời ơi, con này nó yêu. Ê, luôn ý. Cột cái nơ vào coi. Đây. Một cái con 41 cho chị
Con này các chị làm áo nha, áo dấu quần. Con này em 1m55 là nó tới gối em như vậy này. 41 cho chị Nguyễn Huyền. À, tới gối em như vậy này. Nó dập ly hết áo cho em. Các chị làm áo mặc với quần nha, hoặc là mặc với quần sọc như em cũng được nha. Con này nó tới gối em 1m55. Con này dành cho các chị eo 90-100. Còn các chị eo 80 là các chị bon chen cho nó vui thôi. Chứ đúng ra là eo 90-100 cho em nhá. Còn nếu như các chị mặc nịt đai vào thì nó như thế này này. Đó, ai thì ai mặc thì cũng được ha. 50.000 lên cho em mã số 77 này. 50.000 đẹp quá. Đây, một con chân váy. Một con chân váy xịn nha, các chị nhìn form này. Cái chân váy Âu này. Trời ơi nó đẹp quá trời này. Đó, cái tùng xòe của nó đấy. Cái tùng xòe của nó vậy đó. Con này dành cho các chị eo từ bao nhiêu? Eo 65, 70, 72, 74, 75. 50.000. Trời ơi. 50.000 lên cho em mã số 44 này. Mã số 44. Dạ tí em soạn ra cho chị Lan Phương ơi, tại một đống hàng không có nhân viên soạn ra tí. Này. À, con này eo từ 65 đến 72 nhá, chất von mềm rũ rượi này. 50.000 lên cho em mã số 22. Mã số 22. Đây, con này còn nguyên tem nhá, chân váy xếp ly. Chị nào eo từ 78. Eo từ 78 80 thì mặc vừa. Xinh không? 50.000 lên cho em mã số 63. Mã số 63. Con này đẹp quá à. Rất là mềm rũ cho em. Mềm và rũ nha. Hàng hiệu xịn sò này. Chị nào mà eo từ 74, 75, 76 này. Yêu ơi con này mềm lắm các chị ơi. Mềm mát cực kỳ luôn. 63 cho chị Thùy Linh Trương. 50.000. 50.000 lên em mã số 35. Quá đẹp con này luôn á. Đây. Khoác von. Một con khoác von màu hồng dâu này. Khoác free size cho em. Một con khoác free size cho em màu hường rất đẹp nhá. 50.000 lên cho em mã số 98. Mã số 98 cho em. Mã số 98 ha. 35 cho chị Bích Đào. Con này đẹp ghê. Đây. Màu xanh. Eo 80 quay đầu. Dễ thương không? Chất lụa nha các chị nhá. Có túi. 50.000 lên cho em mã số 84. Mã số 84. Này. Baby doll. Baby doll eo 90 quay đầu về. Trời ơi con này nó đẹp quá à. Eo 90. 44 cho chị Bích Địch Nguyễn. Eo 90 quay đầu lên cho em mã số 124. 124 eo 90 quay đầu. 50.000. Trời ơi con này chị nào chốt con này phê. 84 cho chị Đỗ Ngọc. Chốt tôi con này phê lắm. Con này dành cho các chị eo từ 74, 75, 76 nhá. Size L ấy. Hề, không đẹp không lấy tiền các chị luôn. Form Âu đấy. Lên cho em mã số 165. 50.000. Còn nguyên tem. Còn nguyên tem như thế này cho em. Cúc của nó này. 124 cho chị Bích Đào. Còn chưa mở bạc ra này. Còn chưa mở bạc ra nhá, đẹp lắm. Con này eo 65, 72, 74 gì mặc được hết nha. Nói chung là xinh lắm. Lên cho em mã số 292, 50.000. Một con hai dây tầng. Con hai dây tầng này có tặng khăn nha. Giống cái con đen hồi nãy của ai có tặng khăn á. Con này có tặng khăn đi theo này. Còn mới nguyên tem nha các chị ơi. Con này eo 65, 72, 74 được này. Có tặng cái khăn 65 cho chị Khuê Nguyễn. Có tặng cái khăn von ở đây nha. Đẹp quá, khăn von đẹp quá. 50.000. 50.000 một set có đầm và khăn. 50.000 lên em mã số 242 đầm và khăn. Một set luôn đầm và khăn 50.000. 292 cho chị Nhất Tỷ. Đây. Von thổ cẩm, von cái hoa nhí này. Hoa nhí thổ cẩm này các chị nhìn này, von cực đẹp nha, von cực kỳ phê này. Chị nào mà eo 78 quay về ai cũng mặc được nha. Lên em số 31. 31 50.000. Đây, HM. Một con hiệu HM. Cái tay của... Ôi chết mẹ, nó đẹp quá à. Ôi sao đẹp thế này. Ô mẹ ơi, cái này còn tem. Các chị ơi, còn nguyên tem. Ba ô xịn cho các chị luôn. Các chị eo từ 65 đến 74. 242 cho chị Bích Đào. Thề con này thích quá, mẹ không vừa, em tiếc quá. 50.000. Trời ơi, con này đẹp quá à. Cho Bích Đào về bán này, cho chị Bích Đào về bán này. Về mang về câu like này. Đang cái thời buổi kinh tế ế ẩm ấy. Cho nên là mang về câu like tí nhá, cho nó đắt hàng lên tí nhá.
31 cho chị Quê Nguyễn. Trong ơi cho tình yêu Bích Đào con này về đi cho câu like đi. Các chị ơi, ưu tiên cho nàng ấy một con xịt sò tí về nàng ấy câu like nhá. Về trong cái thời buổi mà kinh tế nó đang là khó khăn như thế này này. Câu like có cái gì đó nó dễ bán chút nhá, cho đắt hàng. Đẹp quá này. Trời ơi con này đẹp quá. Chết rồi, đẹp quá rồi. Cái này size nhỏ thôi, size S thôi, eo 65 70 nhá. Mà đẹp lắm. 50.000 lên em mã số 214. 214 này. 2 dây caro còn tem. 2 dây caro còn tem nhá. Siêu đẹp này. Con này là eo từ, nói chung là cứ từ 60 là eo, nói chung mặc không rộng, eo từ 70 đến 80 này. Còn eo 6 mấy muốn bơi vào thì bơi nhá. Đó. 214 cho chị Nghĩa Lê. 50.000 lên em mã số 15 này. Mã số 15 này. Ủa chị Nghĩa Lê mới vô hả? Chị Nghĩa Lê mới vô hả? Vô lâu chưa? Mới vô hả? Trời ơi, em sắp đi ngủ rồi đấy, em đuối quá rồi này. Em mệt quá cả tháng này. Cả tháng này Facebook nó chặn like ấy. Em lo lắng, em nghĩ suy xong bắt đầu một cả tháng này em không ngủ được này. 15 cho chị Nguyễn Huyền. Mà hôm qua nay thì like trên trang fanpage rồi thì đỡ sợ. Cũng may là like được đây. Cũng may là like được cái hôm nay chứ phải đi ngủ cho nó ngon đấy. Đuối quá rồi, sắp chết rồi. Con này von tơ nhá các tình yêu ơi. Von tơ đấy, không phải von bình thường đâu. Nhìn này, cái von của nó đẹp kinh khủng khiếp này. Mịn như vậy này. Von tơ mới lắm, của Nhật đấy. Đấy. Con này các chị eo 80-82 quay đầu về form rộng về cho em. Bao phê. 50.000 lên cho em mã số 276 nhá. 276 này. Con này là một cái con chất chất xô ấy, chất nai nần ấy. Chất nai nần đấy các chị ạ. Đây này, họa tiết của nó đẹp nhỉ. Đẹp nhỉ. Đấy, chất nai nần ấy. Đấy, xinh lắm. Con này eo 80 quay đầu về nhá. 50.000. 50.000 lên cho em mã 250. 276 cho chị Nghĩa Lê. 250 này. 250. 2 dây, một con 2 dây, chỗ con này mát vô cùng. Một con 2 dây cho em, chất của nó cực kỳ mát, chất lụa mát lắm nhá. 250 cho chị Quê Nguyễn. Những cái con của Nhật mà chất lụa như vậy mát lắm các chị ạ. Eo con này là cứ từ 80 82 quay đầu về ai cũng mặc được nha các chị nhìn này. Hàng của Nhật mà tem mạc nó một nùi này, không phải hàng thường đâu. 50.000. Con này còn có túi cơ, mặc đi ăn chơi cơ. Lên cho em mã số 45, mã số 45 nhé, 50.000. Một con chất xô. Một con chất xô họa tiết con voi. Đó, tình yêu nào mà mê chất xô thì chốt nhá. Eo con này eo 65 72 74 75 76 78. Lên cho em mã số 208. Trời ơi, chất xô mà nó vậy đó. 50.000 lên cho em mã số 208. Tiếp tục này, chất von mềm này. Chất von bao sướng này. Đó, chị nào eo 74 quay đầu về. Ai muốn chốt thì chị Dung Huỳnh. Ai muốn chốt thì chốt nhá, eo 74 quay đầu về. Lên cho em mã số 298 50.000. Đây. Con này trời ơi, chất tôn, chất lanh, chất tôn đấy, mát rồi rưỡi. Đó. Eo 80 90 quay về. Mặc bao mát cho các chị luôn, 50.000. Lên cho em mã số 247 này. 247 cho em này. Volter. Volter. Eo 90 quay đầu về cho em. Trời ơi nó đẹp. Lên cho em mã số 218 50.000. Họa tiết cho em. Họa tiết nha. Chị nào eo 78 cho chị Hương Huyền Thu. Eo 78 quay đầu về. Yêu ơi xinh thế. Eo 78 quay đầu về. Lên cho em mã số 172 50.000. Con này bao xinh. Không xinh không lấy tiền các chị. Hoa vin của nó đẹp cỡ này này. Thì em hỏi các chị là nó đẹp cỡ nào ha. Đó. Con này eo bao nhiêu? Con này eo bao nhiêu? Eo 80 quay đầu. Giống chị nào mà 1m55 bằng em ấy, mặc nó lên như vậy này, xinh lắm. Như vậy này. Đó, bao xinh nha. Đó, 50.000 mặc bao mát cho em. 50.000 lên cho em mã 33. Mã 33 eo 80. Thung lạnh. Một con thung lạnh cho em. Con này các chị mặc không sướng không lấy tiền đâu. Mình có thể mặc với quần sọc, mình có thể mặc với quần ôm tùy theo nhé. Eo 80-82 quay đầu. Lên cho em mã số 36, 50.000. 33 cho chị Thùy Linh Trương. Trời ơi em tiếc con này quá à. Lụa mà nó bị xước. Trời tiếc thế. Bao tiếc luôn á. Sao mà tiếc thế nhờ. Nó bị xước xước, ổn chưa các chị.
nó bị sức 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 giống như nó bị cà vô đâu vô người, chắc em nghĩ là hàng hiệu cho nó vậy. 36 cho chị Diệp Hương Huyền Thu. Nó mới bỏ ra chứ đâu có ai bỏ con đẹp này ra đúng không? Đẹp quá, sức ổn quá bỏ. Đây. Chị nào ăn chơi này, trời ơi em thích con này các chị ơi. Em thích cái con này này. Khi mà mặc lên ấy, mình cột nơ lên trên cổ mình ấy. Cột cái nơ lên trên cổ của mình ấy, đằng sau cổ ấy. Đây này. Thề con này con form Âu xòe đẹp lắm, con tầm tiệc nha. Nhìn này. Yêu cái này style của em. Ngày xưa em còn đi làm cô giáo dạy múa khiêu vũ ấy, em toàn mặc cái kiểu này thôi. Mà em may mấy trăm ngàn một con xấu mù. Giờ em nhìn thấy con này em nhớ lại ngày xưa quá. Xấu mù. Trời ơi đẹp quá. Đẹp quá. Eo 65-72 á. Ngày xưa em có eo có 6 mấy à? 6 mấy 70 à? Em mặc mấy con này đẹp lắm. Trời ơi 50 ngàn lên cho em mã 167 nha. 167 50 ngàn. Trời ơi chị nào mà eo 65-72 hốt con này đi. Về không nghiền không lấy tiền đâu. Đây. Không xinh cũng không lấy tiền con này đâu. Xinh quá. Con này eo của các chị là eo bao nhiêu? Eo bao nhiêu? Eo 80-90 nhá. Eo 80-90 cho em 50 ngàn. Lên cho em mã 262. Trời ơi các chị ơi. Em cái gì cũng làm hết trơn á. Không có làm biếng với không có làm bậy thôi. Chứ còn cái gì cũng làm các chị. Buôn bán rồi làm rẫy, làm ruộng, ô xin rồi làm sếp. Nói chung là cái gì cũng làm hết. Không có làm biếng mới làm bậy thôi. Chứ còn cái gì cũng làm hết. Khổ lắm, đời cuộc đời cực khổ mà. Sóng gió thương trường là chinh chiến xa trường là có cái gì mà không trải qua hết đó. Đây. Von cho em nhá, chất von bao rũ cho em này. Con này dành cho các chị eo 78, 80 quay đầu về cho em như vậy này. Các chị nhìn này, von nó bao rũ nha. Baby doll đấy. Rũ lắm, rũ lắm. Phải nói nhà em nhiều baby doll nhỉ. Thề không có cái line nào mà có cái tỷ có đầm baby doll. Lên cho em mã số 60 này. 50 ngàn mã số 60 này. Hết rồi. Hết rồi đó. Đuôi cá. Dạ em đâu biết đâu chị Khuê ơi. Quê Quảng Ninh mà. Con có một. Nói chung em bán bao nhiêu là con đuôi cá rồi. Mà chỉ có một con đuôi cá là cổ tròn thôi. Một con này là đuôi cá cổ tròn. Chưa ai có. Em bảo đảm trên thị trường chưa ai có con đuôi cá cổ tròn. Mà lại là hoàng gia nữa. Cái chất von bao mát. Form Âu đuôi cá cổ tròn 250 ngàn. Eo 80-90 à. Eo 80-90. Chị nào vừa thì lên cho em mã số 1 nhá. Số 1 con này chỉ có một con, có 102, không có con thứ hai luôn. Độc quyền ha. Các con khác nó có nhưng mà cái cổ cột nơ hay là gì thôi chứ con riêng cổ tròn này không có này. Cổ tròn này không có nha. Đẹp quá. Đó, mã số 1 nha, eo 80-90, con này Vin Hàn nhá. Này các chị nhìn này. Vin Form Âu đuôi cá cổ tròn ha. Đẹp như một nàng tiên. Đó, 250 ngàn chị nó lấy con này lên em mã số 1 nha. Mã số 1 cho em nha. Này, một con công sở màu xanh bơ. Trời ơi nó đẹp như vậy này các chị. Công cái này nó gọi là cái gì? À, tiểu thư nhá, con này tiểu thư này, còn mới nguyên tem á. Eo con này eo 65-72 50 ngàn nhá. Lên cho em mã 301. M1 cho chị Nghĩa Lê. 301. Đây chị Nghĩa Lê đây. Con này đẹp quá. À, em còn cái Vinform. Trời ơi ở đây em có mấy con công này. Con công này tuyệt đỉnh Vin công nhá. Đây. Tuyệt đỉnh Vin công. Tuyệt đỉnh Vin công cho em. À, con này là tụi em bán giá chuẩn của nó là bao nhiêu? 550 ngàn và được miễn ship. Đấy, nói chung là sắp tới thì em sẽ tri ân cho các chị với giá là 500 ngàn. Dạ, vợ em nó không nghĩ, em không dám nghĩ đâu chị ơi. Sắp tới em sẽ tri ân cho các chị với giá 500 ngàn. Và cái con công này em bảo đảm với các chị ở trên thị trường không có ai bán 500 ngàn mà được cái chất tiền triệu như vậy. Nếu như trong trường hợp các chị mua con này
hơn 1 năm trước các chị phải bỏ ra cho em 2 triệu rưỡi. Từ 1 triệu rưỡi tới 2 triệu rưỡi một con nhá. Đấy, con này là một cái con mà em bán cực kỳ, vừa bán vừa tặng đó. Nói chung là em có một bộ sưu tập công này, chắc có thể là sắp sửa nếu mà fanpage nó like ok rồi em sẽ trị ân tầm giá 500. Và những con này là đỉnh của đỉnh ha. Em các chị mà buôn bán ấy nên có một con công để nó có ý nghĩa là công thành danh toại ha, công thành danh toại. Và các chị đi làm buôn bán hay làm bất cứ công việc gì, mình cũng nên có một con công ha. Nó có nhiều ý nghĩa trong đó ha các chị. Con này đẹp đấy. Chị nào eo 65, eo từ 65 đến 90, chị nào chưa có công ấy thì chốt con này đi, 500 ngàn ha. Em bảo đảm với các chị không tiếc tiền đâu. Khi nhận hàng các chị sẽ thấy là 500 ngàn mình bỏ ra nó quá hời so với cái chất lượng con đầm các chị cầm trên tay. Đó, tiền triệu mà. Công thành danh toại như vậy nè. Đó, 500 ngàn nhá. Chị nào lấy con này thì lên cho em mã công nhá, mã công. Bây giờ thì chắc là em xin được nghỉ like tại đây. Em cũng quá đuối rồi. Cả tháng này có đuối rồi. Hẹn gặp lại các chị vào tối mai. Tiếp tục ha, tiếp tục. Bye bye, chúc các chị ngủ ngon, bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye, cảm ơn các chị rất nhiều nha.